Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 117. Chỉ đùa một chút mà thôi, ngươi còn thật sự ra tay à? Thiếu nữ cưỡi heo nhún vai. Da ngươi dày như vậy, đánh vài cái cũng sẽ không mang thai, ngươi sợ cái gì? Dương Diệp. Lúc này, giới nữ đột nhiên đi tới, nói. Không nên lãng phí thời gian ở chỗ này nữa. Chúng ta đi giúp nhị tỷ cùng tam tỷ thôi. Nghe vậy, vẻ mặt thiếu nữ cưỡi heo trở nên nghiêm trọng khẽ gật đầu. Tiếp theo, nàng nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi còn có thể đánh được nữa không? Dương Diệp lắc đầu. Ta cần một ít thời gian. Kiếm ý của hắn sẽ lập tức cắn trả, hơn nữa huyền khí của hắn cũng tiêu hao gần hết. Huyền khí không còn thì không vấn đề lớn, nhưng kiếm ý cắn trả lại nhất định phải coi trọng. Thiếu nữ cưỡi heo khẽ gật đầu. Tự mình cẩn thận. Nói xong, nàng cùng giới nữ và quang nữ lập tức biến mất. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, sau đó tiến vào bên trong Hồng Mông Tháp. Rất nhanh, kiếm ý của hắn bắt đầu cắn trả. Cũng may bây giờ hắn đã có chút miễn dịch với kiếm ý cắn trả này, bởi vậy, tuyệt đối không quá mức đau khổ. Hơn nữa, Dương Diệp bất ngờ phát hiện sau khi kiếm ý của hắn cắn trả nhiều lần, hình như càng ngày càng mạnh. Điều này có phần giống như rèn sắt, một khối sắt được gõ không ngừng, chất lượng tự nhiên sẽ càng lúc càng tốt. Nhiều lần cắn trả thì có thể trực tiếp đạt được kiếm ý cảnh giới quy nguyên không? Trong đầu Dương Diệp xuất hiện ý nghĩ này. Thời gian trôi qua từng chút một, qua một canh giờ sau, Dương Diệp đã hoàn toàn khôi phục bình thường, hắn đi tới trong thế giới tầng thứ nhất của Hồng Mông Tháp. Mà cảnh tượng tiếp theo lại làm cho hắn sợ muốn rơi cằm, bởi vì hắn nhìn thấy Tiểu Thiên. Đây không phải là điểm chính là dưới chân Tiểu Thiên là đầu của con rồng lớn màu vàng kia. Lúc này, con rồng lớn màu vàng này đang dẫn theo Tiểu Thiên bay loạn khắp nơi. Nhìn thấy Dương Diệp, Tiểu Thiên vẫy tay hắn, cười nói. Mau lên đây chơi với ta đi. Dương Diệp nhìn Tiểu Thiên, sau đó lại nhìn con rồng lớn màu vàng và lắc đầu, nếu để cho Thiên Long tộc biết tộc trưởng trước kia của bọn họ bị Tiểu Thiên dẫm lên như thế, không biết có thể kéo toàn tộc tới đánh Tiểu Thiên không? Không quan tâm thế nào, xem ra Tiểu Thiên đã thành công thuyết phục con rồng lớn màu vàng này. Dương Diệp không lãng phí thời gian ở Hồng Mông Tháp, hắn rời khỏi Hồng Mông Tháp. Trong hiện thực, Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh và tính rời khỏi đó, mà vào lúc này, trong không trung phía xa đột nhiên tối lại, ngay sau đó, ở phía xa có rất nhiều sợi tơ đỏ giăng kín khắp nơi. Sau khi những tơ đỏ xuất hiện, Dương Diệp phát hiện, chiến trường không trung kia lập tức bị cắt ra. Sắc mặt Dương Diệp thoáng biến đổi, cơ thể hắn thoáng động và vội vàng bay về phía khu vực này. Rất nhanh, Dương Diệp ngừng lại. Dương Diệp nhìn thấy nữ tử mù ở trong chiến trường không trung vỡ thành mảnh nhỏ này, đối thủ của nữ tử mù lại là nam tử vác thương. Ở cách nam tử vác thương không xa là nam tử cụt tay cầm đao. Mà ở xung quanh là thiếu nữ cưỡi heo, quang nữ cùng với giới nữ. Ở cách nữ tử mù không xa, lúc này tay nam tử vác thương cầm trường thương chỉ nghiêng xuống phía dưới, ở toàn thân hắn tản ra một khí tức không rõ ràng. Lúc này, không gian xung quanh đã lung lay sắp đổ. Đúng lúc này, nam tử cụt tay này đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp. Nàng chết rồi. Dương Diệp liếc mắt nhìn đối phương, sau đó khẽ gật đầu. Chết rồi. Ngươi giết sao? Nam tử cụt tay lại hỏi. Nếu không thì sao? Dương Diệp hỏi ngược. Nam tử cụt tay im lặng rất lâu, sau đó chậm rãi đi về phía Dương Diệp. Trong phút chốc, hắn trực tiếp biến mất, lúc xuất hiện lần nữa thì đã ở trước mặt Dương Diệp. Tiếp theo, một tia sáng lạnh lẽo cắt thẳng tới cổ họng Dương Diệp. Tốc độ nhanh đến mức tận cùng. Ở giây phút nam tử cụt tay rút đao, Dương Diệp lại rút kiếm chém ra một phát. Keng! Kiếm đao vừa chạm vào đã tách ra, Dương Diệp trực tiếp bị chấn động đến ngoài mấy trăm trượng, nam tử cụt tay cũng bị chấn động liên tiếp lui về phía sau, tuy nhiên hắn chỉ lui hơn 30 trượng liền ngừng lại. Nam tử cụt tay vừa dừng lại, chân phải nhẹ nhàng dẫm một cái vào không trung. Cả người trực tiếp hóa thành một đường đao quang bắn ra nhanh như điện chớp. Cùng lúc đó, Dương Diệp phía xa cũng trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang lập tức biến mất. Ầm! Theo một tiếng nổ lớn vang lên, kiếm quang cùng đao quang đồng thời bị đập nát, mà lúc này, Dương Diệp đã bị chấn động đến ngoài mấy trăm trượng, nam tử cụt tay này cũng bị chấn động đến hơn trăm trượng. Hai mắt Dương Diệp híp lại, trong phút chốc, thân hình hắn run lên. Cả người hóa thành một luồng kiếm quang đi tới trước mặt nam tử cụt tay, sau đó đâm ra một kiếm. Chiến đấu gần người.
hắn cần phải chiến đấu gần mới có ưu thế. Nhưng nam tử cụt tay căn bản không để cho hắn có cơ hội chiến đấu gần, người đã chém ra một đao và trực tiếp đẩy hắn lùi lại. Phía xa, Dương Diệp nhìn tay của mình, lúc này tay hắn đang run nhẹ. Lực lượng. Trong đao của nam tử cụt tay này ẩn chứa lực lượng rất mạnh, đặc biệt mạnh mẽ, có khả năng còn mạnh hơn so với lực lượng cơ thể của bản thân hắn. Đương nhiên, không phải lực lượng cơ thể của đối phương mạnh hơn hắn, mà là đối phương chắc chắn nắm giữ lực đặc biệt nào đó, cho nên mới có thể làm cho đao của mình nắm giữ lực lượng mạnh như thế. Đúng lúc này, nam tử cụt tay lại lập tức biến mất, trong phút chốc, một đường đao quang trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Bành! Theo một tiếng nổ lớn vang lên, Dương Diệp lại bị chấn động tới mức liên tục lui lại. Vào lúc nam tử cụt tay phải lại ra tay lần nữa, Dương Diệp đột nhiên nhìn về phía đám người thiếu nữ cưỡi heo, nói. Còn nhìn gì nữa, nhanh tới giúp đi. Thiếu nữ cưỡi heo ngẩn người, sau đó nói, ngươi không một đấu một với hắn sao? Một đấu một à? Dương Diệp lắc đầu, sau đó nghiêm mặt nói. Vây đánh mới là con đường tốt nhất. Một đấu một. Thật ra, hắn cũng không sợ nam tử cụt tay này. Cho dù bây giờ hắn bị nam tử cụt tay áp chế, nhưng nếu như hắn dốc toàn lực vẫn có thể đánh với nam tử cụt tay một trận. Nhưng vậy thì phải chiến đấu tới khi nào? Không thể dùng lục đinh thần hỏa, không thể dùng tinh hà kiếm đồ, hắn chiến đấu với đối phương, nhất định sẽ chiến đấu đến trời đất già nua. Dù sao hắn không có cách nào giết chết đối phương, nếu đối phương muốn giết hắn thì rõ ràng cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đám các nàng thiếu nữ cưỡi heo rõ ràng cũng biết đạo lý này, lập tức muốn ra tay, nhưng vào lúc này có một ánh thương đột nhiên lóe lên, theo một tiếng nổ lớn vang lên, trong các nàng thiếu nữ cưỡi heo ngoại trừ nữ tử mù ra, còn lại lập tức bị chấn động đến hơn mấy trăm trượng, cho dù là minh nữ cũng bị đẩy lui khoảng chừng trăm trượng. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt Dương Diệp lập tức trở nên nghiêm trọng, ánh mắt của hắn nhìn nam tử cầm thương kia. Thật mạnh! Thật ra, không chỉ nam tử cầm thương này, những người bên cạnh Phạm Âm Vũ đều rất mạnh, đặc biệt mạnh mẽ. Mà Phạm Âm Vũ là một trong nhị sử của U Minh Điện lại mạnh tới mức nào? Cẩn thận, người này là Thương Thánh. Đúng lúc này, giọng nói nữ tử mù đột nhiên vang lên ở trong đầu Dương Diệp. Người này có thương đạo đã xuất thần nhập hóa, trăm triệu lần không thể khinh thường được. Thương Thánh! Dương Diệp cau mày, mà vào lúc này, nam tử cụt tay này lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt của hắn, trong phút chốc, một tia sáng lạnh lẽo lập tức tới. Cổ tay của Dương Diệp thoáng động, nắp quan tài xuất hiện ở trước mặt mình. Bành! Theo một tiếng nổ lớn vang lên, Dương Diệp trực tiếp bị chấn động đến hơn trăm trượng. Nhưng nam tử cụt tay này lại lập tức xuất hiện ở trước mặt của hắn, tiếp theo, lại là một đao bổ xuống về phía hắn. Lần này, Dương Diệp không lựa chọn ngăn cản mà ôm nắp quan tài đập về phía trước mặt một cái. Đao cùng nắp quan tài vừa mới tiếp xúc, một sóng khí lại chợt từ chỗ giao nhau bạo phát ra, Dương Diệp cùng nam tử cụt tay lập tức bị đánh bay ra ngoài. Nhưng trong phút chốc, hai người lại lập tức xông vào nhau. Lúc này, Dương Diệp cũng đánh ra tất cả sức lực của mình. Lúc này, hắn lại phát động yêu thần lực, có yêu thần lực gia tăng, lực lượng của hắn lập tức tăng thêm mấy lần. Lúc này, lực lượng của hắn đã hoàn toàn không thua kém nam tử cụt tay này. Nhưng hắn vẫn có phần bị động, bởi vì nam tử cụt tay có ý thức chiến đấu cao hơn hắn quá nhiều, đối phương có tốc độ đao quá nhanh, hắn căn bản không có cách nào dùng một kiếm phá vạn pháp. Tiêu hao. Bây giờ hắn đánh cùng nam tử cụt tay chính là cuộc chiến tiêu hao. Mà trong lúc Dương Diệp chiến đấu cùng nam tử cụt tay, đồng thời đám nữ tử mù cũng chiến đấu cùng nam tử cầm thương này. Không thể không nói thực lực của nam tử cầm thương đặc biệt khủng khiếp. Một mình đấu với bốn người nữ tử mù lại hoàn toàn không rơi xuống hạ phong. Phải nói là ngoại trừ nữ tử mù ra, ba nàng còn lại căn bản không có cách nào chống lại hắn. Dương Diệp cũng nhận thấy được cảnh tượng như vậy, hắn biết nếu tiếp tục như vậy thì chắc chắn không được. Phải biết rằng, bọn họ còn có một kẻ địch lớn nhất. Im lặng trong chớp mắt, Dương Diệp dùng một kiếm đẩy lui nam tử cụt tay này, sau đó vung tay phải lên. Gào! Một tiếng rồng ngâm đột nhiên vang vọng ở trong mảnh chiến trường nơi này, tiếp theo, một con rồng lớn màu vàng xuất hiện ở phía chân trời. Khi nhìn thấy con rồng lớn màu vàng này, tất cả mọi người ở đó đều ngừng lại. Nam tử cầm thương này cùng nam tử cụt tay nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt mang theo vẻ nghi ngờ. Không chỉ bọn họ,
ngay cả đám người thiếu nữ cưỡi heo cũng có phần nghi ngờ cùng tò mò. Đặc biệt là thiếu nữ cưỡi heo, giới nữ còn có quang nữ, trước đó Dương Diệp làm rồng lớn màu vàng biến mất, các nàng đã vô cùng tò mò. Bây giờ nhìn thấy Dương Diệp gọi con rồng lớn màu vàng ra, trong lòng các nàng càng thêm nghi ngờ. Sau khi rồng lớn màu vàng xuất hiện, lập tức lao về phía nam tử cầm thương này. Phía xa, nam tử cầm thương nheo mắt lại, trong phút chốc, trong tay phải cầm trường thương của hắn chợt cách không đâm về phía con rồng lớn màu vàng. Trong không trung, con rồng lớn màu vàng này trực tiếp bị một thương này làm cho chấn động lùi về phía sau đủ mấy trăm trượng. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt Dương Diệp vô cùng nghiêm trọng, nam tử cầm thương này không phải mạnh mẽ bình thường thôi đâu. Ra tay, nhanh chóng giải quyết hắn. Đúng lúc này, giọng nói nữ tử mù đột nhiên vang lên ở trong không trung. Vừa dứt lời, nàng dẫn đầu lao về phía nam tử cầm thương này, thiếu nữ cưỡi heo, giới nữ còn có quang nữ lại lao về phía nam tử cụt tay này. Các nàng biết rất rõ ràng, cho dù có rồng lớn màu vàng giúp đỡ cũng khó có thể giết chết nam tử cầm thương này, bởi vì thực lực của đối phương quá mạnh mẽ. Cho nên, các nàng quyết định giúp đỡ Dương Diệp giết chết nam tử cụt tay. Trước so sánh với nam tử cầm thương, nam tử cụt tay này dễ giết hơn. Có thiếu nữ cưỡi heo cùng quang nữ, giới nữ gia nhập, nam tử cụt tay này lập tức rơi vào hạ phong, không, phải nói hắn lập tức bị hoàn toàn áp chế. Dương Diệp kém hơn nam tử cụt tay, nhưng giới nữ lại không kém hơn nam tử cụt tay, mà bây giờ là 4-1, nam tử cụt tay làm thế nào có khả năng đánh thắng được. Không bao lâu, nam tử cụt tay lại liên tục thất bại, tháo chạy. Mặc dù nữ tử mù cùng rồng lớn màu vàng không thể áp chế nam tử cầm thương này, nhưng lúc này, nam tử cầm thương này cũng không làm gì được nữ tử mù cùng rồng lớn màu vàng. Sau một khắc, nam tử cụt tay bị 4 người Dương Diệp bao vây tấn công đã không chịu được nữa, mà lúc hắn sắp bị giết chết lúc, đám nữ tử mù đột nhiên biến sắc, sau đó đồng thời biến mất. Dương Diệp ngẩn người, sau đó vội vàng đi theo. Rất nhanh, Dương Diệp cùng 4 nữ đi tới một mảnh chiến trường khác. Nơi này là chiến trường của huyết nữ cùng Phạm Âm Vũ. Ở trong mảnh chiến trường nơi này tràn ngập mùi máu tươi nồng đậm. Huyết nữ cùng Phạm Âm Vũ đứng đối diện nhau, cách nhau khoảng 300 trượng. Khi nhìn thấy cảnh tượng lúc này, không chỉ đám người nữ tử mù, sắc mặt Dương Diệp đều thay đổi. Bởi vì giờ phút này, hai cánh tay của huyết nữ đã không còn. Không chỉ có vậy, ở khóe miệng nàng còn không ngừng tràn ra máu tươi. Không hề nghi ngờ. Huyết nữ thất bại. Dương Diệp nhìn về phía Phạm Âm Vũ, ánh mắt càng thêm nghiêm trọng. Thực lực của nữ nhân này mạnh nhất trong những người hắn từng gặp. Tất nhiên không tính tới lão nhân mặc áo đạo sĩ cùng Tiêu Giao Tử, dù sao hắn cùng bọn họ chưa tính là thật sự gặp mặt. Mà lúc này, đám người minh nữ cũng tới trong chiến trường này, U Minh Điện bên này không có người nào chết, bên Phạm Âm Vũ, ngoại trừ nữ tử cụt tay bị Dương Diệp giết ra, người còn lại cũng ổn cả. Đương nhiên, rồng lớn màu vàng lúc này tính là bên phía Dương Diệp. Phía xa, Phạm Âm Vũ thản nhiên liếc mắt nhìn huyết nữ. Huyết vực quả thật không tệ, tuy nhiên với ta mà nói, vẫn còn xa mới đủ. Nói xong, nàng đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi thật sự làm cho ta có chút bất ngờ. Cũng là ta sơ sót, cho dù thực lực của ngươi không bằng nàng, nhưng toàn thân cũng không ít bảo vật, hơn nữa còn có kiếm vực. Đương nhiên, thực lực của ngươi quả thật cũng không tệ. Tuy nhiên cũng tốt, nàng chết ở dưới kiếm kỹ do chính mình sáng tạo ra, điều này cũng coi như một kết cục không tệ đối với nàng. Dương Diệp trầm giọng nói. Nàng rất mạnh. Những lời này là thật lòng. Nếu như hắn không phải có thiên nhãn thạch do Tiểu Thiên cho để hắn bảo toàn tính mạng, cho dù hắn sử dụng kiếm vực chắc chắn cũng đã chết. Phạm Âm Vũ nói. Ở đại lục này, trong lịch sử từ trước tới nay, ngoại trừ Tiêu Giao Tử cùng kiếm vô cực ra, thiên phú kiếm đạo của nàng là mạnh nhất, không đúng, thiên phú kiếm đạo của nàng thật ra hoàn toàn không kém hơn bọn họ. Đáng tiếc, trong lòng nàng có chấp niệm quá sâu, trước sau không có cách nào giải thoát được chính mình. Nếu như nàng có thể bỏ xuống chấp niệm trong lòng, đạt được tâm cảnh của Tiêu Giao Tử, kiếm đạo của nàng sẽ thay đổi, ngay cả ta cũng sẽ kiêng kỵ. Nói đến đây, nàng đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp. Biết vì sao lúc nàng giao đấu với ngươi không sử dụng kiếm ý sao? Dương Diệp lắc đầu. Phạm Âm Vũ nói. Chính nàng đã phế bỏ kiếm ý của mình. Vì sao? Dương Diệp không hiểu. Phạm Âm Vũ im lặng trong chớp mắt, sau đó nói.
Nàng không muốn luyện kiếm, nói chính xác, nàng không muốn sống sót. Đáng tiếc, thật sự đáng tiếc. Dương Diệp im lặng, lúc này hắn mới đột nhiên nhớ ra lúc trước khi nữ tử đang đấu kiếm cùng hắn, người ta căn bản không có dùng kiếm ý, hắn dùng hai loại ý cảnh. Mà nếu như đối phương là kiếm tu sử dụng ý cảnh, gia tăng kiếm ý, mới thật sự là kiếm tu khủng khiếp. Nếu như kiếm ý của đối phương không biến mất, dùng tới kiếm ý thì không cần phải nói, nắp quan tài cũng không nhất định có thể ngăn cản được một kiếm luân hồi kia của đối phương. Lúc này, Phạm Âm Vũ đột nhiên nhìn về phía con rồng lớn màu vàng này, rồng lớn màu vàng nhìn thấy Phạm Âm Vũ nhìn mình thì trong mắt lập tức lộ ra vẻ sợ hãi, sau đó trực tiếp chạy tới bên trong hồng mông tháp của Dương Diệp. Dương Diệp. Chấm. Lúc này, Phạm Âm Vũ nhìn về phía Dương Diệp. Thật sự không ngờ ngươi có thể làm cho nó thuần phục. Không đúng, ngươi còn chưa có năng lực lớn như vậy, là tiểu nữ hài kia giúp ngươi sao? Dương Diệp hỏi ngược. Tiểu nữ hài kia có lai lịch ra sao? Phạm Âm Vũ hơi ngẩn người ra, lập tức hỏi ngược. Ngươi không biết. Dương Diệp lắc đầu. Điều này thật thú vị. Trong mắt Phạm Âm Vũ biến thành nghiền ngẫm. Quả thật rất thú vị. Thật ra, ta thật sự tò mò, nàng làm sao có thể ở cùng với người kẻ lĩnh ngộ sát ý cảnh giới hư vô. Dưới tình huống bình thường, nàng chắc hẳn rất ghét ngươi mới đúng. Nàng nói muốn dạy ta làm một người tốt. Dương Diệp nói. Người tốt. Phạm Âm Vũ quan sát mắt, sau đó nói. Tiếp sau đi. Dương Diệp. Chấm. Lúc này, Phạm Âm Vũ nhìn lướt qua đám người huyết nữ ở đó. Ta cảm thấy không cần thiết lãng phí thời gian nữa. Lần này hoàn toàn giải quyết đi. Vừa dứt lời, quạt lông trong tay nàng đột nhiên nhẹ nhàng nâng lên. Trong phút chốc, chiến trường không trung ở đó đột nhiên chấn động kịch liệt, lại giống như nước nấu sôi, khắp không gian bắt đầu sôi trào kịch liệt. Cùng lúc đó, một lực lượng khủng khiếp xuất hiện từ trong không trung. Khi lực lượng này xuất hiện, sắc mặt Dương Diệp lập tức biến đổi, bởi vì cơ thể hắn trực tiếp cong xuống. Lúc này ở trên lưng hắn hình như có thêm mấy chục vạn ngọn núi lớn, dần dần cơ thể hắn càng lúc càng còng xuống, cùng lúc đó, cơ thể hắn đang không ngừng bị xé rách. Vực. Đây là lực lượng của vực. Chỉ là Dương Diệp không biết đối phương thi triển cuối cùng là vực gì. Đương nhiên, lúc này hắn không có tâm tình quan tâm đối phương thi triển là vực gì, hắn chỉ biết nếu tiếp tục nữa, hắn sẽ xong đời. Bởi vì lực lượng kia quá mạnh mẽ, mạnh tới mức hắn cũng sắp không phản kháng được. Kiếm vực. Dương Diệp chuẩn bị thi triển kiếm vực để đối đầu với đối phương, mà vào lúc này, lực lượng kia đột nhiên biến mất. Dương Diệp sửng sốt, hắn liếc nhìn xung quanh lại phát hiện trên mặt đám người U Minh Điện có vẻ mừng rỡ như điên. Thiên nữ. Dương Diệp nhìn về phía Phạm Âm Vũ, sau đó ánh mắt nà này nhìn về phía bên phải. Ta còn tưởng rằng ngươi không tới chứ. Làm sao có thể? Phía xa, một giọng nói đột nhiên vang lên ở phía xa. Ngay sau đó, một bóng người từ trong không gian kia chậm rãi đi ra. Khi Dương Diệp nhìn thấy người này, hắn lập tức sửng sốt. Sửng sốt một hồi lâu, hắn lấy lại tinh thần, sau đó nhìn người kia. Ngươi! Ở cách Dương Diệp không xa là một nữ tử mặc váy hoa trắng nhỏ, nữ tử nhìn khoảng 16-17 tuổi. Đương nhiên đây không phải là điểm chính là hắn cảm giác nữ tử này có chút quen thuộc. Nhìn quen mắt, nhìn đặc biệt quen mắt. Dương Diệp nhìn chằm chằm vào nữ tử này, càng nhìn càng cảm thấy nhìn quen mắt, đột nhiên hai mắt hắn trợn tròn. Ngươi là nhân nhân sao? Hắn rốt cuộc biết vì sao mình cảm giác quen mắt, bởi vì nữ tử trước mắt này đặc biệt giống nhân nhân. Nhân nhân, hắn đương nhiên không có quên tiểu nữ hài này. Trước đây tiểu nữ hài này có thể ăn thịt người đấy. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, ánh mắt tất cả mọi người ở đó đều nhìn về phía Dương Diệp. Bao gồm cả đám người U Minh Điện. Người quen biết đại tỷ à? Thiếu nữ cưỡi heo hỏi. Dương Diệp nhìn về phía thiên nữ, nói. Ngươi là nhân nhân sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Từ vẻ ngoài có thể thấy được nữ tử trước mắt này là nhân nhân, nhưng hắn vẫn không dám xác định, bởi vì lúc nữ tử này nhìn hắn, trong mắt đặc biệt bình tĩnh. Thiên nữ liếc nhìn Dương Diệp. Sau đó thu hồi ánh mắt và quay đầu lại nhìn về phía Phạm Âm Vũ. Phạm lệnh sử, ân oán giữa ngươi cùng đám tỉ muội ta, ngày hôm nay liền hoàn toàn chấm dứt đi. Phạm Âm Vũ mỉm cười. Ta đã nói làm sao tìm được không được ngươi, nếu như ta không đoán sai, trước đây ngươi chắc chắn không ở trong vũ trụ này, đúng không?
Thiên nữ khẽ gật đầu. Quả thật không ở trong vũ trụ này. Tuy nhiên, những điều đó đều không quan trọng. Nói xong, nàng nhìn lướt qua đám người Phạm Âm Vũ, sau đó lại nói. Tới đi, cho ta xem thử thực lực của ngươi bây giờ đã đến trình độ nào. Phạm Âm Vũ khẽ gật đầu. Ta cũng muốn xem thử thực lực của ngươi. Vừa dứt lời, nàng nhìn lướt qua ở đó, sau đó nói. Đổi một nơi khác. Nói xong, thân hình run lên, trực tiếp biến mất khỏi không trung. Thiên nữ liếc nhìn đám người huyết nữ. Ta biết các ngươi có nhiều điều muốn hỏi, chờ sau khi chuyện này kết thúc, ta sẽ nói cho các ngươi biết từng chuyện một. Nói xong, thân hình run lên, trực tiếp biến mất khỏi không trung. Thiên nữ liếc nhìn đám người huyết nữ. Ta biết các ngươi có nhiều điều muốn hỏi, chờ sau khi chuyện này kết thúc, ta sẽ nói cho các ngươi biết từng chuyện một. Nói xong, thân hình nàng run lên và trực tiếp biến mất. Trước đây đại tỷ của các ngươi đã có bộ dạng như vậy sao? Lúc này, Dương Diệp đột nhiên hỏi thiếu nữ cưỡi heo bên cạnh. Thiếu nữ cưỡi heo lắc đầu. Trước đây tất nhiên không phải vậy, trước đây vì cứu chúng ta, nàng trực tiếp chuyển thế sống lại, cho nên bộ dạng của nàng bây giờ không phải là dáng vẻ trước đây. Nói đến đây, nàng dừng lại một lát mới nói tiếp. Ngươi đã từng gặp đại tỷ sao? Dương Diệp khẽ gật đầu. Chỉ là ta cũng không dám xác định có đúng là nàng không, ngươi cũng thấy đấy, vừa rồi nàng chưa từng để ý tới ta. Giống như lời hắn nói, hắn cũng không dám xác định thiên nữ có phải là nhân nhân không. Nếu như đối phương thật sự là nhân nhân trước đây, không hề nghi ngờ, đối phương không thể không chào hỏi hắn. Thiếu nữ cưỡi heo im lặng một lát, sau đó nói. Ta cũng không biết, tạm thời ta không quan tâm tới điều này, đến lúc đó lại hỏi đại tỷ thì sẽ biết. Nói xong, nàng nhìn về phía xa đám người nam tử cầm thương, sau đó nói. Huyền khí của ngươi có đặc biệt tác dụng, có thể chữa thương giúp cho nhị tỷ không? Dương Diệp khẽ gật đầu. Đương nhiên không thành vấn đề. Thiếu nữ cưỡi heo khẽ gật đầu, trong phút chốc, nàng cùng đám người nữ tử mù xung quanh trực tiếp lao về phía đám người nam tử cầm thương này. Trong phút chốc, chiến trường bị tách ra, đại chiến lại hồi sinh. Dương Diệp không để ý tới đám các nàng thiếu nữ cưỡi heo, bởi vì bây giờ rõ ràng huyết nữ bị thương rất nặng. Hắn đi tới trước mặt huyết nữ, sau đó nói. Nhị tỷ, đi theo ta. Nói xong, cơ thể hắn thoáng động và hóa thành một đường kiếm quang biến mất ở phía xa. Dương Diệp dẫn theo huyết nữ rời khỏi chiến trường không trung một đoạn, sau khi xác định xung quanh không có bất kỳ người nào, hắn trực tiếp đưa huyết nữ tới trong Hồng Mông Tháp. Huyết nữ bị thương rất nặng. Nếu như trị liệu ở bên ngoài thì không biết phải lãng phí bao nhiêu thời gian. Chỉ có ở bên trong Hồng Mông Tháp mới có thể lấy tốc độ nhanh nhất chữa trị vết thương cho nàng. Về phần để lộ bí mật, nếu như huyết nữ bán đứng hắn, vậy hắn cũng chỉ có thể chấp nhận. Trong Hồng Mông Tháp, huyết nữ nhìn lướt qua xung quanh, trong mắt kèm theo chút tò mò. Đây là... Dương Diệp cười nói. Bí mật lớn nhất của ta. Nói xong, hắn bảo huyết nữ nằm xuống. Sau đó tay phải ấn ở bụng của nàng, tiếp theo, Hồng Mông tử khí trong cơ thể hắn điên cuồng lao vọt về phía huyết nữ. Huyết nữ quan sát mắt phòng tu luyện, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, ở đây tự hình thành thế giới, lại ở bên trong cơ thể ngươi, nếu như ta không đoán sai, đây là một món bảo vật đúng không? Dương Diệp khẽ gật đầu. Không trách được. Huyết nữ nhìn lướt qua xung quanh, lại nói. Thời gian ở đây không giống với thời gian ở bên ngoài sao? Dương Diệp lại khẽ gật đầu. Huyết nữ im lặng rất lâu, sau đó nói. Không quan tâm như thế nào, cảm ơn sự tín nhiệm của ngươi. Dương Diệp đưa nàng tới nơi này, không hề nghi ngờ, điều này đại biểu Dương Diệp tín nhiệm nàng. Dương Diệp mỉm cười và không nói gì thêm, tiếp tục sử dụng huyền khí trị liệu cho huyết nữ. Huyết nữ bị thương không chỉ đơn thuần là mất đi hai cánh tay, còn có năm tạng, không chỉ có vậy. Ở toàn thân nàng còn tràn ngập một lực lượng thần bí như có như không, lực lượng này đang không ngừng ăn mòn toàn thân huyết nữ. Đây là lực lượng của nàng. Huyết nữ đột nhiên nói. Rất kỳ lạ, huyết vực của ta cũng không áp chế nổi. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó lợi dụng Hồng Mông tử khí đi tiếp xúc với lực lượng thần bí này. Ngay từ lúc đầu, Hồng Mông tử khí lập tức bị bắn trở lại, tuy nhiên Hồng Mông tử khí dần dần ăn mòn lực lượng thần bí này. Nhờ Hồng Mông tử khí cuồn cuộn không ngừng ăn mòn, lực lượng thần bí này càng lúc càng ít, không đến một khắc sau, nó lại hoàn toàn biến mất.
Khi lực lượng kia biến mất, Dương Diệp bắt đầu trị liệu vết thương trên người huyết nữ, không đến hai canh giờ hai cánh tay nàng liền mọc ra. Cùng lúc đó, cơ thể vốn bị lực lượng kia ăn mòn cũng tốt lên 7-8 phần. Huyền khí này của ngươi rất nghịch thiên. Huyết nữ đột nhiên nói. Quả thật rất nghịch thiên. Dương Diệp khẽ gật đầu và suy nghĩ sâu xa. Có thể nói, nếu như không phải có Hồng Mông tử khí, hắn sớm đã chết không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần hắn giao đấu cùng người khác, sở dĩ hắn dám liều mạng như thế cũng là bởi vì có Hồng Mông tử khí. Đây là chỗ dựa của hắn. Rất nhanh, sau khi vết thương của huyết nữ hoàn toàn khôi phục, Dương Diệp dẫn theo huyết nữ rời khỏi Hồng Mông tháp. Trong hiện thực, lúc này, cuộc chiến đấu ở đó đã rất ác liệt. Tuy nhiên, nữ tử mù bên này không có rồng lớn màu vàng giúp đỡ nên dần rơi xuống hạ phong. Huyết nữ không nói một lời, cơ thể thoáng động lao về phía đám người nam tử cầm thương, có huyết nữ gia nhập được, thế cục lập tức bị xoay chuyển. Lần này, bên U Minh Điện không chỉ có áp đảo ở trên số lượng người còn là ở trên phương diện thực lực, cũng vượt qua đám người nam tử cầm thương. Nhưng Dương Diệp cũng đã nhìn ra, bọn họ muốn phân ra thắng bại vẫn rất khó khăn, đặc biệt khó khăn. Bởi vì thực lực hai bên đều rất mạnh, muốn phân ra thắng bại cũng có nghĩa là phải phân ra sống chết, vậy thì sẽ cần thời gian rất dài. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, không hề nghi ngờ, chiến trường nơi đó mới là quan trọng. Im lặng rất lâu, Dương Diệp quay đầu lại nhìn về phía đám người nam tử cầm thương này, trong phút chốc, cơ thể hắn thoáng động và lao về phía những nam tử cầm thương. Giải quyết những người này trước, sau đó mọi người cùng nhau đi vây đánh nữ tử cầm quạt lông này. Đây là suy nghĩ của hắn hiện tại. Có Dương Diệp gia nhập, tình hình của đám người nam tử cầm thương lập tức càng thêm bất ổn. Nhưng ngay vào lúc này, nam tử cầm thương đột nhiên lấy ra một truyền âm phù và bóp nát, không bao lâu, đám người Dương Diệp lập tức biến sắc, bởi vì phía dưới có hơn 10 khí tức đang chạy về phía mảnh chiến trường nơi này. Còn có giúp đỡ à? Thân hình của Dương Diệp thoáng động và chạy về phía bên dưới, rất nhanh hắn đã ngừng lại, lúc này, ở phía trước cách hắn không xa là hơn 10 người mặc áo đen. Tất cả đều là cường giả cảnh giới luân hồi. Dương Diệp nhìn lướt qua mười mấy người này, rất nhanh hắn đã nheo mắt lại, bởi vì hắn phát hiện ra trong này ngoại trừ loài người ra, còn có khí tức của yêu tộc và khí tức của ma tộc. Ma tộc cùng yêu tộc vẫn có hải tộc cùng với man tộc cũng tham dự vào sao. Trong đầu Dương Diệp xuất hiện ý nghĩ này, nhưng chẳng bao lâu đã bị hắn hủy bỏ. Nếu như bốn tộc này thật sự tham dự, vậy người tới chắc chắn không chỉ có ít cường giả như vậy. Nếu như bốn tộc cộng lại thì có thể có mấy trăm cường giả cảnh giới luân hồi đi ra. Giết! Đúng lúc này, một người mặc áo đen lạnh lùng nói, trong phút chốc, hơn 10 người mặc áo đen đều lao về phía Dương Diệp. Dương Diệp nheo mắt, dưới tình huống ở đây không thể thi triển tinh hà kiếm đồ cùng lục đinh thần hỏa, hắn không làm gì được hơn 10 người cường giả cảnh giới luân hồi. Tuy nhiên cũng may bây giờ hắn đã có giúp đỡ. Dương Diệp lập tức gọi rồng lớn màu vàng ra, sau khi rồng lớn màu vàng ra ngoài, trực tiếp đập về phía hơn 10 người mặc áo đen này. Giờ phút này, rồng lớn màu vàng hoàn toàn thể hiện ra chỗ cường hãn của mình. Bởi vì vấn đề phòng ngự của nó, hơn 10 người mặc áo đen này lại bị rồng lớn màu vàng ép đánh. Dương Diệp đương nhiên cũng không nhàn rỗi, hắn đứng ở trên lưng của con rồng lớn màu vàng, sau đó thỉnh thoảng phát ra một đạo kiếm khí chí mạng. Trong giây lát, này hơn 10 người mặc áo đen bị Dương Diệp cùng con rồng lớn màu vàng ép chặt. Đúng lúc này, một uy áp khủng khiếp đột nhiên từ trên không trung chút xuống, khi uy áp này xuất hiện, chiến trường không trung ở đó ầm ầm vỡ nát, hóa thành một mảnh hố đen tối tăm, qua hơn 10 hơi thở, không gian ở đó mới dần dần khôi phục. Mà lúc này, thiên nữ cùng Phạm Âm Vũ xuất hiện ở trên đỉnh đầu mọi người. Hai nàng đứng đối diện nhau. Trong phút chốc, tay ngọc của hai nàng đồng thời giơ lên, lại muốn ra tay, nhưng ngay vào lúc này, một giọng nói đột nhiên từ sâu bên trong tinh không xa xôi truyền đến. Dừng tay. Trong phút chốc, một người nam tử trung niên mặc áo choàng dài màu tím đen xuất hiện ở trên đỉnh đầu mọi người, ở trong tay của nam tử trung niên cầm một cái bút lông màu đen lớn bằng cánh tay. Nhìn thấy cái bút đen này, vẻ mặt đám người U Minh Điện đều chợt biến đổi, không chỉ đám người U Minh Điện, chính Phạm Âm Vũ cũng biến sắc. Nam tử trung niên nhìn lướt qua ở đó, sau đó lạnh lùng nói. Đặc sứ U Minh thập điện nghe lệnh, nhận lệnh của điện chủ yêu cầu các ngươi mau trở về U Minh Điện. Hắn là ai?
Dương Diệp đi tới bên cạnh thiếu nữ cưỡi heo, hỏi. Vẻ mặt thiếu nữ cưỡi heo có chút khó coi, im lặng rất lâu, sau đó nói. U Minh phán quan. U Minh phán quan. Dương Diệp nhíu mày, hắn từng nghe huyết nữ nói qua về U Minh phán quan, thực lực hắn còn trên cả U Minh lệnh sử. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía nam tử trung niên kia, trên người đối phương hoàn toàn không có khí tức, không đúng, hắn căn bản không cảm giác được sự tồn tại của đối phương. Người ta đứng ở nơi đó, nhưng hắn không có cách nào cảm nhận được sự tồn tại của đối phương. Ở đó, bầu không khí có chút nghiêm trọng. Bởi vì bất kể là thiên nữ hay Phạm Âm Vũ đều không nói gì. Các nàng đều là người của U Minh Điện, nhưng các nàng đã rời khỏi U Minh Điện quá lâu rồi. Thế nào? U Minh phán quan nhìn lướt qua các nàng U Minh Điện cùng Phạm Âm Vũ. Lẽ nào ngay cả mệnh lệnh của điện chủ mà các ngươi cũng không nghe sao? Lúc này, này Phạm Âm Vũ đột nhiên nói. Điện chủ xuất hiện rồi sao? Không. U Minh phán quan nói. Là điện chủ mới của chúng ta. Điện chủ mới. Phạm Âm Vũ khẽ nhướng mày. Ai? U Minh phán quần khẽ nói. Các ngươi trở lại thì sẽ biết. Phạm Âm Vũ liếc nhìn U Minh phán quan, sau đó nói. Ta chỉ nhận điện chủ cũ. U Minh thập điện ta cũng vậy. Lúc này, thiên nữ đột nhiên nói. U Minh phán quan nheo mắt lại. Thế nào, các ngươi muốn tạo phản xa? Tạo phản. Phạm Âm Vũ bật cười. Phán quan, ta thật ra muốn hỏi một câu, điện chủ nàng sống chết thế nào còn chưa biết, các ngươi đã lập gia chủ mới, lẽ nào sẽ không sợ điện chủ đột nhiên trở về sao? U Minh phán quan trầm giọng nói. Ta không phải có ý phản bội điện chủ cũ, nhưng, các ngươi cũng hiểu rõ U Minh điện ta bây giờ đã chia năm xẻ bảy, nếu như không đoàn kết với nhau, U Minh điện chúng ta sẽ hoàn toàn biến mất ở thế gian này. U Minh lệnh sử và U Minh thập điện, bây giờ trong điện trăm phế đợi hưng nên đang cần các ngươi trợ giúp. Vẫn mong các vị cùng ta quay về U Minh điện để trợ giúp điện chủ. Nếu như ta không làm theo thì sao? Đúng lúc này, Phạm Âm Vũ đột nhiên nói. Lúc này vẻ mặt U Minh phán quan lạnh xuống. U Minh lệnh sử, ngươi là muốn phản bội U Minh điện sao? Phản bội. Phạm Âm Vũ khẽ lắc đầu. Phán quan, ngươi đừng lãng phí thời gian ở đây nữa. Ta không biết điện chủ mới là ai, ta chỉ biết trừ khi đối phương nắm giữ U Minh lệnh, hoặc thiếu tư điện chủ tự mình bổ nhiệm, nếu không ta sẽ không nhận đối phương là điện chủ. Đây là thái độ của ta, ngươi có thể trở về phục mệnh. U Minh phán quan nhìn Phạm Âm Vũ rất lâu, sau đó nhìn về phía thiên nữ. Thiên nữ điện hạ, ngươi thì sao? Chỉ nhận thiếu tư điện chủ, hoặc U Minh lệnh. Thiên nữ khẽ nói. U Minh phán quan khẽ gật đầu. Sau đó hắn vung tay phải lên, trong phút chốc, một tấm lệnh bài lớn bằng bàn tay xuất hiện ở không trung, lệnh bài có khắc một chữ U, và tản ra ánh sáng u ám như có như không. Nhìn thấy tấm lệnh bài này, sắc mặt đám người thiên nữ lập tức biến đổi, mà Phạm Âm Vũ lại nhíu mày. U Minh lệnh. Nhìn thấy vẻ mặt mọi người, Dương Diệp biết lệnh bài kia phải là U Minh lệnh. Im lặng rất lâu, Phạm Âm Vũ nói. U Minh lệnh vẫn luôn ở trong tay thiếu tư điện chủ. Tại sao lại xuất hiện ở chỗ ngươi? U Minh phán quan thu hồi lệnh bài. Không phải ở trong tay ta, mà là ở trong tay điện chủ mới. Bây giờ, các vị có thể cùng ta quay về U Minh điện được chưa? Phạm Âm Vũ nhìn về phía thiên nữ cũng nhìn về phía Phạm Âm Vũ. Đúng lúc này, U Minh phán quan đột nhiên lại nói. Ta biết ân oán giữa hai vị, tuy nhiên vẫn mong hai vị tạm thời để ân oán cá nhân sang một bên. Việc cấp bách là các vị cùng ta quay về U Minh Điện, không chỉ các vị, tất cả thành viên của U Minh Điện ở bên ngoài đều đã nhận lệnh quay về trong điện. Im lặng rất lâu, Phạm Âm Vũ nói. Đi. Vừa dứt lời, nàng cùng đám người nam tử cầm thương trực tiếp biến mất. U Minh phán quan nhìn về phía đám người thiên nữ. Mà đám người huyết nữ lại nhìn về phía thiên nữ, rõ ràng các nàng nghe theo thiên nữ. Thiên nữ nhìn về phía U Minh phán quan, nói. Chúng ta sẽ đến sau. U Minh phán quan khẽ gật đầu, sau đó cơ thể thoáng động và lập tức biến mất. Đại tỷ, chuyện này có chút kỳ lạ. Huyết nữ đi tới bên cạnh thiên nữ, khẽ nói. Nữ tử mù khẽ gật đầu. U Minh lệnh vẫn luôn ở trong tay thiếu tư điện chủ, mà bây giờ U Minh lệnh xuất hiện, nhưng thiếu tư điện chủ lại không xuất hiện. Lần này trở lại phải cẩn thận. Thiên nữ khẽ gật đầu. Yên tâm, trong lòng ta hiểu rõ.
Nói xong, ánh mắt nàng nhìn lướt qua đám người huyết nữ, sau đó nói. Xin lỗi, ta tới chậm. Huyết nữ lắc đầu. Giữa chúng ta không cần phải nói những lời này, chỉ là vì sao đại tỷ phải rời đi vũ trụ này. Thiên nữ nói. Nói ra rất dài dòng, đợi lát nữa chúng ta lại nói chuyện. Nói xong, nàng đột nhiên nhìn về phía An Nam Tĩnh. Ngươi có muốn vào U Minh Điện ta không? Gia nhập U Minh Điện sao? An Nam Tĩnh hơi ngẩn người ra, lập tức lắc đầu. Đáng tiếc. Thiên nữ lắc đầu, không chỉ thiên nữ cảm thấy đáng tiếc, đám người huyết nữ cũng cảm thấy có chút đáng tiếc. Các nàng đã nhìn thấy được thiên phú và thực lực của An Nam Tĩnh. Nếu như nàng bằng lòng gia nhập các nàng, không cần phải nói, quyền phát biểu của các nàng trong U Minh Điện sẽ tăng lên. Đáng tiếc, An Nam Tĩnh không có ý này. Đúng lúc này, huyết nữ đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi thì sao, có muốn gia nhập U Minh Điện không? Nàng biết rất rõ ràng, An Nam Tĩnh là đi theo Dương Diệp, nếu như Dương Diệp bằng lòng gia nhập U Minh Điện, vậy An Nam Tĩnh chắc chắn cũng sẽ bằng lòng. Đương nhiên, nàng không phải vì An Nam Tĩnh mới mời Dương Diệp. Bản thân Dương Diệp đã có tư cách gia nhập U Minh Điện. Dương Diệp có phần sững sờ, hắn không ngờ được huyết nữ sẽ mời hắn gia nhập U Minh Điện. Rất nhanh, Dương Diệp lắc đầu, cho dù gia nhập U Minh Điện sẽ có một chỗ dựa siêu cấp vững chắc, nhưng hắn thích tự do, không thích ở dưới người khác. Hơn nữa, lấy tính tình của hắn cũng không thích hợp đi gia nhập thế lực khác. Hắn biết rõ hắn gia nhập U Minh Điện, không chừng lại gây ra chuyện gì đó ở trong U Minh Điện. Huyết nữ khẽ gật đầu cũng không khuyên nhiều, nàng vẫn hiểu rất rõ ràng, người giống như Dương Diệp nhất định là không muốn ở dưới người khác. Chúng ta đi thôi. Thiên nữ đột nhiên nói. Huyết nữ đi tới trước mặt Dương Diệp, sau đó vỗ nhẹ vài cái vào vai hắn. Bảo trọng. Sau này có thời gian ta sẽ tới thăm ngươi. Thiếu nữ cưỡi heo đột nhiên nói. Hy vọng khi đó ngươi không bị người khác giết chết. Dương Diệp. Chấm. Bảo trọng. Minh nữ đi tới trước mặt Dương Diệp, khẽ nói. Dương Diệp liếc mắt nhìn các nàng và khẽ gật đầu, dường như nghĩ tới điều gì, hắn đột nhiên nhìn về phía thiên nữ, sau đó nói. Ngươi là nhân nhân sao? Hắn đã sớm muốn hỏi vấn đề này, chỉ có điều vừa rồi vẫn không có cơ hội. Thiên nữ liếc nhìn Dương Diệp, sau đó xoay người lập tức biến mất. Rất nhanh, đám người huyết nữ cũng theo sát phía sau, hai hơi thở sau. Mười nàng của U Minh Điện đã biến mất trong không trung. Ở đó, Dương Diệp nhíu mày, cuối cùng là đúng hay không chứ? Trực giác của hắn nói cho hắn biết, đối phương chính là nhân nhân, nhưng nếu đối phương quả thật là nhân nhân thì không có khả năng sẽ không để ý tới hắn. Đúng lúc này, Tiểu Thiên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Tiểu Thiên ngẩng đầu nhìn trên không trung, sau đó nói. Đều không phải là người của thế giới này. Có ý gì? Dương Diệp hỏi. Tiểu Thiên thu hồi ánh mắt, trầm giọng nói. Ta cảm giác hình như có chuyện xấu xảy ra. Dương Diệp nheo mắt. Ngươi cũng đừng làm ta sợ. Tiểu Thiên có chút kỳ lạ, nàng nói có chuyện xấu xảy ra, rất có thể thật sự sẽ có chuyện xấu xảy ra, hơn nữa chuyện xấu này chắc chắn không phải là chuyện xấu bình thường. Tiểu Thiên lắc đầu. Ta cũng không quá chắc chắn, thôi đi, tạm thời không cần để ý tới nó. Nói xong. Nàng nhìn về phía Dương Diệp nói. Bây giờ ngươi không có kẻ địch nào, ngươi chuẩn bị làm gì? Làm gì? Dương Diệp đầu tiên ngẩn người ra, sau đó cười nói. Ta ở cùng với Tử Nhi và Tiểu Bạch, sau đó quay về vị diện với thê tử và nữ nhi của ta. Tiểu Thiên cười hì hì. Cái này thì đúng rồi. Đánh đánh giết giết làm gì, hoàn toàn chẳng hay ho gì. Đi thôi, chúng ta đi tìm Tiểu Bạch. Nói. Cơ thể nàng thoáng động và lập tức biến mất. Dương Diệp mỉm cười, sau đó nhìn về phía An Nam Tĩnh, nói. Đi thôi, ta dẫn người đi gặp Tiểu Bạch, đó một tiểu tử đặc biệt khả ái, người nhất định sẽ thích. An Nam Tĩnh liếc nhìn Dương Diệp sau đó khẽ gật đầu. Cứ như vậy, Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh và Tiểu Thiên trở lại Linh Cung. Nhìn thấy Dương Diệp, Tiểu Bạch dĩ nhiên vui mừng, dẫn theo Dương Diệp ở Linh Cung chạy khắp nơi. Ở sau lưng nàng lại có một số lượng lớn linh vương thiên địa theo cùng. Nhìn những linh vương này, Dương Diệp lắc đầu, tất cả những linh vương này ở chung một chỗ, cho dù là 10 tỷ muội thiên nữ các nàng cũng có lẽ không chịu nổi. Một linh vương có thể không đáng sợ như vậy, nhưng rất nhiều linh vương tập trung cùng một chỗ, đó là tất cả năng lượng có thể khiến cho thiên địa biến đổi.
Trong thời gian ở lại trong linh cung, Dương Diệp còn phát hiện một điểm, đó chính là Tiểu Thiên ở đây đặc biệt được hoan nghênh, không chỉ những linh vương này thích Tiểu Thiên, ngay cả Tiểu Bạch cũng thích Tiểu Thiên. Tiểu Thiên rõ ràng cũng rất thích những linh vương này, mỗi ngày cùng các nàng dạo chơi khắp nơi ở trong linh cung. Trong khoảng thời gian này, Dương Diệp cũng không lựa chọn tu luyện, mà mỗi ngày chơi loạn cùng Tiểu Thiên và Tiểu Bạch. Ba ngày sau, trong linh cung, Dương Diệp đang ngồi xếp bằng dưới đất thì đột nhiên mở mắt, trong phút chốc, hắn lập tức biến mất. Rất nhanh, Dương Diệp đi tới trên không trung ngoài linh cung, ở trong không trung có một nữ tử đang đứng. Huyết nữ, nhị tỷ, Dương Diệp cười nói, sao tỷ lại tới đây? Huyết nữ đi tới trước mặt Dương Diệp, lúc này Dương Diệp mới phát hiện, vẻ mặt huyết nữ có chút không ổn. Sao vậy? Dương Diệp hỏi. Huyết nữ trầm giọng nói. Lập tức dẫn theo người của ngươi rời khỏi hệ thiên tuyền. Hệ thiên tuyền dĩ nhiên chính là vũ trụ này. Dương Diệp nhíu mày. Vì sao? Huyết nữ nhìn lướt qua xung quanh, sau đó nói. U Minh Điện muốn bắt sống chủ thiên đạo của thế giới này. Thế giới này sẽ không yên ổn. Đúng lúc này, Tiểu Thiên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Tiểu Thiên nhìn thẳng huyết nữ. U Minh Điện các ngươi chán sống rồi sao? Huyết nữ liếc nhìn Tiểu Thiên và không nói gì. Tiểu nữ hài này quá thần bí, hơn nữa đặc biệt giữ gìn trời đất này. Theo nàng suy đoán, Tiểu Thiên có khả năng cũng là một loại thiên địa linh vương, hoặc có quan hệ với kẻ đứng đầu thiên đạo. Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Thiên, nói. Tiểu Thiên, nếu như U Minh Điện muốn tới đánh vũ trụ này, người có phải sẽ bảo vệ vũ trụ này không? Đương nhiên. Tiểu Thiên nhìn về phía Dương Diệp. Thế giới này sinh ra chúng ta, nuôi chúng ta, chẳng lẽ chúng ta không nên bảo vệ sao? Dương Diệp im lặng. Tiểu Thiên nói có đạo lý, nhưng hắn tương đối ích kỷ, khi nghe thấy huyết nữ nói vậy, chuyện đầu tiên hắn nghĩ đến là người thân của mình. Ở trong lòng hắn, người thân vĩnh viễn là quan trọng nhất. Nhưng nếu như U Minh Điện đánh hệ thiên tuyền, hắn nhất định sẽ không có cách nào thoát thân. Ngoại trừ người ly thân, phía sau hắn còn có rất người theo hắn. Cũng không thể đưa tất cả những người này vào bên trong Hồng Mông Tháp chứ. Hơn nữa, hắn cũng phát hiện ra một TC điểm, đó chính là không phải hắn muốn đưa bao nhiêu người vào Hồng Mông Tháp thì có thể đưa vào được. Cho dù Hồng Mông Tháp nhận hắn làm chủ, nhưng hắn còn chưa có thực lực hoàn toàn khống chế đối phương. Còn nữa, hắn cũng không dám để cho những tất cả mọi người đều tiến vào Hồng Mông Tháp. Nếu như để lộ ra Hồng Mông Tháp, vậy U Minh Điện tìm đến không phải gây rắc rối cho đứng đầu thiên đạo nữa, mà là gây phiền toái cho hắn. Thế giới này không ngăn cản được U Minh Điện. Huyết nữ đột nhiên nói. Cho dù bây giờ thực lực phi ti U Minh Điện không bằng trước đây, nhưng phần lớn cường giả đã từng ở bên ngoài đều trở về U Minh Điện. Người thế giới này không có khả năng chống lại những cường giả này. Tại sao U Minh Điện muốn bắt sống đứng đầu thiên đạo của thế giới này? Lúc này, Dương Diệp đột nhiên hỏi. Đương nhiên là để cướp đoạt. Tiểu Thiên khẽ nói. Đứng đầu thiên đạo là người quản lý chính một vũ trụ, bắt đứng đầu thiên đạo lại chẳng khác nào nắm giữ vũ trụ này, sau đó bọn họ có thể tùy ý cướp đoạt tài nguyên của thế giới này. Huyết nữ im lặng. Tiểu Thiên đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Còn nhớ rõ chuyện ta đã từng nói với ngươi sao? Dương Diệp sửng sốt. Chuyện gì? Tiểu Thiên nói. Linh khí, tài nguyên, thế lực càng mạnh, bọn họ lại càng cần nhiều linh khí cùng tài nguyên hơn. Bởi vì chỉ có nhiều linh khí cùng tài nguyên hơn mới có thể cung cấp cho bọn họ tiếp tục trưởng thành. Khi linh khí cùng tài nguyên nơi địa phương mình ở đã sắp không đủ, bọn họ lại lựa chọn xâm lược, sau đó tiến hành cướp đoạt thế giới khác. Huyết nữ khẽ gật đầu, nói. Nàng nói không sai, linh khí địa phương U Minh Điện ở lại bây giờ đã càng lúc càng ít ỏi, linh khí nơi đó đã không có cách nào cung cấp đủ cho rất nhiều cường giả trong điện tu luyện. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Dương Diệp. Dẫn theo người của ngươi rời khỏi thế giới này đi. Rời đi. Trong mắt Dương Diệp hiện lên một sự mờ mịt. Sau khi rời đi thì đi đâu? Hắn đương nhiên có thể dẫn theo đám người Tô Thanh Thi rời khỏi vũ trụ này, nhưng những người phía dưới thì làm thế nào? Hơn nữa, hắn biết rõ rất nhiều người sẽ không đi. Ví dụ như đế nữ, nàng nhất định sẽ không vứt bỏ tinh vực thiên vân. Còn có kiếm minh của đại lục minh ngục, cứ như vậy từ bỏ những người kia sao sao? Dương Diệp hắn làm người vẫn luôn theo quan điểm người không phụ ta, ta không phụ người. Những người này theo hắn, tín nhiệm hắn, mà bây giờ khi nguy hiểm tới,
hắn lại dẫn theo nữ nhân, bằng hữu của mình rời đi, để cho những người này tự sinh tự diệt. Nếu như chính hắn thật sự làm như vậy, hắn cũng sẽ khinh thường mình. Dương Diệp hắn không muốn làm chúa cứu thế, nhưng đồng thời hắn cũng không muốn làm một người không tim không phổi. Đối với kẻ địch, tất nhiên có thể không tim không phổi, nhưng sao có thể đối với người của mình như vậy chứ? Nói tóm lại, hắn không có cách nào rời khỏi thế giới này. Phía sau có rất nhiều người. Hơn nữa, đế nữ các nàng chắc chắn cũng sẽ không lựa chọn rời đi. Còn có Tiểu Bạch, nàng đã là chủ của Linh Cung, nàng chắc chắn cũng sẽ không vứt bỏ những linh vương theo nàng. Im lặng trong chớp mắt, Dương Diệp lắc đầu. Không có cách nào rời đi. Huyết nữ nhíu mày. Ngươi muốn đối đầu với U Minh Điện. Dương Diệp cười gượng. Ngươi quá coi trọng ta rồi. Hắn không biết thực lực chỉnh thể của U Minh Điện rốt cuộc mạnh tới mức nào, nhưng hắn biết không cần tất cả thực lực của người ta, chỉ dựa vào một U Minh thập điện, hoặc U Minh lệnh sử, hắn đã không thể chống lại được. Không có cách nào, ai bảo người ta ra đời sớm hơn so với hắn nhiều năm như vậy. Huyết nữ khẽ nói. Thiên phú của ngươi rất mạnh, thật sự rất mạnh, nhưng bây giờ ngươi vẫn quá yếu ớt, ngươi cần phải trưởng thành lên mới có thể khiến cho U Minh Điện ta coi trọng. Nghe nhị tỷ nói một câu, dẫn theo người của ngươi rời khỏi thế giới này, không nên tham dự vào lần phân tranh này. U Minh Điện sẽ không giết người của thế giới này chứ? Dương Diệp hỏi. Ngu ngốc. Lúc này, Tiểu Thiên đột nhiên nói. Tuy rằng bọn họ sẽ không giết người của thế giới này, nhưng sẽ nô dịch người của thế giới này. Tất cả thế lực của thế giới này đều phải nghe theo bọn họ. Nếu như không nghe, ngươi biết kết quả đấy. Khi đó... Sống chết của người thế giới này đều chỉ tùy thuộc vào một ý nghĩ của U Minh Điện. Nói xong, Tiểu Thiên cúi mặt lại nói. Đứng đầu thiên đạo không tham dự vào phân tranh giữa tất cả chủng tộc của thế giới này, đứng đầu thiên đạo là công bằng đối xử bình đẳng với tất cả. Nhưng nếu như U Minh Điện thay thế đứng đầu thiên đạo, trật tự cùng quy tắc của thế giới này đều xét một lần nữa phát sinh sự thay đổi. Không ai sẽ bằng lòng bị nô dịch cả. Người của thế giới này... Bao gồm đứng đầu thiên đạo cũng không ngăn cản được U Minh Điện. Huyết nữ đột nhiên nói. Không ngăn cản được cũng phải ngăn cản. Tiểu Thiên nhìn về phía huyết nữ. Hệ Thiên Tuyền sẽ không khuất phục. Huyết nữ liếc nhìn Tiểu Thiên, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Nên mau chóng rời đi. Nói xong, thân hình của nàng run lên và trực tiếp hóa thành một ánh sáng máu biến mất ở phía chân trời. Tiểu Thiên im lặng trong chớp mắt, sau đó xoay rời đi. Dương Diệp ngẩn người, sau đó lập tức đi theo. Người. Dọc đường đi, Tiểu Thiên im lặng, Dương Diệp liếc mắt nhìn nàng và cũng không nói gì, chỉ đi theo chân nàng. Qua một canh giờ sau, Dương Diệp đi theo Tiểu Thiên tới một ngọn núi lớn không biết tên. Tiểu Thiên dừng lại, ngọn núi ở trước mặt nàng rất lớn, lớn vô cùng, hơn nữa hình dạng đặc biệt kỳ lạ, nhìn từ giữa không trung xuống, ngọn núi lớn này có chút giống như một con thú lớn ngủ say. Tiểu Thiên đứng ở trước núi lớn không xa, Dương Diệp lại ở bên cạnh nàng. Nhìn núi lớn rất lâu, Tiểu Thiên đột nhiên vuốt tay, nói. Tất cả mọi người, có người muốn tới bắt nạt chúng ta. Người biết ta không thích đánh nhau, cho nên phong ấn năng lực đánh nhau của mình ấn. Nhưng ta thật ngu, ta nghĩ không ra phải giải phong ấn năng lực đánh nhau của mình thế nào. Ta thật sự quá ngu ngốc. Dương Diệp. Chấm. Lúc này, Tiểu Thiên lại nói. Cho dù ta không thích đánh nhau, cũng không thích chiến tranh, nhưng lần này không có biện pháp. Đến lúc đó, ngươi phải giúp ta. Dương Diệp nhìn về phía ngọn núi lớn kia, núi lớn im lặng như tờ, không có bất kỳ đáp lại nào. Đột nhiên Tiểu Thiên cười rạng rỡ. Vậy quyết định như thế đi, đến lúc đó đánh nhau ta sẽ gọi ngươi, ngươi tạm thời ngủ thêm một lát. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Dương Diệp liếc nhìn ngọn núi lớn kia. Sau đó vội vàng đuổi theo Tiểu Thiên. Bên trong ngọn núi lớn kia có gì? Trên đường, Dương Diệp hỏi. Tiểu Thiên nói. Một con vật lớn, nó ra đời cùng một ngày với ta. Ta cho ngươi biết, hắn rất lợi hại đấy. Dương Diệp liếc nhìn Tiểu Thiên, hỏi. Lợi hại tới mức nào? Tiểu Thiên chớp chớp mắt, sau đó nói. Ta cũng không biết, bởi vì hình như không thấy hắn đánh nhau, dù sao rất lợi hại là được. Dương Diệp. Chấm. Tiểu Thiên tăng nhanh tốc độ, rất nhanh, Dương Diệp theo Tiểu Thiên bước vào dưới nền đất, qua khoảng 3 canh giờ, bọn họ đi tới thế giới nham thạch nóng chảy, mà sau khi bước vào thế giới nham thạch nóng chảy, bọn họ lại đi gần 3 canh giờ mới dừng lại.
Cách Tiểu Thiên cùng Dương Diệp không xa là một ngọn lửa đang cháy hừng hực, mà ở bên trong ngọn lửa này, mơ hồ có thể thấy được có gì đó đang nhảy nhót. Tiểu Thiên vuốt tay. Tiểu Viêm, có người muốn tới bắt nạt chúng ta. Dương Diệp. Chấm. Tiểu Thiên lại nói. Lần này có khả năng không có cách nào tránh khỏi. Đến lúc đó ta có khả năng cần tới sự trợ giúp của ngươi, cho nên trong khoảng thời gian này ngươi đừng ngủ. Nếu không, đến lúc đó không gọi ngươi ra giúp đỡ được thì sẽ có chút lúng túng. Dương Diệp nhìn về phía ngọn lửa này, ngọn lửa không có bất kỳ đáp lại nào. Mà lúc này, Tiểu Thiên lại đột nhiên khẽ gật đầu, sau đó nói. Hừ, hệ thiên tuyển chúng ta đã bao giờ từng sợ người khác đâu. Cứ quyết định như vậy là được, trong khoảng thời gian này ngươi đừng ngủ đấy. Đến lúc đó ta sẽ gọi ngươi. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Dương Diệp liếc nhìn ngọn lửa này, sau đó vội vàng đuổi theo Tiểu Thiên. Lần này, Dương Diệp theo Tiểu Thiên đi tới trên không trung, ở trên không trung chờ giây lát, một con mắt cực lớn xuất hiện ở trên đỉnh đầu của hai người. Nói cho những người phía dưới, bảo bọn họ chuẩn bị sẵn sàng bất kỳ lúc nào, chúng ta có một trận cần phải đánh. Tiểu Thiên khẽ nói. Trên không trung, con mắt thiên đạo này khẽ run lên, sau đó biến mất ở phía chân trời. Sau khi con mắt thiên đạo biến mất, Tiểu Thiên cũng lập tức biến mất, Dương Diệp cũng vội vàng đi theo. Một ngày sau, Dương Diệp cùng Tiểu Thiên ngừng lại. Ở trước mặt bọn họ là một nghĩa địa, phóng tầm mắt nhìn lại có vô số ngôi mộ nối tiếp nhau, liếc mắt không nhìn thấy được điểm cuối. Sau khi đi tới nơi này, vẻ mặt Dương Diệp rất nghiêm trọng, cảm giác của hắn bây giờ chính là có chút sởn tóc gáy, không chỉ có vậy, bản năng cảm giác làm cho hắn cảm thấy ở đây nguy hiểm. Rất nguy hiểm. Tiểu Thiên đi về phía trước, Dương Diệp do dự một lúc, sau đó cũng đi theo. Rất nhanh, Dương Diệp cùng Tiểu Thiên ngừng lại, ở cách đó không xa là một ngôi mộ, Dương Diệp nhìn thấy một tiểu nữ hài khoảng 16, 17 tuổi và cũng giống như Tiểu Thiên, trên người nàng mặc một bộ váy trắng, trong tay cầm một khúc xương, ở dưới chân nàng là từng khúc xương trắng xếp thành những ô hình vuông. Lúc này, tiểu nữ hài này đang vui sướng nhảy tới nhảy lui giữa các ô vuông này. Tiểu nữ hài chỉ có một chân. Tiểu Thiên vẫy tay với tiểu nữ hài. Này, cầm. Tiểu nữ hài quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp cùng Tiểu Thiên. Khi thấy Tiểu Thiên, trên mặt tiểu nữ hài lập tức lộ ra vẻ tươi cười. Nàng nhảy tới trước mặt Tiểu Thiên, sau đó cười đùa nói. Tiểu Thiên, đã lâu không gặp. Tiểu Thiên cười hì hì, sau đó nói. Đây là bạn mới của ta, tên gọi Dương Diệp. Nghe thấy Tiểu Thiên nói vậy. Tiểu nữ hài lập tức quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp, đúng lúc này, Tiểu Thiên đột nhiên biến sắc. Không nên nhìn. Bành. Tiểu Thiên vừa dứt lời, Dương Diệp trực tiếp xuất hiện ở ngoài nghìn trượng. Ngoài nghìn trượng, Dương Diệp vừa dừng lại, một tia máu đỏ tươi lập tức chậm rãi tràn ra khỏi khóe miệng của hắn. Ngươi không sao chứ? Tiểu Thiên đi tới trước mặt Dương Diệp, nhẹ giọng hỏi. Dương Diệp lau vết máu tươi trên khóe miệng. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía thiếu nữ hài đang có chút không biết làm sao, trong mắt đầy vẻ nghiêm trọng. Hắn không phải là bị một ánh mắt của tiểu nữ hài đẩy lui, mà là khi tiểu nữ hài nhìn về phía hắn, một lực lượng rất khủng khiếp trực tiếp đánh vào trên người của hắn. Vào lúc lực lượng kia đánh vào trên người hắn, hắn cũng không kịp phản ứng. Thật mạnh! Tiểu nữ hài từ phía xa nhìn Dương Diệp, khẽ nói. Ta không phải cố ý. Nàng thật sự không phải cố ý. Tiểu Thiên vội vàng nói. Dương Diệp mỉm cười, nói. Đừng khẩn trương như vậy, ta đương nhiên biết nàng không phải cố ý, cho nên ta không có tức giận. Nghe vậy, vẻ mặt của tiểu cô nương kia lập tức thả lỏng. Tiểu Thiên cười hì hì, sau đó nhìn về phía tiểu nữ hài. Cầm, lực lượng của ngươi lại trở nên mạnh mẽ hơn rồi. Thật không? Tiểu nữ hài khẽ nói. Ta cũng không biết rõ ràng lắm. Nàng có lực lượng gì? Bên cạnh Tiểu Thiên, Dương Diệp đột nhiên hỏi. Tiểu Thiên do dự một lúc, sau đó nói. Âm khí. Âm khí. Dương Diệp không hiểu. Đó là lực lượng gì vậy? Tiểu Thiên giải thích. Con người sau khi chết sẽ hình thành tử khí, nhưng người biết vào lúc tử khí này tồn tại lâu sẽ biến thành cái gì không? Âm khí. Dương Diệp hỏi. Tiểu Thiên khẽ gật đầu. Khi tử khí tồn tại quá lâu ở thế gian này, bọn họ lại từ từ phát sinh biến chất, lại sẽ biến thành âm khí. Thể chất của cầm đặc biệt, nhất định phải hấp thu tử khí cùng âm khí mới có thể sống sót,
cho nên nàng lựa chọn ở lại chỗ này, đồng thời hàng năm cũng phải đi làm rất nhiều người bị chết tới chôn cất ở đây, chỉ có âm khí cùng tử khí không ngừng tràn ra thì nàng mới có thể sinh tồn. Dương Diệp nhìn về phía được thiếu nữ tên là Cầm kia, sau đó nói. Nàng là thể chất gì? Âm linh thể. Tiểu Thiên khẽ nói. Một loại thể chất rất quái lạ, trong lịch sử đại lục Thiên Thiên từ trước tới nay, trước nàng chưa bao giờ xuất hiện qua loại thể chất này. Nói xong, nàng trước mặt đi tới Cầm, sau đó khẽ nói. Bởi vì loại thể chất này, nàng không có cách nào sống yên tĩnh, bởi vì nàng ở lâu một chỗ, chỗ đó sẽ xuất hiện tử khí cùng âm khí. Cho nên, nàng chỉ có thể ở chỗ này sao? Dương Diệp nói. Tiểu Thiên khẽ gật đầu. Lúc này, Cầm đột nhiên kéo tay Tiểu Thiên, cười nói. Tiểu Thiên, ngươi đã lâu không tới. Ngày hôm nay, phải chơi với ta đấy. Tiểu Thiên khẽ lắc đầu. Tạm thời không thể chơi được. Vì sao? Cầm không hiểu. Tiểu Thiên nói. Bởi vì có rất nhiều người muốn tới nơi này bắt nạt chúng ta. Nghe vậy, Cầm nhíu mày. Là ai vậy? Tiểu Thiên nói. Không phải là người thế giới này của chúng ta, dù sao lần này ta tới tìm ngươi nhờ giúp đỡ, ngươi chuẩn bị trước một chút, đến lúc đó đánh nhau, ta lại thông báo cho ngươi. Không thành vấn đề. Cầm nghiêm túc nói. Chuyện của ngươi chính là chuyện của ta, ai dám khi dễ ngươi thì ta liền đánh người đó. Tiểu Thiên cười hì hì. Được, ngươi chuẩn bị trước một chút, ta còn phải đi tìm người cuối cùng. Lần này, chúng ta phải đánh một trận thật hay, phải cho những người bên ngoài biết. Hệ Thiên Tuyển chúng ta không dễ khi dễ. Cầm nắm chặt hai tay, nghiêm túc gật đầu. Được, đánh một trận thật hay, ta đã lâu cũng không đánh nhau nên có chút hưng phấn. Dương Diệp. Chấm. Tiểu Thiên siết chặt nắm đấm. Đến lúc đó sẽ cho ngươi đánh đủ. Lần này, Tiểu Thiên không rời đi mà chơi trò chơi cùng Cầm ở trong nghĩa địa. Các nàng chơi trò chơi rất đơn giản, chính là nhảy ô vuông. Hai tiểu nữ hài nhảy ô vuông ở trong nghĩa địa. Lại là vào buổi tối, không thể không nói, cảnh tượng này rất kỳ lạ. Ba canh giờ sau, Tiểu Thiên cùng Dương Diệp rời khỏi nghĩa địa kia. Mà Cầm lại vẫn luôn ngồi mộ chính giữa nhìn bọn họ đến khi bọn họ biến mất. Nàng rất đáng thương. Trên đường, Tiểu Thiên đột nhiên nói. Vì sao? Dương Diệp hỏi. Tiểu Thiên khẽ nói. Cô độc, nàng rất cô độc, hơn nữa có khả năng còn phải cô độc tiếp. Dương Diệp nhíu mày nói. Nàng cũng có thể tìm bằng hữu mà, ngươi xem, nàng với ngươi không phải là bạn rất thân sao? Nàng chỉ có một mình ta là bạn. Tiểu Thiên nói. Cũng sẽ chỉ có một người bạn là ta. Vì sao? Dương Diệp không hiểu. Tiểu Thiên nói. Bất kỳ kẻ nào, cho dù là Linh Vương cùng Linh Chủ cũng không thể ở cùng nàng quá lâu, ở lâu sẽ chết. Dương Diệp nhíu mày. Ta vừa ở cùng với nàng cũng không phát hiện có vấn đề gì cả. Tiểu Thiên khẽ lắc đầu. Ngươi tương đối đặc biệt, bởi vì huyền khí trong cơ thể người có thể chống đỡ âm khí cùng tử khí trên người nàng, cho đến hiện nay huyền khí của ngươi cũng là thứ duy nhất ta nhìn thấy mà có thể chống đỡ âm khí cùng tử khí. Dương Diệp trầm giọng nói. Có lẽ ta có thể loại bỏ tử khí vẫn có âm khí trên người nàng. Tiểu Thiên lắc đầu. Không được. Vì sao? Dương Diệp hỏi. Tiểu Thiên quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp. Bởi vì nàng căn bản không phải là người sống. Dương Diệp. Chấm. Lúc này, Tiểu Thiên lại nói. Nhưng nàng cũng không thể xem như là người chết thật sự. Nàng thuộc về giữa người chết và người sống, đơn giản mà nói chính là nửa sống nửa chết. Ôi, dù sao ta cũng không rõ về loại thể chất này của nàng, trước đây khi ta cứu nàng, ta cũng không ngờ sẽ biến thành như vậy. Cứu nàng, nàng là do ngươi cứu à? Dương Diệp hỏi. Tiểu Thiên khẽ gật đầu. Năm đó nàng thiếu chút nữa đã chết, ta quên ta cứu nàng thế nào rồi. Dù sao, cho dù cứu sống nhưng nàng lại biến thành như vậy. Trước đây khi ta có thời gian sẽ đến bên cạnh nàng, nhưng ta không biết vì sao lại ngủ mất. Thời gian qua, nàng chắc chắn rất cô đơn. Ngươi không sợ âm khí cùng tử khí trên người nàng à? Dương Diệp hỏi. Tiểu Thiên lắc đầu. Không sợ. Vì sao? Dương Diệp hỏi. Tiểu Thiên vuốt tay. Ta cũng không biết, dù sao cũng không sợ. Dương Diệp nhìn Tiểu Thiên rất lâu, sau đó nói. Tiểu Thiên, ngươi nói cho ta biết, có phải ngươi đã khôi phục trí nhớ rồi đúng không? Tiểu Thiên im lặng một lát, sau đó nói.
khôi phục lại một ít, nhưng không phải khôi phục tất cả, tuy nhiên dựa theo tốc độ này thì chắc hẳn cũng sắp rồi. Vậy ngươi biết mình là ai không? Dương Diệp lại hỏi, hắn thật sự rất hiếu kỳ về thân phận của Tiểu Thiên. Tiểu Thiên vuốt tay, biết được một chút, nhưng cũng không phải chắc chắn lắm. Dương Diệp. Chấm. Lúc này, Tiểu Thiên đột nhiên cười hì hì. Không quan tâm ta là ai, chúng ta đều là bằng hữu, không phải sao? Nghe vậy, Dương Diệp mỉm cười, nói. Thật vậy, không quan tâm ngươi là ai cũng là bằng hữu của ta. Mặc dù Tiểu Thiên không giúp hắn đánh nhau, nhưng Tiểu Thiên thật sự giúp hắn rất nhiều chuyện. Mà hắn thật sự chưa từng giúp đỡ Tiểu Thiên điều gì. Đương nhiên giữa bằng hữu, nếu như không cần tính toán ta giúp qua ngươi, sau đó ngươi mới giúp ta, điều này lại không có ý nghĩa gì nữa. Tiểu Thiên khẽ nói. Thật ra, con người ngươi rất tốt, chỉ có điều, lòng tốt của ngươi chỉ dành cho người thân cùng bằng hữu của mình. Khi đối xử với người khác, ngươi thích ăn miếng trả miếng, mà không phải là lấy ơn báo oán. Dương Diệp mỉm cười, sau đó nói. Ngươi lại muốn dạy ta làm một người tốt rồi sao? Tiểu Thiên khẽ lắc đầu. Thật ra, ta đã suy nghĩ cẩn thận, từ lâu rồi, không thể nhẫn nhịn, lui một bước là có khả năng trời cao biển rộng, mà là đối phương được một tấc lại muốn tiến một thước. Ngươi xem U Minh Điện, ta bảo các nàng đừng tới bắt nạt chúng ta, nhưng các nàng sẽ không nghe. U Minh Điện. Dương Diệp im lặng, lúc trước, hắn cảm thấy hệ thiên tuyển có khả năng thật sự sắp kết thúc. U Minh Điện, không nói tới U Minh phán quan cùng điện chủ mới nhậm chức còn có những người còn lại. Chỉ U Minh lệnh sử còn có U Minh thập điện đã đặc biệt khủng khiếp rồi. U Minh thập điện cộng thêm U Minh lệnh sử này thật sự có thể quét ngang tất cả đại lục thiên thiên. Trước đó, hắn thật sự không nhìn thấy được một chút hy vọng nào. Nhưng bây giờ, hắn cảm thấy U Minh điện muốn bắt thế giới này thì không chắc hắn. Lúc này, Tiểu Thiên chắp hai tay sau lưng nhảy về phía xa. Tham lam chính là nguồn gốc tội lỗi, bất kỳ kẻ nào, bất kể là người hay yêu thú. Thậm chí là tồn tại gì khác, tham lam đều cần phải trả giá thật lớn. Nói đến đây, nàng đột nhiên ngừng lại, sau đó xoay người nhìn về phía Dương Diệp, nói. Ngươi biết ta thích ngươi nhất ở điểm nào sao? Dương Diệp có chút xấu hổ nói. Tiểu Thiên, ngươi đang tỏ tình với ta sao? Như vậy có thể quá đột ngột hay không? Da mặt thật dày. Tiểu Thiên trắng trợn vạch trần, sau đó nói. Bên cạnh ngươi có linh vương, có linh chủ. Nhưng ngươi hoàn toàn không có tâm tư lợi dụng bọn họ, ngược lại, ngươi vẫn rất tốt với các nàng, sẽ đưa vật đặc biệt trân quý cho các nàng, ví dụ như viên linh châu kia, ví dụ như ngươi vì Tiểu Bạch mà không tiếc liều mạng cùng thần phượng tộc. Ta tin tưởng sâu sắc, cho dù các nàng không phải là linh vương cùng linh chủ, ngươi chắc chắn vẫn tốt với các nàng như vậy. Dương Diệp im lặng, mà lúc này, Tiểu Thiên lại nói. Con người đều ích kỷ, ngươi cũng vậy, hơn nữa còn đặc biệt ích kỷ. Nhưng ngươi đối với người thân cùng người mình để ý lại đặc biệt vô tư. Làm bằng hữu của ngươi rất may mắn, làm kẻ địch của ngươi sẽ đặc biệt gặp xui xẻo, bởi vì ngươi có phần bất chấp tất cả, có chút điên. Im lặng vài hơi thở, Dương Diệp mỉm cười, sau đó nói. Ngươi là đang khen ta sao? Tiểu Thiên cười hì hì. Coi như vậy đi. Dương Diệp liếc nhìn Tiểu Thiên, sau đó nói. Lần này chúng ta phải đi tìm ai? Người mà Tiểu Thiên muốn tìm chắc chắn không phải là người bình thường, hắn vô cùng hiếu kỳ lần này Tiểu Thiên tìm ai, hoặc là yêu hoặc là linh vương các loại. Tiểu Thiên xoay người nhìn về phía xa, một người thường xuyên luân hồi. Một người thường xuyên luân hồi. Nghe thấy Tiểu Thiên nói vậy, Dương Diệp nhíu mày. Vậy là có ý gì? Tiểu Thiên khẽ lắc đầu. Đợi lát nữa người sẽ biết. Nói xong, Tiểu Thiên tăng nhanh tốc độ. Dương Diệp liếc nhìn Tiểu Thiên. Sau đó vội vàng đi theo. Rất nhanh, Dương Diệp theo Tiểu Thiên đi tới trên một thảo nguyên không biết tên. Thảo nguyên mênh mông, vô biên vô hạn. Qua gần một canh giờ sau, ở trong tầm mắt của Dương Diệp xuất hiện một đàn sơn dương. Sơn dương rất nhiều, có ít nhất tới mấy vạn con. Ở phía sau đàn sơn dương này, Dương Diệp nhìn thấy một tiểu nam hài 6-7 tuổi. Tiểu nam hài cưỡi một con sơn dương, ở trong tay hắn là một ống sáo. Bầu trời xanh thẳm, mây trắng lơ lửng trôi, tiếng sáo du dương, bầy dê đi lang thang khắp núi. Lúc này, Tiểu Thiên đột nhiên vẫy tay với Tiểu Nam Hải phía xa. Này, Tiểu Luân Tử! Tiểu Luân Tử! Khóe miệng Dương Diệp thoáng co giật, tên này là gì vậy?
Phía xa, Tiểu Nam Hải nghe được giọng nói của Tiểu Thiên, hắn quay đầu lại nhìn về phía Tiểu Thiên, đầu tiên trong mắt hắn hiện lên chút khác biệt, lập tức vẻ mặt vui mừng, cưỡi con sơn dương nhỏ đi tới trước mặt Tiểu Thiên, cười nói. Tiểu Thiên, đã lâu không gặp. Mị mị. Con sơn dương nhỏ dưới thân của Tiểu Nam Hải đi tới trước mặt Tiểu Thiên, sau đó dùng sừng cà cà vào chân nhỏ Tiểu Thiên, rất thân thiết. Tiểu Thiên đưa tay lắc lắc sừng của con sơn dương nhỏ, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Nam Hải, khẽ nói. Ta đã biết được, người chắc chắn đi cùng với nàng. Tiểu Nam Hải mỉm cười. Đây là cuộc đời cuối cùng của chúng ta. Có ý gì? Tiểu Thiên không hiểu. Tiểu Nam Hải cúi đầu nhìn về phía con sơn dương nhỏ kia, trong mắt lóe lên sự dịu dàng. Năm đó, ta hứa với nàng, ta sẽ ở cùng nàng 10 đời. Bây giờ là đời cuối cùng. Dương Diệp nhíu mày, dường như có vài tình huống mà hắn không biết rõ. Tiểu Thiên im lặng vài hơi thở, sau đó đến. Này sao? Sau này à? Tiểu Nam Hải mỉm cười. Ngươi biết đời tiếp theo của nàng là gì không? Nghe vậy, Tiểu Thiên nhìn về phía con sơn dương kia, im lặng rất lâu, nàng nói. Một tảng đá. Tiểu Nam Hải khẽ gật đầu. Đời tiếp theo, ta làm một tảng đá cùng với nàng, lần này, chúng ta sẽ không tỉnh lại nữa. Tiểu Thiên im lặng. Trên gương mặt Dương Diệp lại đầy nghi ngờ. Lúc này, Tiểu Nam Hải đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt hắn lóe lên sự kinh ngạc. Không ngờ được sau Tiêu Giao Tử, Đại Lục Thiên Thiên lại xuất hiện một kỳ tài của kiếm đạo. Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Nam Hải. Tiền bối biết Tiêu Giao Tử. Tiểu Nam Hải mỉm cười. Đánh nhau vài lần. Vẻ mặt Dương Diệp dùng mình, đánh nhau vài lần cùng Tiêu Giao Tử à? Người có thể bị Tiêu Giao Tử tìm tới, sẽ là người đơn giản sao? Người trước mắt này cuối cùng là ai? Lúc này, Tiểu Nam Hải nhìn về phía Tiểu Thiên. Tiểu Thiên, lần này ngươi tới tìm ta nhất định là có chuyện gì đúng không? Tiểu Thiên khẽ gật đầu, sau đó nói. Có thế lực muốn tới bắt nạt ta? Là U Minh Điện kia sao? Tiểu Nam Hải nói. Tiểu Thiên khẽ gật đầu. Tiểu Nam Hải khẽ gật đầu. Ta hiểu được, đến lúc đó ta sẽ tới. Vậy thì cảm ơn nhiều. Tiểu Thiên cười nói. Tiểu Nam Hải khẽ lắc đầu, sau đó nói. Nên cảm ơn là ta, những năm gần đây ta vẫn muốn báo đáp ngươi trước đây đã không giết ta cùng với giúp đỡ của ngươi, đáng tiếc vẫn không có cơ hội. Bây giờ ở điểm cuối sinh mạng ta, có thể giúp ngươi một lần chính là ông trời ban ơn cho ta. Ngươi hiểu rõ, nhân quả kết thúc. Tiểu Thiên nhẹ nhàng khẽ xoa sừng của con sơn dương nhỏ kia, sau đó nói. Thế gian không thể không có quy tắc, không thể không có trật tự. Nhưng càng không thể không có tình, pháp không ngoài nhân tình. Hơn nữa, ta cũng chỉ góp chút sức nhỏ vào chuyện của các ngươi. Tiểu Nam Hải mỉm cười. Thế giới này có ngươi là phúc khí của thế giới này. Tiểu Thiên cười hì hì. Ta không quấy rầy hai người các ngươi nữa, ta còn phải đi tới một chỗ, hôm khác chúng ta lại gặp. Được. Tiểu Nam Hải khẽ gật đầu. Ta nhất định đến đúng giờ. Tiểu Thiên khẽ gật đầu, sau đó dẫn theo Dương Diệp xoay người rời đi. Tiểu Nam Hải nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Dương Diệp rất lâu, sau đó khẽ nói. Là hỏa, hay là phúc? Rất lâu, hắn lắc đầu, sau đó cưỡi con dê nhỏ xoay người rời đi. Trên đường, hắn là ai? Dương Diệp hỏi. Tiểu Thiên khẽ nói. Một người thường xuyên luân hồi, cũng là một người rất lợi hại. Người thường xuyên luân hồi. Dương Diệp nói. Vì sao thường xuyên luân hồi? Là bởi vì chỗ cần đột phá trên cảnh giới luân hồi sao? Tiểu Thiên lắc đầu. Hắn đã sớm vượt qua cảnh giới cường giả luân hồi rồi. Hai mắt Dương Diệp híp lại. Ngươi là nói hắn là cường giả trên cảnh giới luân hồi sao? Tiểu Thiên nói. Không thể nói như vậy, nói như thế nào đây? Hắn bây giờ còn là cảnh giới luân hồi, nhưng chỉ cần hắn bằng lòng, hắn có thể lập tức vượt qua cảnh giới luân hồi. Phải nói là từ cực kỳ lâu trước đây, hắn đã có thể vượt qua cảnh giới luân hồi. Vậy vì sao hắn vẫn phải thường xuyên luân hồi? Dương Diệp hỏi. Tiểu Thiên nói. Luân hồi có hai loại ý, một là có người muốn đột phá cảnh giới luân hồi, sau đó làm cho thần thức của mình bước vào luân hồi, loại thứ hai là chuyển thế, cũng chính là đời tiếp theo. Ở trên đời này, con người sau khi chết là có đời tiếp theo, đương nhiên điều kiện trước tiên là thần hồn không bị người khác tiêu diệt. Nói đến đây,
nàng quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp. Người biết tại sao hắn vẫn muốn luân hồi không? Vì sao? Dương Diệp hỏi. Tiểu Thiên nói. Nhìn thấy con dê kia không? Đó là thê tử của hắn. Nghe vậy, Dương Diệp ngẩn người, sau đó kinh ngạc nói. Ngươi không phải đang nói đùa chứ? Tiểu Thiên lắc đầu. Cực kỳ lâu trước, hắn yêu một nữ nhân, cũng chính là thê tử của hắn. Nhưng thê tử của hắn không có thiên phú tốt như hắn, trước sau không có cách nào đột phá cảnh giới âm dương, đạt được cảnh giới luân hồi. Cuối cùng, tuổi thọ của nàng tiêu hao hết, luân hồi chuyển thế. Mà hắn, vào lúc thê tử của hắn bước vào luân hồi, hắn đã quyết định buông tha tu vi của bản thân, cùng thê tử của hắn bước vào luân hồi. Dương Diệp im lặng rất lâu, sau đó nói. Như vậy cũng được sao? Tiểu Thiên lắc đầu. Cho dù hắn có thiên phú tuyệt vời, nhưng hắn vẫn không làm được loại chuyện này, bởi vì hắn không biết sau khi thê tử của hắn chuyển thế sẽ xuất hiện ở đâu, là người hay là yêu, thậm chí là gì khác. Cho nên, cuối cùng phải có người hỗ trợ. Người kia hình như chính là ta. Dương Diệp. Chấm. Tiểu Thiên lại nói. Hắn có thực lực cường đại, sau khi chuyển thế, ký ức vẫn được giữ lại. Nhưng thê tử của hắn lại không thể. Tuy nhiên, đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể làm bạn ở bên cạnh nàng, những chuyện khác cũng không sao cả. Dương Diệp im lặng rất lâu, sau đó nói. Vừa rồi hắn nói đời tiếp theo. Tiểu Thiên khẽ gật đầu. Đời tiếp theo, thê tử của hắn là một tảng đá. Tảng đá? Dương Diệp nhíu mày. Không phải là người sao? Tiểu Thiên liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Ai nói với ngươi sau chuyển thế thì nhất định sẽ là người. Nếu như đều đi làm người, vậy thì những hoa hoa cỏ cỏ ai tới làm? Dương Diệp. Chấm. Lúc này, Tiểu Thiên lại nói. Dù sao rất nhanh, chúng ta lại không thấy được bọn họ nữa. Bởi vì tảng đá không có sinh mạng, hắn cũng sẽ đi biến thành một tảng đá. Dương Diệp im lặng rất lâu, sau đó nói. Thực lực của hắn lợi hại tới mức nào? Tiểu Thiên lắc đầu, nói. Ta cũng không biết rõ ràng lắm, dù sao ta chỉ biết là hắn nắm giữ ký ức 9 đời luân hồi. Cũng lại tương đương với nắm giữ tu vi của 9 đời, như vậy cũng sẽ không quá yếu. Dù sao, chắc chắn mạnh hơn ngươi. Dương Diệp. Chấm. Tiểu Thiên ngẩng đầu nhìn về phía xa. Còn lại chỗ cuối cùng nữa. Dương Diệp nói. Vừa rồi không phải ngươi nói đi gặp người kia là người cuối cùng sao? Tiểu Thiên khẽ gật đầu. Lần này không phải gặp người. Không phải người thì là cái gì? Dương Diệp hỏi. Linh của đại địa. Tiểu Thiên nói. Linh của đại địa. Dương Diệp hỏi. Đó là vật gì? Tiểu Thiên liếc nhìn Dương Diệp. Thật đúng là một đầu heo, cái gì cũng đều không biết. Trên gương mặt Dương Diệp đầy vạch đen. Tiểu Thiên giải thích. Cái gọi là linh của đại địa chính là linh của đại địa đại lục thiên thiên chúng ta, coi như là một loại linh vương. Rất lợi hại phải không? Dương Diệp hỏi. Tiểu Thiên liếc nhìn Dương Diệp. Dù sao cũng lợi hại hơn ngươi. Sắc mặt Dương Diệp tối sầm. Có thể đừng lấy ta ra so sánh được không? Ngươi làm như vậy chính là công kích ta đấy, thật sự tốt sao? Tiểu Thiên cười hì hì. Không công kích ngươi nữa, chúng ta đi nhanh đi. Nói xong, nàng tăng nhanh tốc độ. Dương Diệp im lặng rất lâu, sau đó cười gượng lắc đầu. Trước đây. Hắn cảm thấy, ngoại trừ đám người U Minh Điện kia, ở hệ thiên tuyền này chắc hẳn không có người nào có thể đánh thắng được hắn. Nhưng sự thật nói cho hắn biết, ở đại lục thiên thiên này có khối người mạnh hơn hắn. Ngọa hổ tàng long. Thật ra, điều này cũng rất bình thường, dù sao không phải tất cả cường giả đều phách lối, có vài cường giả có thực lực rất cường đại, nhưng lại hết sức khiêm tốn giấu mình. Giống như tiểu nam hài cưỡi dê vừa rồi, còn có cầm kia. Nếu như không phải có Tiểu Thiên, hắn căn bản không ngờ được đại lục thiên thiên này còn có nhiều cường giả thần bí như vậy. Con người dù là bất cứ lúc nào cũng không thể tự mãn được. Rất nhanh, Dương Diệp theo Tiểu Thiên đi tới sâu bên trong nền đất. Lần này, Dương Diệp không gặp phải nham thạch nóng chảy, không chỉ có vậy, hắn cảm giác được một năng lượng như có như không. Lực lượng mặt đất. 3 canh giờ sau, Tiểu Thiên ngừng lại. Dương Diệp không hiểu nhìn Tiểu Thiên. Thế nào? Đến rồi. Tiểu Thiên nói. Đến rồi sao? Dương Diệp ngây cả người, sau đó nhìn lướt qua xung quanh, nhưng xung quanh không có gì cả. Lúc này, Tiểu Thiên đột nhiên nói. Tiểu Nê Ba, có
có người muốn bắt nạt ta, ngươi nói nên làm gì bây giờ? Tiểu Thiên vừa dứt lời, xung quanh đột nhiên xuất hiện từng năng lượng thổ màu vàng, những năng lượng này giống như gió bão cuốn về phía Dương Diệp. Trong phút chốc, Dương Diệp cảm giác cơ thể mình dường như bị xé rách. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Tiểu Thiên vội vàng kêu. Tiểu Nê Ba mau dừng tay, không phải là hắn muốn bắt nạt ta. Tiểu Thiên vừa dứt lời, lực lượng xung quanh Dương Diệp lập tức biến mất. Ngươi không sao chứ? Tiểu Thiên đi tới trước mặt Dương Diệp, quan tâm nói. Dương Diệp lắc đầu. Tiểu Thiên, lần sau ngươi nói rõ một chút đi. Nếu như không phải cơ thể hắn mạnh mẽ, có khả năng đã bị lực lượng kia xoắn thành mảnh vỡ. Tiểu Thiên thè lưỡi, có chút xấu hổ nói. Được, lần sau ta nhất định sẽ chú ý, ngươi đừng nóng giận nữa. Dương Diệp đảo mắt, sau đó hắn nhìn lướt qua xung quanh, hắn biết linh của đại địa gì đó đang ở xung quanh. Chỉ là hắn không hiểu vì sao đối phương không đi ra. Lúc này, Tiểu Thiên quay đầu lại nhìn về phía xa. Tiểu Nê Ba, ngươi tạm thời chuẩn bị sẵn sàng đi, đợi đến khi lúc đánh nhau, ta đã gọi ngươi. Nói xong, nàng xoay người nhìn về phía Dương Diệp, nói. Chúng ta đi thôi. Nó đáp ứng à? Dương Diệp hỏi. Đương nhiên. Tiểu Thiên nói. Trước đây chúng ta thường chơi với nhau, ta bị bắt nạt, nó nhất định sẽ tới giúp ta. Dương Diệp liếc nhìn Tiểu Thiên, bây giờ hắn có chút lo lắng cho U Minh Điện. Tiểu nữ hài này hoàn toàn không dễ bắt nạt đâu, tạm thời không nói thực lực của bản thân nàng, chỉ những người bằng hữu này của nàng, sẽ không có một người nào hiền lành cả. Thực lực của chính nàng thì sao? Phải biết rằng nàng không phải không có thực lực, mà là tự mình phong ấn thực lực của mình. Nói cách khác, lúc cần thiết nàng có thể sẽ giải phong thực lực của mình. Vậy thực lực của nàng lại sẽ mạnh tới mức nào? Đó là một câu đố. Tuy nhiên, Dương Diệp biết, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn rất nhanh sẽ biết được đáp án. Sau khi rời khỏi dưới nền đất, Tiểu Thiên cùng Dương Diệp trở lại Linh Cung. Tiểu Thiên lập tức gọi Tiểu Bạch và những linh vương đến Linh Cung Đại Điện, cũng chính là Linh Điện. Trên Đại Điện Phương là Tiểu Thiên, mà ở trên vai Tiểu Thiên là Tiểu Bạch. Ở bên cạnh Tiểu Thiên cùng Tiểu Bạch là thiếu nữ lửa tên Đường Hỏa kia, trước khi Tiểu Bạch tới, nàng xem như là người quản lý Linh Cung. Thật ra bây giờ cũng vậy, bởi vì Tiểu Bạch hoàn toàn không quan tâm tới mọi chuyện. Mà ở trung tâm của Đại Điện có rất nhiều linh vương, những linh vương này có tồn tại hóa thành hình người, cũng có tồn tại hóa ra bản thể. Đây không phải là điểm chính là ở đó có ít nhất hơn 200 vị linh vương. Các loại hình đều có. Có thể nói có tới 9 phần tất cả linh vương của hệ Thiên Tuyền đều ở nơi này. Tiểu Thiên nhìn lướt qua các vị linh vương ở đó, sau đó nói. Chúng ta phải đánh nhau. Các vị linh vương không nói gì, chỉ nhìn Tiểu Thiên. Tiểu Thiên lại nói. Ta vốn từ chối đánh nhau, nhưng lần này không đánh không được. Những tên bại hoại kia muốn chiếm lấy nơi đây, bọn họ nhất định sẽ điên cuồng cướp đoạt tất cả mọi thứ nơi đây. Đồng thời sẽ nô dịch người cùng tất cả chủng tộc của thế giới chúng ta. Chúng ta không làm nô lệ. Tiểu Bạch giơ giơ móng nhỏ của mình, sau đó giơ giơ lên với Tiểu Thiên, bộ dạng ta theo ngươi tới cùng. Phía dưới, rất nhiều linh vương cũng ào ào tỏ thái độ, cho dù phương thức bọn họ biểu đạt có chút khác nhau, nhưng đều không ngoại lệ, đều biểu thị ủng hộ Tiểu Thiên tới cùng. Tiểu Thiên khẽ gật đầu, sau đó nắm chặt quả đấm nhỏ của mình. Chúng ta không thích đánh nhau. Nhưng chúng ta tuyệt đối không sợ đánh nhau. Bắt đầu từ bây giờ, các ngươi trở lại chuẩn bị thật tốt, đến lúc đó chúng ta đánh một trận thật hay. Các linh vương khẽ gật đầu, sau đó đều lui lại, rất nhanh, trong điện chỉ còn lại Dương Diệp cùng Tiểu Thiên, vẫn có Đường Hỏa cùng với Tiểu Bạch. Tiểu Thiên nhìn về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, hạt châu kia của ngươi đâu? Tiểu Bạch chớp chớp mắt, sau đó há cái miệng nhỏ, viên linh châu lập tức bị nàng phun ra. Tiểu Thiên đưa hạt châu qua nhìn, sau đó nàng trả hạt châu lại cho Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, đợi lát nữa ta dạy cho ngươi chơi một trò chơi, chờ tới khi đánh nhau, ngươi không cần làm gì khác, cứ dựa theo cách ta dạy cho ngươi mà làm, hiểu chưa? Tiểu Bạch vội vàng gật đầu, trong mắt đầy vẻ hưng phấn, rõ ràng nàng rất chờ mong đánh nhau. Tiểu Thiên khẽ xoa đầu Tiểu Bạch, sau đó nhìn về phía Đường Hỏa. Những tiểu tử này cơ bản không đánh nhau. Đến lúc đó đánh nhau thì nhất định sẽ hơi loạn, người huấn luyện một chút bọn họ. Được. Đường Hỏa khẽ gật đầu. Ta sẽ đi sắp xếp. Nói xong, nàng xoay người rời đi.
còn có thể gọi những thế lực của đại lục giúp. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói, đại lục thiên thiên, những chủng tộc kia tập trung một chỗ, đây tuyệt đối là đặc biệt khủng khiếp. Ít nhất có thể hơn 1.000 cường giả cảnh giới luân hồi. Tiểu Thiên lắc đầu. Bọn họ sẽ không làm vậy. Vì sao? Dương Diệp không hiểu. Nếu như U Minh Điện chiếm lĩnh thế giới này, không có lợi cho bọn họ. Tiểu Thiên nói. Bất kể là người hay yêu thú, thậm chí là chủng tộc gì khác, ở trong lòng của bọn họ đều là trời sập, có người cao chống đỡ. Khi đối phương chưa thật sự động tới lợi ích của bọn họ sẽ không sốt ruột. Nói đến đây, nàng dừng lại một lát mới nói tiếp. Hơn nữa, giữa những chủng tộc kia đều sẽ không tin tưởng đối phương, bọn họ tập trung lại một chỗ, đến lúc đó có khả năng còn chưa đánh với U Minh Điện, bọn họ lại tự mình loạn trước rồi. Dương Diệp im lặng, bởi vì lời Tiểu Thiên nói đặc biệt đúng. Bất kể là yêu tộc hay nhân tộc, thậm chí là ma tộc cùng man tộc, ở thời điểm U Minh Điện không động tới lợi ích của bọn họ nhất định sẽ không để cho cường giả của mình đi ra liều mạng. Giữa năm tộc này luôn nghi ngờ lẫn nhau, kiêng kỵ lẫn nhau, trừ khi đến thời điểm bất đắc dĩ, nếu không bọn họ sẽ không đoàn kết với nhau. Hơn nữa, giống như Tiểu Thiên nói, cho dù bọn họ liên thủ chắc chắn cũng sẽ lục đục với nhau. Lúc này, Tiểu Thiên đột nhiên nói. Ta muốn đi ngủ một giấc. Dương Diệp hơi ngẩn người ra, tùy tiện nói. Lúc này mà người còn ngủ à? Tiểu Thiên lắc đầu. Lần này ta sẽ không ngủ lâu như vậy đâu. Hai ngày nay không được làm phiền ta. Nói xong, nàng xoay người đi về phía trong điện. Tiểu Bạch bay đến trên vai của Dương Diệp, sau đó cọ nhẹ vào mặt của Dương Diệp. Dương Diệp nhẹ nhàng khẽ xoa đầu Tiểu Bạch. Không quan tâm xảy ra chuyện gì, ta sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào tổn thương tới các ngươi. Tiểu Bạch bay đến trước mặt Dương Diệp, sau đó móng nhỏ chặt nắm chặt, bộ dạng xê bây giờ ta rất lợi hại. Dương Diệp cười ha ha. Được được. Ngươi lợi hại, sau này lại để ngươi tới bảo vệ ta được không? Tiểu Bạch vội vàng gật đầu. Dương Diệp ôm Tiểu Bạch và hôn một cái vào trán của nàng, sau đó cười nói. Đi thôi, chúng ta trở lại vị diện dưới một chuyến. Nói, hắn ôm Tiểu Bạch thoáng động và lập tức biến mất. Đại lục thiên thiên có thể sẽ hỗn loạn. Cho dù đội hình của Tiểu Thiên bên này vô cùng cường đại, nhưng U Minh Điện không có khả năng ngồi không. Không nói gì khác. Chỉ riêng minh nữ các nàng đã đặc biệt khủng khiếp. Lại càng khỏi phải nói tới những cường giả còn lại trong U Minh Điện. Tiểu Thiên là bằng hữu của hắn, U Minh Thập Điện cũng là bạn hắn. Hắn đương nhiên không hy vọng các nàng đánh nhau, nhưng hắn biết rõ mình không có cách nào khuyên về chuyện này. Khuyên Tiểu Thiên đầu hàng sao? Khả năng sao? Nếu như hắn khuyên huyết nữ các nàng đừng tới khai chiến cùng Tiểu Thiên, điều này có nghĩa là muốn huyết nữ các nàng phản bội U Minh Điện. Hắn nhìn ra được huyết nữ các nàng vô cùng trung thành với U Minh Điện. Nếu không cũng sẽ không tự cho mình là U Minh Điện. Về phần giúp ai, thật ra, bây giờ hắn giúp ai cũng không có tác dụng gì. Bởi vì ở trong mắt Tiểu Thiên cùng U Minh Điện, hắn quá yếu. Đương nhiên, hắn biết lần này mình nhất định không cách nào tránh khỏi. Tuy nhiên, bây giờ hắn không suy nghĩ nhiều như vậy. Dù sao, chuyện đến sẽ biết được nên làm như thế nào. Vị diện dưới. Dương Diệp dẫn theo Tiểu Bạch trở lại tinh vực Thiên Vân. Lúc này, tinh vực Thiên Vân không hề nghi ngờ là một thế lực lớn nhất ở vị diện dưới. Cho dù thực lực của tinh vực Thiên Vân không phải mạnh nhất ở vị diện dưới, nhưng bây giờ có người nào không biết vực chủ tinh vực Thiên Vân đế nữ là thê tử của Dương Diệp. Dương Diệp, bây giờ có người nào ở vị diện dưới không biết tới Dương Diệp? Dương Diệp là người có thể xông lên thế giới lớn. Hơn nữa, Dương Diệp ở thế giới lớn đã làm một vài chuyện lưu truyền đến vị diện dưới. Mà những chuyện kia, truyền đến truyền đi cũng có phần thay đổi. Ví dụ như Dương Diệp ở thế giới lớn thiếu chút nữa diệt tất cả thần phượng tộc, nhưng ở vị diện dưới lại trở thành Dương Diệp thiếu chút nữa diệt tất cả yêu tộc. Lại ví dụ như, Dương Diệp ở thế giới lớn giết rất nhiều cường giả cảnh giới luân hồi, nhưng đến vị diện dưới lại biến thành Dương Diệp đã giết cảnh giới luân hồi giống như giết chó. Nói tóm lại. Bây giờ danh tiếng của Dương Diệp rất lớn, lớn vô cùng. Bây giờ, không thế lực nào ở vị diện dưới dám không nể mặt tinh vực Thiên Vân cùng Kiếm Minh. Dương Diệp dẫn theo Tiểu Bạch lặng lẽ trở lại Thiên Vân Thành. Thiên Vân Thành, Chiến Thần Điện. Trong điện, lúc này đế nữ đang cùng mọi người bàn bạc một ít chuyện của tinh vực Thiên Vân. Đột nhiên, đế nữ nhíu mày,
trong phút chốc trong mắt nàng lóe lên vẻ vui mừng. Nàng nhìn mọi người phía dưới, sau đó nói. Hôm nay dừng ở đây, tất cả mọi người lui ra đi. Mọi người mặc dù không hiểu vì sao đế nữ đột nhiên làm như thế, nhưng vẫn lui xuống. Sau khi mọi người rút đi, Dương Diệp xuất hiện ở trong đại điện. Trở về rồi sao? Đế nữ khẽ nói. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nói. Cũng khỏe chứ? Đế nữ khẽ gật đầu. Cũng khỏe, lần này, chẳng còn đi nữa không? Dương Diệp đi tới trước mặt đế nữ, sau đó kéo tay của nàng và khẽ nói. Lần này, vũ trụ này của chúng ta có thể sẽ rối loạn. Thế nào? Đế nữ hỏi. Dương Diệp nói ra chuyện U Minh Điện muốn đánh hệ thiên tuyền. Im lặng rất lâu, đế nữ khẽ lắc đầu. Cây muốn lặng, gió không ngừng. Đúng vậy. Dương Diệp hít một tiếng, thành thật mà nói, hắn cũng không muốn đánh nhau mỗi ngày, dù sao hắn không phải là Tiêu Dao Tử kẻ cuồng chiến đấu kia. Nhưng không có cách nào, sinh ra ở thế giới này, rất nhiều chuyện đều không cách nào tránh khỏi. Đơn giản mà nói, ngươi không muốn gây chuyện, nhưng không có nghĩa là chuyện không chọc đến ngươi. Thời gian tiếp theo, mỗi ngày Dương Diệp đều ở bên cạnh đám người đế nữ. Tuy nhiên, hắn cũng không quên tu luyện. Thời gian trôi qua từng chút một. 10 ngày sau, thế giới lớn, Linh Cung, Linh Điện. Ở trong một gian phòng của Linh Điện, Tiểu Thiên đang ngủ. Bởi vì nàng đã căn dặn, bởi vậy trong khoảng thời gian này, cũng không có người nào tới quấy rầy nàng. Tới giây phút nào đó, Tiểu Thiên nằm ở trên giường đột nhiên mở mắt. Tới rồi sao? Trên không trung của Đại Lục Thiên Thiên vốn yên tĩnh, đột nhiên. Bắt đầu rung khẽ, một lát sau, từng đường năng lượng màu đỏ rất nhỏ xuất hiện ở trên không trung. Những năng lượng màu đỏ càng lúc càng nhiều, tốc độ lan tràn càng lúc càng nhanh, qua một canh giờ sau, những năng lượng màu đỏ giống như một tấm lưới lớn hoàn toàn bao phủ lấy tất cả Đại Lục Thiên Thiên. Một lát sau, một nam tử trung niên mặc trên người trường bào màu tím đen xuất hiện. Rất nhanh, một nữ tử cầm quạt lông trong tay cũng xuất hiện ở đó. Một nam một nữ này chính là này U Minh Phán Quan cùng U Minh Lệnh Sư Phạm Âm Vũ. U Minh Phán Quan nhìn về phía Phạm Âm Vũ. Phạm Lệnh Sử, người sinh sống ở vũ trụ này lâu như vậy, chắc hẳn là rất quen thuộc với vũ trụ này. Người cảm thấy lần này chúng ta có thể thuận lợi nắm lấy thế giới này không? Phạm Âm Vũ nhìn về phía U Minh Phán Quan. Người cảm thấy thế nào? U Minh Phán Quan khẽ cười. Ta cảm thấy sẽ dễ dàng như trở bàn tay. Dễ dàng như trở bàn tay. Phạm Âm Vũ cười lạnh. Phán Quan, ngươi cho rằng hệ thiên tuyền này thật sự chỉ là một hệ thiên tuyền bình thường thôi sao? Thế nào? U Minh Phán Quan hỏi ngược. Phạm Âm Vũ cúi đầu nhìn về phía dưới, sau đó nói. Vũ trụ này mặc dù không có thế lực lớn siêu cấp gì, nhưng vũ trụ này lại từng xuất hiện qua rất nhiều thiên tài siêu cấp. Cho dù mỗi một mảnh vũ trụ đều có rất nhiều yêu nghiệt siêu cấp, nhưng ở đây xuất hiện qua một số nhân vật đã vượt qua nhận thức của ta. Đúng vậy không? U Minh Điện nhìn về phía Phạm Âm Vũ. Ở đây từng xuất hiện qua nhân vật nào? Tiêu Dao Tử. Phạm Âm Vũ khẽ nói. Phán Quan, người cũng là thiên tài tuyệt thế, thực lực còn ở trên ta, tuy nhiên thứ lỗi cho ta nói thẳng, nếu như ngươi gặp hắn mà dưới tình huống cùng cấp, ngươi chắc chắn phải chết. U Minh Phán Quan nheo mắt lại. Mạnh như vậy sao? Không phải mạnh như vậy, là đặc biệt mạnh mẽ khác thường. Phạm Âm Vũ nói. Người này có kiếm đạo đã thông thần. Trong những người ta tiếp xúc qua, có khả năng chỉ có Tư Đồ Điện Chủ có thể địch nổi. Trước đây ta cũng có thể, nhưng tốc độ trưởng thành của hắn quá nhanh, kiếm đạo càng lúc càng mạnh, dưới tình huống cùng cấp, ta căn bản không phải là đối thủ của hắn. Nói đến đây, nàng dừng lại một lát. Sau đó lại nói. Tiêu Dao Tử thì cũng thôi. Còn có một người nữa. Thực lực người này đã hoàn toàn vượt ra khỏi nhận thức của ta. Có khả năng Tư Đồ Điện Chủ cũng không có cách nào chống lại được. U Minh Phán Quan khẽ nhướng mày. Người nào mà thậm chí ngay cả Tư Đồ Điện Chủ cũng không có cách nào chống lại được chứ? Phạm Âm Vũ nói. Một lão nhân mặc áo đạo sĩ. Một tia phân thân lại phá hết kiếm vô cực tinh hà kiếm đồ. Cũng khiến cho hắn trực tiếp ngã xuống. Thực lực như thế khiến người ta cảm thấy kinh sợ. U Minh Phán Quan nói. Ngươi nói hai người này đang ở hệ thiên tuyển sao? Phạm Âm Vũ khẽ lắc đầu. Cả hai đều không ở đây. Đáng tiếc. U Minh Phán Quan khẽ nói. Cường giả cấp bậc như vậy,
nếu như có thể đánh một trận thì nhất định sẽ có rất nhiều thu hoạch. Nói đến đây, hắn nhìn lướt qua phía dưới sau đó lại nói. Tuy nhiên cũng tốt, bớt nhiều phiền toái. Chờ sau khi thu phục thế giới này xong, thực lực của U Minh Điện ta chắc chắn sẽ nhận được nâng cao rất lớn. Muốn trở lại thời kỳ đỉnh phong năm đó chỉ là chuyện ở trong tầm tay. Mảnh tinh vực này chính là gánh nặng đối với U Minh Điện. Phạm Âm Vũ đột nhiên nói. Ta đương nhiên hiểu rõ. U Minh phán quan nói. Mục đích của chúng ta chỉ là linh khí của vũ trụ này, đến lúc đó, chúng ta sẽ lấy hết tất cả linh khí của thế giới này đi. Về phần thế giới này, giống như ngươi nói, những thứ này đều là gánh nặng, U Minh Điện ta tất nhiên sẽ không mang theo. Im lặng rất lâu, Phạm Âm Vũ khẽ gật đầu. Ta hiểu được. U Minh phán quan lại nói. Phạm lệnh sử, lần này điện chủ bảo ngươi tới mà không cho U Minh thập điện tới, mục đích rất đơn giản, chính là không hy vọng các ngươi nội đấu vào lúc này. Tuy nhiên điện chủ cũng nói, chờ sau khi chuyện nơi đây xử lý xong, sẽ cho giữa các ngươi có thể kết thúc ân oán. Hy vọng như vậy. Phạm Âm Vũ khẽ nói. Đúng lúc này, không gian trước mặt hai người đột nhiên run rẩy, ngay sau đó có một tiểu nữ hài xuất hiện ở trước mặt hai người. Tiểu nữ hài này chính là Tiểu Thiên. Tiểu Thiên lạnh lùng liếc nhìn Phạm Âm Vũ cùng U Minh phán quan, sau đó nói. Ở đây, không chào đón các ngươi. U Minh phán quan khẽ cười, sau đó nói. Ba ngày sau, ở đây sẽ là của U Minh Điện ta. Tiểu Thiên nhìn về phía U Minh phán quan, sau đó nói. Chúng ta mỏi mắt mong chờ. U Minh phán quan nhìn Tiểu Thiên rất lâu, sau đó nói. Mỏi mắt mong chờ. Nói xong, hắn xoay người cùng Phạm Âm Vũ lập tức biến mất. Sau khi Phạm Âm Vũ cùng U Minh phán quan biến mất không lâu, một tiểu nam hài xuất hiện ở bên cạnh Tiểu Thiên. Tiểu nam hài này chính là tiểu nam hài chăn dê. Có thể giữ bọn hắn lại. Tiểu nam hài khẽ nói. Tiểu Thiên khẽ lắc đầu. Ta còn chưa nhớ ra cách giải phóng năng lực đánh nhau của mình thế nào, hơn nữa giữ hai người bọn hắn lại cũng không có tác dụng gì, sẽ chỉ làm U Minh Điện cảnh giác. Tiểu nam hài khẽ gật đầu. Ta hiểu. Nói xong, hắn nhìn về phía Tiểu Thiên. Dương Diệp kia, không ngờ ta không có cách nào nhìn thấu đời tiếp theo của hắn, vì sao? Tiểu Thiên lắc đầu. Ta cũng không nhìn thấy được. Vì sao? Tiểu nam hài lại hỏi. Tiểu Thiên nói. Có hai loại khả năng, một là hắn sẽ không chết, có nghĩa chân chính lên vượt ra ngoài luân hồi, sống mãi, hai là hắn bị tiêu diệt mất thần hồn nên không có đời tiếp theo. Tiểu nam hài khẽ gật đầu. Ta cũng nghĩ vậy. Nói đến đây, hắn dừng lại một lát mới nói tiếp. Trên người hắn có phải có chí bảo gì không? Bởi vì mệnh cách của hắn hình như bị thay đổi, cũng không đúng, là hắn nắm giữ hai loại mệnh cách hoàn toàn không giống nhau. Tiểu Thiên khẽ gật đầu. Sau đó nói, dù sao người này sau này sẽ có phúc họa đi kèm, cuối cùng là kết thúc là phúc hay là họa thì không được biết rồi. Thật vậy, tiểu nam hài khẽ gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía năng lượng màu đỏ giống như tấm lưới ở chân trời. Có cần phải phá hỏng trận pháp này không? Tiểu Thiên lắc đầu, giữ đi, dù sao ta cũng không có ý định ra ngoài. Nói xong, nàng xoay người lập tức biến mất. Tiểu nam hài ở tại chỗ im lặng một lát. Sau đó cũng lập tức biến mất. Linh cung. Lúc này, Dương Diệp đã trở lại Linh cung. Lần này, hắn mang theo cả Lôi Lâm đến. Ngoại trừ Lôi Lâm còn có Tuyết Nhi. Giống như hắn dự đoán, Lôi Lâm cùng Tuyết Nhi vừa đến chỗ này đã rất thích. Đặc biệt Lôi Lâm, nàng là Linh Vương Lôi, cùng loại với những Linh Vương ở đây, nàng còn có lòng trung thành. Ngay từ lúc đầu, những Linh Vương có chút bài xích Tuyết Nhi, bởi vì Tuyết Nhi là loài người, mà không phải Linh Vương. Nhưng chẳng bao lâu, những Linh Vương lại dần dần tiếp nhận Tuyết Nhi. Điều này đương nhiên là công lao của Tiểu Bạch cùng Lôi Lâm. Lôi Lâm thì không cần nói, tình cảm của nàng cùng Tuyết Nhi đặc biệt sâu sắc, Tiểu Bạch lại yêu ai yêu cả đường đi, Tuyết Nhi là nữ nhi của Dương Diệp, nàng tất nhiên cũng thích. Trước đây, mỗi ngày những Linh Vương ngoại trừ tu luyện chính là chơi, mà bây giờ bọn họ có thêm một nhiệm vụ, đó chính là tiếp nhận huấn luyện. Không thể không nói. Huấn luyện những Linh Vương đặc biệt lớn. Bên ngoài đại điện Linh Cung có hơn 200 Linh Vương xếp hàng chỉnh tề trên quảng trường, dẫn đầu là Đường Hỏa. Đường Hỏa vung tay ngọc lên, trong phút chốc, tất cả những Linh Vương đều im lặng. Đường Hỏa thoáng cổ tay động, ở trong tay nàng xuất hiện một lá cờ, tiếp theo,
nàng cầm cờ nhìn về phía trước mặt và chợt vung lên. Tấn công! Ầm 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 ầm. Hơn 200 chùm tia sáng đủ loại lập tức phóng lên cao, những chùm tia sáng, có khi là chùm tia sáng lửa, có khi là cột nước, có khi là cột sấm sét, còn có khi là một ít năng lượng không biết tên. Nói chung, đồ sộ, đặc biệt hoành tráng. Đương nhiên, không chỉ là đồ sộ còn đặc biệt khủng khiếp. Dù sao Dương Diệp nhìn thấy cũng có chút kinh hồn bạt vía, bởi vì nếu như những chùm tia sáng đều bắn về phía hắn, đừng nói cơ thể của hắn, có khả năng chính nắp quan tài cũng sẽ bị đánh nát. Lúc này, Đường Hỏa đột nhiên lại nói. Phòng thủ. Vừa dứt lời, rất nhiều tấm lá chắn ánh sáng lập tức xuất hiện ở trên đỉnh đầu những linh vương. Những tấm lá chắn ánh sáng nhanh chóng hợp thành một màn ánh sáng siêu cấp với màu sắc rực rỡ, màn ánh sáng này trực tiếp bao phủ lấy tất cả linh cung. Cùng lúc đó, Dương Diệp còn phát hiện xung quanh có rất nhiều năng lượng khác nhau giống như thủy triều tập trung về phía màn ánh sáng này. Ta đi thử một chút được chứ? Dương Diệp đột nhiên nói. Đường Hỏa liếc nhìn Dương Diệp, sau đó khẽ gật đầu. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn màn ánh sáng kia, im lặng trong chớp mắt. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, trong phút chốc có một kiếm ý khủng khiếp từ trong cơ thể hắn cuồn cuộn trào ra. Ngay sau đó, kiếm trong tay hắn trực tiếp biến mất. Luân hồi nhất kiếm. Hắn biết rõ những thực lực của Linh Vương, bởi vậy vừa ra tay chính là luân hồi nhất kiếm. Cho dù luân hồi nhất kiếm không mạnh bằng nhất kiếm luân hồi, nhưng một kiếm này cũng đặc biệt khủng khiếp. Phía chân trời. Ầm. Một tiếng nổ lớn rung trời vang vọng, sau đó... Kiếm của Dương Diệp trở lại trong tay, tiếp theo không có tiếp theo nữa. Bởi vì đường kiếm khí kia đã biến mất không thấy, mà màn ánh sáng kia chỉ run lên rất khẽ mà thôi. Vẻ mặt Dương Diệp rất nghiêm trọng. Cho dù hắn đã dự đoán được màn ánh sáng này sẽ rất mạnh mẽ, nhưng hắn không ngờ được lại mạnh mẽ đến mức độ này. Thật ra, điều này cũng là bình thường. Cho dù không phải mỗi linh vương đều sẽ có thể so sánh với cường giả cảnh giới luân hồi. Nhưng trong đó có ít nhất một nửa chống đỡ nổi cường giả cảnh giới luân hồi, một phần ba trong đó tuyệt đối là vượt quá cường giả cảnh giới luân hồi bình thường. Bây giờ tất cả bọn họ tập hợp cùng một chỗ, có thể tưởng tượng được như vậy sẽ kinh khủng tới mức nào. Còn muốn thử nữa không? Một bên, Đường Hỏa đột nhiên nói. Dương Diệp lắc đầu, hắn cũng không muốn tự rước lấy nhục. Màn ánh sáng này, trừ khi hắn dùng tinh hà kiếm đồ, hoặc lục đinh thần hỏa. Nếu không căn bản đừng mong chấn động được. Đương nhiên, nhất kiếm luân hồi chắc hẳn là có thể, tuy nhiên, hy vọng không quá lớn. Thời gian trôi qua từng chút một, rất nhanh, thời gian 3 ngày đã đến. Sáng sớm, một giọng nói đột nhiên vang lên trên không trung của toàn bộ đại lục Thiên Thiên. Hễ là người của hệ Thiên Tuyền, người đầu hàng sẽ không giết. Theo giọng nói kia vang lên, trên không trung hệ Thiên Tuyền lập tức bắt đầu chấn động mãnh liệt. Rất nhanh, một nam tử xuất hiện. Không trung, người này chính là U Minh phán quan, theo sát phía sau là U Minh lệnh sư Phạm Âm Vũ. Sau lưng Phạm Âm Vũ là nam tử cụt tay này cùng với nam tử trung niên đeo thương. Không gian phía chân trời vẫn đang không ngừng chấn động, ba hơi thở sau, gần trăm người mặc áo đen trong tay cầm trường thương xuất hiện phía sau ở đám người U Minh phán quan. Toàn bộ là cảnh giới luân hồi. Còn chưa ra tay. Khí tức đám người U Minh phán quan phát ra liền khiến cho được không gian xung quanh run rẩy từng đợt. Rất nhanh, Tiểu Thiên xuất hiện ở trước mặt đám người U Minh phán quan. Tiểu Thiên lạnh lùng nhìn đám người U Minh phán quan. Trên trời có đức hiếu sinh, ta không muốn tạo nhiều giết chóc, nhưng không có nghĩa là ta sẽ không giết chóc. Ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, bây giờ lập tức rời khỏi hệ Thiên Tuyền, nếu không ta thật sự sẽ giết người. Lúc này, U Minh Vũ đột nhiên nói. Ngươi chính là người đứng đầu thiên đạo, ta nói đúng không? Tiểu Thiên liếc nhìn U Minh Vũ, lạnh lùng nói. Không biết. Phạm Âm Vũ nhíu mày, đang muốn nói, lúc này U Minh phán quan đột nhiên nhìn về phía nàng. Vì sao ngươi cảm thấy nàng là đứng đầu thiên đạo? Phạm Âm Vũ liếc nhìn Tiểu Thiên, sau đó nói. Ngươi có thể làm cho các con mắt thiên đạo cúi đầu nghe lệnh, ngoại trừ đứng đầu thiên đạo, ta không nghĩ ra được ca sê ai khác. Ngươi cũng chưa từng thấy qua đứng đầu thiên đạo sao? U Minh phán quan hỏi. Phạm Âm Vũ lắc đầu. Chưa từng gặp, tuy nhiên, ta cảm thấy cho dù nàng không phải đứng đầu thiên đạo, chắc chắn cũng có liên quan với đứng đầu thiên đạo. U Minh phán quan khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Tiểu Thiên. Không quan tâm ngươi có phải là kẻ đứng đầu thiên đạo hay không,
điều này đều không quan trọng. Quan trọng là ngươi có thể ra lệnh những mắt thiên đạo kia. U Minh Điện ta cũng không muốn gây ra nhiều giết chóc, như vậy đi, ngươi bảo những con mắt thiên đạo đầu hàng, nghe lệnh của U Minh Điện ta sẽ không dùng vũ lực, hệ thiên tuyển có thể an toàn, chẳng phải là vẹn cả đôi đường. Tiểu Thiên nhìn U Minh phán quan rất lâu, sau đó nói. U Minh Điện rất lợi hại phải không? U Minh phán quan nheo mắt lại. Ngươi muốn biết sao? Tiểu Thiên khẽ gật đầu. Ta rất muốn biết. U Minh phán quan gật đầu, trong phút chốc, cơ thể hắn thoáng động, bắn về phía Tiểu Thiên, mà vào lúc này, một tiểu nam hài xuất hiện ở trước mặt Tiểu Thiên. Nhìn U Minh phán quan này vọt tới, sắc mặt tiểu nam hài không đổi, sáo ngọc trong tay chợt chuyển động, một nốt nhạc nhanh chóng hiện ra. Ầm. Phía chân trời đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn rung trời, ngay sau đó, không gian trong mấy chục vạn dặm đều chấn động mạnh, dường như muốn đổ nát vậy, cảnh tượng vô cùng kinh người. Mười hơi thở sau, phía chân trời khôi phục lại yên tĩnh. Lúc này, U Minh phán quan đã trở lại vị trí ban đầu. Hắn nhìn chằm chằm vào tiểu nam hài kia, trong mắt có một tia nghiêm trọng. Mà đám người Phạm Âm Vũ ở bên cạnh hắn cũng vậy, lúc này, trong lòng đám người Phạm Âm Vũ khiếp sợ không gì sánh được. Bởi vì bọn họ biết rất rõ thực lực của U Minh phán quan, ở trong U Minh Điện, U Minh phán quan không phải mạnh nhất, nhưng đây tuyệt đối là tồn tại tiến vào trước năm. Mà bây giờ, tiểu nam hài trước mắt này tự nhiên lại có thể chống lại U Minh phán quan. Lúc này, Tiểu Thiên phía xa đột nhiên nói. Tiểu Luân Tử, kìm chế một chút, đừng phá hỏng thế giới này. Tiểu Nam Hài liếc nhìn Tiểu Thiên, hắn khẽ gật đầu sau đó tay trái thỏ ra phía trước, tiếp theo nắm tay xoay tròn. Trời đất phân! Vừa dứt lời, trong phút chốc, không gian xung quanh bắt đầu co lại từng tầng, cùng lúc đó, một luồng lực thần bí xuất hiện ở trong không gian mấy chục vạn dặm xung quanh. Ở cách đó không xa Dương Diệp nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì vẻ mặt lập tức nghiêm trọng, bởi vì hắn phát hiện không gian trong vòng mấy chục dặm bị gia cố. Không đúng, nghiêm khắc mà nói là không gian trong mấy chục vạn dặm này đã bị tách ra khỏi thế giới ban đầu. Thật mạnh! Đây không chỉ là ý nghĩ của Dương Diệp lúc này, còn là ý nghĩ của tất cả mọi người ở đó. Có thể trong nháy mắt liền gia cố đồng thời tách ra không gian mấy chục vạn dặm, thực lực như vậy đã không thể chỉ nói là khủng khiếp nữa rồi. Phạm Âm Vũ nhìn tiểu Nam Hải rất lâu, sau đó nói. Không ngờ được ở thế giới này còn có cường giả cấp bậc như ngươi vậy. Tiểu Nam Hải khẽ nói. Không cần nhiều lời, các ngươi ai đánh với ta một trận. Lúc này, U Minh phán quan đứng dậy. Tới đi, để cho ta lĩnh giáo một chút. Tiểu Nam Hải khẽ gật đầu. Vậy thì tới đi. Vừa dứt lời, thân hình hắn run lên và trực tiếp biến mất. Cùng lúc đó, U Minh phán quan cũng trực tiếp biến mất. Rất nhanh, ở sâu bên trong tinh không xa xôi truyền đến từng tiếng nổ lớn giống như sấm vậy. Phía dưới, Phạm Âm Vũ nhìn về phía Tiểu Thiên. Thế giới này không có cách nào chống lại U Minh Điện. Tiểu Thiên im lặng rất lâu, đột nhiên, nàng ngẩng đầu liếc nhìn qua đám người Phạm Âm Vũ, sau đó nói. Hôm nay, các ngươi cũng đừng mong rời đi. Nói, nàng vung tay phải lên. Cầm, nàng giao cho ngươi. Tiểu Thiên vừa dứt lời, một thiếu nữ một chân đột nhiên từ không gian phía sau nàng chậm rãi đi ra. Người tới chính là Cầm. Cầm đi tới bên cạnh Tiểu Thiên nhẹ nhàng ôm Tiểu Thiên một cái, sau đó nhìn về phía Phạm Âm Vũ. Tới đánh nhau. Nói xong, nàng vung tay phải lên, một đóa hoa màu trắng thuần xuất hiện ở trong tay nàng. Khi nhìn thấy đóa hoa này, vẻ mặt Phạm Âm Vũ lập tức biến đổi. Hoa Bỉ Ngạn. Ngươi tự nhiên nắm giữ Hoa Bỉ Ngạn. Tục ngữ nói, hoa bỉ ngạn mở 1000 năm, dụng 1000 năm, lá và hoa vĩnh viễn không gặp nhau. Đây không phải là điểm chính là cho dù là nàng, cũng chỉ là từng nghe nói, cũng chưa từng thấy qua loại hoa này. Sở dĩ nàng liếc mắt lại nhận ra đây là hoa bỉ ngạn, là bởi vì đóa hoa này giống như xê trong truyền thuyết vậy, hơn nữa, còn tản ra khí tức tử vong nồng đậm. Phía xa, nghe thấy Phạm Âm Vũ nói vậy. Trong mắt Cầm lóe lên một tia khác lạ. Ngươi tự nhiên biết hoa bỉ ngạn. Phải biết rằng hoa này cũng không dễ sống. Đóa hoa này là do ta lấy tử khí thêm âm khí rất nhiều người chết cùng bản thân nuôi dưỡng mới có thể sống sót. Phạm Âm Vũ nhìn chằm chằm vào Cầm, nói. Ngươi rốt cuộc là ai? Điều này có quan trọng không? Cầm hỏi ngược. Phạm Âm Vũ im lặng, lúc này nàng biết U Minh Điện thật sự đã quá coi thường Tiểu Thiên.
Ban đầu nàng cảm thấy U Minh Điện muốn lấy được hệ thiên tuyền, cho dù không quá dễ dàng, nhưng tuyệt đối không quá khó khăn. Bởi vì nàng ở hệ thiên tuyền rất lâu, nàng cơ bản đã biết hết cường giả hệ thiên tuyền. Mà trong giờ phút này, nàng lại phát hiện ra thế giới này còn có rất nhiều cường giả mà nàng không biết. Tiểu thiên này phải đi đâu để tìm được những cường giả này tới giúp đỡ vậy? Lúc này, Phạm Âm Vũ đã có ý định lùi bước. Nàng biết rất rõ ràng, U Minh Điện đánh giá quá thấp thực lực đám người bên phía tiểu thiên. Bây giờ dùng lực cố chiến đấu, có lẽ phải tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Lúc này lui lại, một lần nữa tổ chức đội ngũ rồi hãy tới, mới là lựa chọn chính xác nhất. Nhưng tiểu thiên lại không để cho nàng có cơ hội này. Lập tức, tiểu thiên giơ tay ngọc. Cầm, đánh nàng cho ta, đánh cho tới chết. Cầm khẽ gật đầu và đang muốn ra tay, lúc này Dương Diệp ở phía xa vẫn luôn quan sát cuộc chiến đột nhiên xuất hiện ở cách Phạm Âm Vũ không xa, nói. Thược Dược ở đâu? Trước đó, hắn vẫn cho rằng Thược Dược đã chết, nhưng cuối cùng cẩn thận suy nghĩ vẫn thấy không đúng. Phạm Âm Vũ không giống như loại người giết người còn muốn hủy thi diệt tích. Hơn nữa, Tiểu Thiên cuối cùng đã ở trong mật thất điều tra ra nơi đó tuyệt đối không có khí tức của Thược Dược. Phải biết rằng, cho dù bị hủy thi diệt tích, nhưng khí tức tử vong này vẫn sẽ lưu lại trong không gian, mà trong không gian của mật thất, không có khí tức tử vong của Thược Dược. Nói cách khác, Thược Dược rất có khả năng còn sống. Phạm Âm Vũ nhìn về phía Dương Diệp. Nàng ở một nơi rất an toàn, người cũng không cần lo lắng cho nàng. Nghe thấy Phạm Âm Vũ nói vậy, trong lòng Dương Diệp lập tức thả lỏng, quả nhiên, Thược Dược còn chưa chết. Hắn đang muốn hỏi Thược Dược ở đâu, mà Phạm Âm Vũ lại khoát tay áo, sau đó nhìn về phía Cầm. Tới đi, để cho ta xem thử hoa bỉ ngạn trong truyền thuyết sốt cuộc có uy lực gì. Cầm khẽ gật đầu. Ta cũng muốn xem thử. Vừa dứt lời, thân hình của nàng run lên và trực tiếp biến mất. Phía xa, Phạm Âm Vũ nhìn về phía nam tử trung niên đeo thương sau lưng. Không được hành động thiếu suy nghĩ. Nói xong, chân phải nàng nhẹ nhàng giẫm một cái, cả người trực tiếp biến mất. Sau khi Phạm Âm Vũ biến mất, Dương Diệp đi tới trước mặt Tiểu Thiên, sau đó hắn liếc nhìn phía xa đám người nam tử đeo thương, nói. Bây giờ ngươi có thể gọi ngươi mấy người bằng hữu còn lại đi ra hoàn toàn tiêu diệt bọn họ. Hắn cũng không quên Tiểu Thiên có hai bằng hữu thần bí. Với hai bằng hữu thần bí cộng thêm những con mắt thiên đạo kia, còn có những linh vương. Muốn hoàn toàn tiêu diệt những người này thì thật sự không phải quá khó khăn. Ngu ngốc! Tiểu Thiên trừng mắt với Dương Diệp. Sắc mặt Dương Diệp tối sầm. Vì sao lại nói như vậy? Tiểu Thiên khẽ nói. Nếu như những người này là tất cả thực lực của U Minh Điện, ta nhất định sẽ lập tức diệt bọn họ. Nhưng những người này không phải, những người này chỉ là một phần thực lực của U Minh Điện. Cho nên ta không thể để lộ con át chủ bài trong tay mình, hiểu chưa? Nghe vậy, Dương Diệp khẽ gật đầu. Quả thật, cho dù U Minh Điện phái tới nhiều cường giả như vậy, nhưng những người này không phải là tất cả thực lực của U Minh Điện. Nếu như Tiểu Thiên để lộ ra hết con át chủ bài trong tay, vậy sau này, bên Tiểu Thiên nhất định sẽ có bị động. Đúng lúc này, Tiểu Thiên đột nhiên lại nói. Tuy nhiên, cũng không thể bỏ qua những người này được. Nói xong, nàng vỗ nhẹ tay vài cái. Ầm, một tiếng nổ lớn vang vọng ở phía chân trời. Ngay sau đó, một con mắt cực lớn trực tiếp xuất hiện ở phía chân trời, hai hơi thở sau, từng con mắt thiên đạo không ngừng từ trong không gian vọt ra, không bao lâu, tất cả phía chân trời đều đầy con mắt thiên đạo. Giờ phút này, vẻ mặt nam tử vác thương phía xa lập tức thay đổi. Lúc này, Tiểu Thiên đột nhiên chỉ vào đám người nam tử vác thương, nói. Giật điện chết bọn chúng cho ta, ngày hôm nay Tiểu Thiên ta muốn học sát nhân cuồng ma Dương Diệp này. Ta phải đại khai sát giới. Dương Diệp. Chấm. Trên gương mặt Dương Diệp đầy vạch đen, hóa ra trong lòng Tiểu Thiên mình chính là một sát nhân cuồng ma. Hắn liếc nhìn Tiểu Thiên, lúc này, trên mặt Tiểu Thiên đã không còn nụ cười rạng rỡ trước đây nữa, mà là đã biến thành vẻ mặt lạnh lùng, ở trong mắt nàng có một tia sát ý lạnh lẽo. Dương Diệp biết, lần này Tiểu Thiên là giận thật. Tiểu Thiên bình thường không tức giận, một khi tức giận thì hắn cũng sợ. Tiểu Thiên vừa dứt lời, những con mắt thiên đạo phía chân trời đột nhiên phát ra từng thần lôi rơi về phía xa đám người nam tử đeo thương. Cho dù hệ thiên tuyển có rất nhiều con mắt thiên đạo, nhưng lúc này, bầu trời chỉ có hơn 60 con mắt thiên đạo. Dù sao,
không phải bất kỳ một con mắt thiên đạo nào cũng có uy hiếp với cường giả cảnh giới luân hồi. Những con mắt thiên đạo còn lại không đủ thực lực, tới cũng là chịu chết. Cho dù chỉ có hơn 60 thần lôi, nhưng lực lượng ẩn chứa trong đó lại làm cho đám người nam tử đeo thương lộ ra vẻ mặt rất khó coi. Im lặng trong chớp mắt, nam tử đeo thương đột nhiên nhìn về phía Tiểu Thiên, sau đó nói. Các ngươi chống đỡ, ta đi bắt người này. Vừa dứt lời, tay hắn nắm trường thương bắn nhanh về phía Tiểu Thiên. Mà những người mặc áo đen sau lưng hắn lại lần lượt phóng lên cao, đi chống lại những thần lôi đầy trời. Nhìn nam tử cầm thương này vọt tới, mặt Tiểu Thiên không đổi sắc, lại ở thời điểm nam tử trung niên cách nàng chỉ có 10 trượng, một tiếng kiếm ngân đột nhiên vang lên ở trong không trung, ngay sau đó, một đường kiếm khí chợt lóe lên ở nơi đây. Ầm. Theo một tiếng nổ lớn vang lên, nam tử trung niên kia ngừng lại, mà lúc này Dương Diệp đã xuất hiện ở trước mặt Tiểu Thiên. Vì sao ra tay? Thật ra rất đơn giản, hắn có tình cảm với đám người huyết nữ của U Minh Điện, nhưng hắn không tình cảm với U Minh Điện. Bây giờ, U Minh Điện muốn tới giết Tiểu Thiên là bạn hắn tất nhiên phải giúp Tiểu Thiên. Lúc này, Tiểu Thiên liếc nhìn Dương Diệp trước mặt, sau đó khẽ nói. Ngươi đánh nhau ta chưa từng giúp ngươi, sao ngươi phải giúp ta? Dương Diệp quay đầu lại nhìn về phía Tiểu Thiên, sau đó mỉm cười và không nói gì, hắn xoay người đi về phía nam tử trung niên kia. Nhìn bóng lưng của Dương Diệp, Tiểu Thiên im lặng rất lâu, sau đó khẽ nói. Thật là một kẻ ngu ngốc. Phía xa, nam tử cầm thương này liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó khẽ lắc đầu. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Dương Diệp cười khẽ, nói. Ta muốn thử xem. Nam tử cầm thương khẽ gật đầu. Trong phút chốc, toàn thân hắn trực tiếp biến mất, lúc xuất hiện lần nữa đã ở trước mặt Dương Diệp, tiếp theo, trường thương đâm thẳng mi tâm của Dương Diệp. Hai mắt Dương Diệp trực tiếp nhắm lại, nam tử cầm thương này có tốc độ quá nhanh, hắn căn bản không có cách nào nhìn thấy rõ quỹ tích của đối phương, bởi vậy không thể dùng mắt để nhìn chiêu thức của đối phương, phải dùng tâm để cảm nhận. Ở thời điểm mũi thương cách mi tâm của Dương Diệp chưa tới nửa tấc, một mũi kiếm đột nhiên đè ở trên mũi trường thương. Keng. Theo một tiếng động lanh lảnh vang lên, trường thương chấn động mạnh, quỹ tích của thương bị thay đổi, lướt qua sát bên tai Dương Diệp. Nhưng đúng lúc này, cổ tay của nam tử cầm thương này nhất thời chuyển động, trường thương lập tức từ đâm biến thành quét. Nếu như bị quét trúng, đầu của Dương Diệp nhất định sẽ trực tiếp dọn nhà. Cũng may tốc độ của Dương Diệp cũng không nhanh, vào lúc đối phương chuyển từ đâm sang quét, cơ thể hắn đột nhiên ngửa ra sau giống như bị bẻ gãy, tránh thoát một thương chí mạng này. Cùng lúc đó, chân phải của hắn khẽ dẫm xuống đất một cái, cả người lấy một loại tư thế kỳ lạ lão về phía trước mặt. Nhưng đúng lúc này, trường thương của nam tử đeo thương này lại đột nhiên ngừng lại, tiếp theo hắn cầm trường thương đập xuống bên dưới. Nhận thấy được cảnh tượng như vậy, sắc mặt Dương Diệp lập tức biến đổi, kiếm trong tay lập tức từ muốn đâm biến thành chặn ngang. Dương Diệp trực tiếp bị một thương này đập cho nằm xuống đất, mà lúc này... Nam tử trung niên kia lại nắm trường thương quét ngang xuống đất. Dương Diệp vội vàng lại giơ ngang kiếm ngăn cản. Dương Diệp trực tiếp bị chấn động đến hơn mấy trăm trượng. Lúc này, khóe miệng Dương Diệp đã xuất hiện thêm một vệt màu đỏ. Cùng lúc đó, cả cánh tay hắn đều đang tê dại, không chỉ cánh tay, hắn cảm giác ngũ tạng của mình cũng đã bị đánh rách tả tơi. Thật mạnh! Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía nam tử trung niên kia, trong mắt đầy vẻ nghiêm trọng. Thực lực của nam tử trung niên này còn mạnh hơn so với nữ tử cụt tay và nam tử cụt tay quá nhiều. Cho dù hắn là kiếm tâm thông minh, nhưng ý thức chiến đấu của đối phương thật sự đã vượt xa hắn. Không chỉ ý thức chiến đấu, lực lượng cùng tốc độ của đối phương đều vượt xa hắn. Hắn vừa chiến đấu với đối phương, chỉ có chút lơ là sẽ có khả năng bị đối phương trực tiếp giết chết trong nháy mắt. Mà cơ thể của hắn căn bản không thể đi cứng rắn chống lại thương của đối phương. Nếu như bị thương của đối phương đánh trúng, hắn không chết cũng sẽ tàn. Im lặng rất lâu, hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại, trong phút chốc, kiếm thần ấn trên trán hắn bạo phát ra một ánh sáng chói mắt, rất nhanh, kiếm ý của hắn ở dưới kiếm thần ấn gia tăng đã lên tới cảnh giới quy nguyên. Cùng lúc đó, kiếm trong tay hắn trực tiếp biến mất. Luân hồi nhất kiếm. Gia tăng hai loại ý cảnh luân hồi nhất kiếm. Phía xa, sắc mặt nam tử trung niên không thay đổi. Tay cầm trường thương liền đâm một cái về phía trước. Giữa Dương Diệp cùng nam tử trung niên lập tức bạo phát ra một sóng khí khủng khiếp,
sóng khí chợt khuếch tán ra bốn phía xung quanh, khiến không gian đã được gia cố xung quanh dâng lên từng đợt chấn động. Sau vài hơi thở, ở đó khôi phục lại yên tĩnh. Dương Diệp cùng nam tử trung niên vẫn ở vị trí ban đầu của mỗi người. Vẻ mặt Dương Diệp nghiêm trọng, bởi vì một kiếm vừa rồi của hắn đã bị đối phương hóa giải một cách dễ dàng. Thực lực của nam tử trung niên còn mạnh hơn hẳn tưởng rất nhiều. Nam tử trung niên không nói gì, đang muốn ra tay, đột nhiên hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, khi thấy cảnh tượng phía chân trời, vẻ mặt hắn lập tức thay đổi. Bởi vì lúc này ở chân trời, những cường giả áo bào đen của U Minh Điện đã chết hơn 20 người. Mà mấy con số này vẫn đang không ngừng tăng thêm. Rút lui. Trong đầu nam tử trung niên xuất hiện ý nghĩ này, nhưng chẳng bao lâu đã bị hắn loại bỏ. Lúc này rút lui, người chết sẽ càng nhiều hơn. Nhưng nếu như tiếp tục chiến đấu nữa la, những cường giả kia rất có thể sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Bị tiêu diệt hoàn toàn, U Minh Điện cũng không chịu nổi tổn thất như vậy. Im lặng trong chớp mắt, nam tử trung niên đột nhiên nhìn về phía Tiểu Thiên, trong phút chốc, hắn hóa thành một ánh thương bắn nhanh về phía Tiểu Thiên. Lúc này, hắn biết rất rõ, Neku muốn giải quyết tình cảnh trước mắt, cũng chỉ có bắt lấy Tiểu Thiên. Chỉ cần bắt Tiểu Thiên, thắng bại có thể được quyết định. Nhìn thấy nam tử trung niên vào tới, mặt Tiểu Thiên vẫn không đổi sắc. Nàng không ra tay, người ra tay là Dương Diệp. Dương Diệp lại xuất hiện ở trước mặt Tiểu Thiên. Nhìn thấy Dương Diệp ngăn cản trước mặt Tiểu Thiên, trong mắt nam tử trung niên hiện lên một chút lệ khí. Lan! Dứt lời, hắn nắm trường thương trong tay chợt đâm một cái về phía Dương Diệp. Lúc này, hắn không giữ lại. Thương ra! Rắc rắc! Không gian chỗ mũi thương của hắn lao tới lập tức nứt ra, cùng lúc đó, không gian xung quanh hắn cũng lập tức chấn động mãnh liệt. Trong mắt Dương Diệp lóe lên sự ngoan độc, trong phút chốc. Một lực lượng khủng khiếp từ trong cơ thể hắn tuôn ra, trong phút chốc, toàn thân hắn tràn ngập một tầng ánh sáng màu vàng mỏng. Yêu thần lực. Lực lượng của bản thân hắn căn bản không có cách nào chống lại nam tử trung niên này, bởi vậy, hắn chỉ có thể lợi dụng yêu thần lực. Sau khi có yêu thần lực, lực lượng của hắn lập tức tăng thêm ít nhất gấp 5 lần, không chỉ lực lượng, vào thời khắc này phòng ngự cũng nhận được tăng thêm rất lớn. Mà giờ phút này... Thương của nam tử trung niên đã đi tới trước mặt Dương Diệp, thương vừa tới, một lực lượng vô hình lại trực tiếp bao phủ lấy hắn, bị lực lượng này bao phủ, khí tức của Dương Diệp lập tức dừng lại, cảm giác toàn thân như muốn nổ tung vậy. Không dám khinh thường, cổ tay của Dương Diệp thoáng động, vỏ kiếm cổ đã xuất hiện ở trong tay, kiếm nút vào vỏ, trong phút chốc, tay phải hắn cầm kiếm chợt rút kiếm ra và chém một phát. Ong! Một tiếng kiếm ngân vang lên, ngay sau đó lại là một tiếng nổ lớn. Cùng lúc đó, không gian bên trong phạm vi nghìn trượng trực tiếp rạn nứt, không gian ngoài nghìn trượng lại giống như nước sôi vậy, không ngừng lên xuống, cảnh tượng vô cùng kinh người. Sau gần một khắc, tất cả phía chân trời mới dần dần yên tĩnh trở lại. Dương Diệp cùng nam tử trung niên đứng đối diện nhau, hai người cách nhau nghìn trượng. Lúc này, khóe miệng của Dương Diệp không ngừng tràn ra máu tươi, không chỉ có vậy, cơ thể hắn đã nứt ra. Máu tươi không ngừng từ trong cơ thể hắn dần dần tràn ra, làm cho lúc này hắn đã biến thành một người máu. Mà trái lại nam tử trung niên kia tốt hơn so với Dương Diệp rất nhiều, ở trên người của nam tử trung niên chỉ có hai vết thương. Không hề nghi ngờ, lần này giao phong, nam tử trung niên đã chiếm thượng phong. Tiểu Thiên đi tới trước mặt Dương Diệp, khẽ nói. Không sao chứ? Dương Diệp cười gượng. Ngươi nhìn bộ dạng ta giống như không có chuyện gì sao? Lần này, hắn thật sự thiếu chút nữa bị đối phương đánh cho sụp đổ. Thật may là ngay từ lúc đầu có hồng mông tử khí không ngừng chữa trị cơ thể hắn, nếu không, một lần va chạm rồi vừa, hắn thật sự sẽ bị đối phương đánh nát. Theo hắn suy đoán, thực lực của nam tử cầm thương đã hoàn toàn vượt qua cảnh giới luân hồi này. Tiểu Thiên nhẹ nhàng xoa vết thương trước ngực của Dương Diệp, sau đó nói. Cho dù bị thương nặng như vậy, nhưng vẫn có lợi. Dương Diệp khẽ gật đầu, quả thật có lợi ích, đánh với nam tử trung niên một trận làm cho hắn hiểu rõ rất nhiều thứ. Đối với hắn mà nói, kinh nghiệm của một trận chiến này còn hơn mấy năm khổ luyện. Hắn vẫn cảm thấy chiến đấu là một cách để nâng cao thực lực của một người lên nhanh nhất. Một người, không quan tâm hắn tu luyện như thế nào, cuối cùng cũng phải chiến đấu. Đúng lúc này, nam tử trung niên phía xa đột nhiên nói. Lần này, nên hoàn toàn kết thúc rồi. Khi hắn vừa dứt lời,
người đã xuất hiện ở trước mặt Tiểu Thiên cùng Dương Diệp. Sắc mặt Dương Diệp thoáng biến đổi và đang muốn ra tay, mà lúc này, Tiểu Thiên đã kéo tay hắn lại, sau đó nói. Để ta tới. Dương Diệp. Chấm. Nghe thấy Tiểu Thiên nói vậy, Dương Diệp vui mừng. Ngươi khôi phục trí nhớ rồi. Tiểu Thiên lắc đầu. Ý ta nói là để ta gọi người tới. Vừa dứt lời, tay ngọc của nàng vung lên. Trong phút chốc, một quả cầu lửa nhỏ trực tiếp xuất hiện ở trước mặt nàng. Trong phút chốc, quả cầu lửa nhỏ này trực tiếp phát ra một sóng lửa khủng khiếp. Sóng lửa có tốc độ rất nhanh, lập tức lại nhấn chìm nam tử cầm thương này. Phần Thiên Đế Viêm. Hai mắt Dương Diệp híp lại, không cần phải nói, ngọn lửa này chính là Phần Thiên Đế Viêm mà Tiểu Thiên đã nói tới trước đây. Cho dù ngọn lửa này kém hơn so với Lục Đinh Thần Hỏa một chút, nhưng, chỉ một cái liếc mắt là hắn đã biết được, bây giờ hắn tuyệt đối không thể chống lại ngọn lửa này. Trong sóng lửa, từng ánh thương không ngừng bắn ra, những ánh thương cắt những sóng lửa thành từng đoạn, nhưng vừa bị tách ra, những ngọn lửa này lại lần nữa tập trung lại, sau đó bao phủ lấy nam tử đeo thương này. Hồn mộng nhất thương. Đúng lúc này, ở trong sóng lửa này đột nhiên truyền đến tiếng hét phẫn nộ của nam tử trung niên. Trong phút chốc, một ánh thương từ trong sóng lửa này lao thẳng lên trời. Sau khi vọt lên gần trăm trượng, ánh thương kia đột nhiên ngoan độc chém xuống. Ầm. Ở đó đột nhiên nổ ra, luồng sóng lửa này giống như sóng thần cuốn lên. Trong phút chốc liền biến nơi đó thành một biển lửa. Nhưng chẳng bao lâu, những sóng lửa lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cùng lúc đó, một ngọn lửa nhỏ xuất hiện ở trước mặt Tiểu Thiên. Mà phía xa, lúc này nam tử trung niên kia rất chật vật, mũi trường thương trong tay hắn đã bị gãy, trước ngực hắn hoàn toàn tối đen, không chỉ có vậy, nửa bên mặt nó đã là máu thịt mơ hồ, thoạt nhìn thật dữ tợn khủng khiếp. Thật mạnh! Dương Diệp lại liếc nhìn quả cầu lửa nhỏ này còn mạnh hơn hắn tưởng. Hắn đã tự mình lãnh giáo qua thực lực của nam tử trung niên, Phần Thiên Đế Viêm lại có thể biến hắn thành bộ dạng này. Không phải mạnh mẽ bình thường thôi đâu. Phía xa, lúc này trong mắt nam tử trung niên cũng vô cùng nghiêm trọng, rõ ràng hắn cũng không ngờ được lại đột nhiên xuất hiện một quả cầu lửa như vậy, hơn nữa quả cầu lửa này còn là mạnh mẽ như vậy. Đúng lúc này, Tiểu Thiên đột nhiên nói. Tiểu Viêm, thiêu cháy hắn cho ta. Quả cầu lửa nhỏ này khẽ run lên, trong phút chốc, nó trực tiếp hóa thành một cột lửa bắn nhanh về phía nam tử trung niên kia, tốc độ cực nhanh, ngay cả Dương Diệp cũng không thể thấy rõ. Một tiếng nổ lớn vang lên, nam tử trung niên kia trực tiếp bị chấn động đến ngoài nghìn trượng. Nam tử trung niên vừa dừng lại, quả cầu lửa nhỏ này lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiếp theo, quả cầu lửa đột nhiên nổ tung ra, sau đó hóa thành một con phượng hoàng lửa bao trùm lấy nam tử trung niên kia. Nam tử trung niên tất nhiên sẽ không ngồi chờ chết, trường thương lập tức vung lên rất nhanh, lúc này, nam tử trung niên đã hoàn toàn không giữ lại. Ở đó, từng ánh thương không ngừng từ trong con phượng hoàng lửa này bắn ra, ban đầu, con phượng hoàng lửa kia trực tiếp bị những ánh thương phân ra thành hơn 10 đoạn, nhưng sau mỗi lần bị tách ra, con phượng hoàng lửa này lại nhanh chóng khôi phục, cho nên nam tử trung niên kia trước sau vẫn bị nó bao quanh. Cứ như vậy, rằng có khoảng chừng một khắc, ở đó dần dần khôi phục lại yên tĩnh. Ngọn lửa tản đi, quả cầu lửa nhỏ trở lại bên cạnh Tiểu Thiên, mà ở cách đó không xa là nam tử trung niên kia. Nam tử trung niên nhìn này quả cầu lửa nhỏ này rất lâu, sau đó nói. Thật mạnh. Vừa dứt lời, thân thể hắn dần dần biến thành hư ảo, rất nhanh, hắn hoàn toàn biến mất. Ngã xuống. Hai tay Dương Diệp chậm rãi nắm chặt, ánh mắt của hắn lại rơi vào trên quả cầu lửa nhỏ này. Cho đến hiện nay, ngoại trừ Lục Đinh Thần Hỏa ra, đây là ngọn lửa mạnh nhất mà hắn nhìn thấy. Ở đó, mặt Tiểu Thiên không đổi sắc. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía những cường giả áo bào đen đang giao đấu cùng con mắt thiên đạo ở chân trời. Lúc này, phía chân trời này chỉ còn lại không tới 50 người mặc áo đen, con mắt thiên đạo cũng đã biến mất hơn 10. Tiểu Thiên nhìn những người áo đen kia rất lâu, sau đó lạnh lùng nói. Giết hết bọn họ. Quả cầu lửa nhỏ khẽ run lên, trong phút chốc rất nhiều cột lửa phóng lên cao. Phía chân trời. Những người mặc áo đen đang chống lại con mắt thiên đạo nhìn thấy được cảnh tượng như vậy, vẻ mặt lập tức đại biến, bọn họ đối đầu với những con mắt thiên đạo, bản thân đã thấy quá sức, bây giờ lại xuất hiện những cột lửa thần bí lại mạnh mẽ, bọn họ chống đỡ thế nào được. Nhưng bọn họ không ngăn cản đỡ cũng phải ngăn cản, bởi vì những con mắt thiên đạo phía chân trời luôn tập trung vào bọn họ, nếu bọn họ muốn trốn,
chỉ có thể trốn khỏi đại lục thiên thiên, mà muốn chạy ra khỏi hệ thiên tuyền, nhất định phải tiêu diệt sạch những con mắt thiên đạo. Trước sau đều có địch. A, à, những tiếng kêu thảm thiết bắt đầu không ngừng vang vọng ở phía chân trời, không đến vài hơi thở, những cường giả áo bào đen phía chân trời đã có 6 kẻ ngã xuống, mà tốc độ ngã xuống này vẫn đang không ngừng tăng thêm. Dương Diệp liếc nhìn Tiểu Thiên, lúc này, mặt Tiểu Thiên không đổi sắc. Dương Diệp biết lần này Tiểu Thiên giận thật rồi. Thật ra cũng đúng, Tiểu Thiên đặc biệt coi trọng thế giới này, U Minh Điện lại muốn tới cướp đoạt thế giới này, điều này đối với Tiểu Thiên tuyệt đối không thể nào dễ dàng tha thứ được. Phía chân trời, người chết càng lúc càng nhiều, đến lúc này, phía chân trời chỉ còn lại có khoảng 30 cường giả áo bào đen. Đúng lúc này, ở sâu bên trong tinh không xa xôi đột nhiên truyền đến một tiếng nổ lớn, theo tiếng nổ lớn này vang lên, tất cả trời đất đều bị chấn động mạnh, ngay sau đó, U Minh phán quan cùng Tiểu Nam Hải xuất hiện ở đó. Mà giây phút nhìn thấy U Minh phán quan, vẻ mặt những cường giả áo bào đen lập tức thay đổi. Bởi vì đã không thấy cánh tay phải của U Minh phán quan nữa. Không chỉ vậy, ở chỗ ngực hắn còn cắm một cây sáo ngọc. U Minh phán quan thất bại. Lúc này, những cường giả áo bào đen lập tức có chút tuyệt vọng. U Minh phán quan nhìn Tiểu Nam Hải rất lâu, sau đó nói. Thật mạnh. Tiểu Nam Hải liếc nhìn U Minh phán quan. Ngươi cũng không tệ, trước đây ngoại trừ Tiêu Giao Tử còn nàng ra, ngươi là người mạnh nhất mà ta từng nhìn thấy. Nàng. U Minh phán quan nheo mắt lại, sau đó nhìn về phía Tiểu Thiên. Là nàng sao? Tiểu Nam Hải ngẩng đầu nhìn những con mắt thiên đạo phía chân trời, sau đó nói. U Minh Điện, ta không biết, nhưng có thể tưởng tượng thực lực thế lực này của các ngươi chắc chắn rất mạnh. Nhưng các ngươi muốn chinh phục thế giới này, cho dù cuối cùng các ngươi chinh phục được, cũng sẽ bỏ ra cái giá rất đắt, sợ rằng các ngươi không có cách nào chịu được đâu. Vì sao? U Minh phán quan trầm giọng nói. Tiểu Nam Hải nhìn về phía U Minh phán quan. Bởi vì nàng là do chúng sinh trời đất chọn ra, nàng nhận sự kính yêu cùng ủng hộ của chúng sinh trong trời đất. Cho dù là Tiêu Giao Tử trước đây cũng tôn kính nàng, không rút kiếm khiêu chiến. U Minh phán quan liếc nhìn Tiểu Xê Thiên phía xa, sau đó im lặng. Lúc này, không gian xung quanh lại chấn động, ngay sau đó, Cầm cùng Phạm Âm Vũ cũng xuất hiện ở đó. Giây phút nhìn thấy Phạm Cầm Vũ, những cường giả áo bào đen xung quanh càng thêm tuyệt vọng. Giờ phút này mái tóc của Phạm Âm Vũ tự nhiên đã bạc trắng, không chỉ có vậy, trên mặt nàng đầy nếp nhăn giống như lão bà gần đất xa trời. Trái lại, lúc này nhìn từ ngoài Cầm tuyệt đối không có vấn đề gì, chỉ có điều, đóa hoa Bỉ Ngạn trong tay nàng đã bị héo khô. U Minh phán quan liếc nhìn Phạm Âm Vũ, vẻ mặt càng thêm nghiêm trọng. Hắn cũng biết rất rõ về thực lực của Phạm Âm Vũ, hắn không ngờ được tiểu nữ hài một chân này lại có thể biến Phạm Âm Vũ thành bộ dạng này. Giờ phút này, hắn biết U Minh Điện khinh địch, quá mức khinh địch. Cầm đi tới bên cạnh Tiểu Thiên, sau đó khẽ nói. Tiểu Thiên, ta không giết được nàng, xin lỗi. Tiểu Thiên kéo bàn tay nhỏ bé của Cầm, sau đó nói. Không sao, đến loại cấp bậc như nàng vậy, thì rất khó bị đánh chết. Ngươi làm cho sinh mạng của nàng suy yếu, không còn lực chiến đấu đã rất khá rồi. Cầm khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía đóa hoa Bỉ Ngạn trong tay. Trong mắt lóe lên một sự buồn bã. Thật đáng tiếc, nhưng không sao, sau này còn có thể bồi dưỡng được, dù sao ta có rất nhiều thời gian. Tiểu Thiên ôm Cầm, sau đó quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp bên cạnh. Có thể giúp ta một chuyện không? Dương Diệp khẽ gật đầu. Ngươi nói. Tiểu Thiên liếc nhìn chân của Cầm, sau đó nói. Sau này giúp nàng khôi phục một chân khác được không? Dương Diệp liếc nhìn Cầm, sau đó nói. Cái này dĩ nhiên không thành vấn đề, chỉ là lấy thực lực của chính nàng, chẳng lẽ không có thể tự mình khôi phục sao? Tiểu Thiên lắc đầu. Nàng có chút đặc biệt, sau này ta sẽ nói kỹ với ngươi sau, dù sao ngươi đáp ứng là được. Nói xong, nàng quay đầu lại nhìn về phía đám người U Minh phán quan. Trước đó ta từng cho các ngươi cơ hội, nhưng các ngươi không quý trọng, cho nên bây giờ tất cả đều đi tìm chết đi. Nói, tay ngọc của nàng vung lên. Cầm cùng Tiểu Nam Hải còn có ngọn lửa này lập tức xông về phía đám người U Minh phán quan. Rút lui, có thể rút lui được bao nhiêu thì rút lui. U Minh phán quan quyết định thật nhanh, xoay người lao tới không trung. Tiếp theo, hắn cầm bút lớn trong tay và vẽ về phía chân trời một cái.
Theo một nét vẽ này của U Minh phán quan, không gian ở trước mặt hắn trực tiếp bị vẽ ra một vết nứt cực lớn, ngay sau đó, hắn xoay người lao về phía đám người tiểu nam hài. Phía chân trời, những cường giả áo bào đen ngơ ngác nhìn nhau, mà lúc này, giọng nói U Minh phán quan vang lên lần nữa. Phạm lệnh sử dẫn theo bọn họ đi mau, đừng để cho ta chết vô nghĩa. Trở lại nói cho điện chủ biết, nghĩ kỹ sau đó hãy làm. Vừa dứt lời, U Minh phán quan đã đi tới trước mặt đám người tiểu nam hài, tiếp theo, hắn bấm tay điểm mạnh vào giữa chân mày của mình. Trong phút chốc, một khí tức cực kỳ kinh khủng từ trong cơ thể hắn cuồn cuộn trào ra, khí tức này trực tiếp làm đám người tiểu nam hài chấn động đến hơn nghìn trượng. Nhưng vẫn chưa kết thúc, chỉ thấy bụng của U Minh phán quan nhanh chóng phồng to, vào giờ phút này khí tức xung quanh hắn cũng trở nên cuồng bạo khác thường. Tự nổ. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Dương Diệp cũng biến sắc, hắn không ngờ được U Minh phán quan tự nhiên lựa chọn tự nổ. Giống như cường giả cấp bậc như U Minh phán quan tự nổ sẽ khủng khiếp thế nào. Trong mắt tiểu nam hài cùng cầm cũng đầy vẻ nghiêm trọng, tiểu nam hài lập tức bước về phía trước một bước, tay phải thò ra. Luân hồi. Trong phút chốc, một vòng xoáy màu đen xuất hiện ở trên tay phải của hắn, ngay sau đó, vòng xoáy càng lúc càng lớn, trong giây lát lại trực tiếp bao trùm tất cả không gian mấy nghìn dặm trước mặt hắn. Mà ở bên trong vòng xoáy màu đen rất lớn này, từng tiếng nổ lớn không ngừng vang lên, vòng xoáy màu đen này cũng điên cuồng rung động, dường như lập tức sẽ nổ mạnh vậy. Cứ rằng coi như vậy rất lâu, sau đó cuối cùng vòng xoáy màu đen rất lớn này đột nhiên nổ ra, rất nhiều khí lưu cuồng bạo điên cuồng bắn về bốn phía xung quanh. Mà lúc này, cầm đột nhiên đưa hai tay ra, đôi môi đỏ mong khẽ mở ra. Hư vô. Trong phút chốc, những khí lưu cuồng bạo xung quanh đột nhiên dừng lại xuống, thoáng chốc, ở trong ánh mắt kinh ngạc Dương Diệp, những khí lưu này tự nhiên trực tiếp hóa thành hư vô, tất cả phía chân trời trong nháy mắt lại hoàn toàn khôi phục bình tĩnh. Mà lúc này, này đám người Phạm Âm Vũ đã biến mất. Ở đó, mặt Tiểu Thiên không đổi sắc. Im lặng rất lâu, Tiểu Thiên nhìn về phía Tiểu Nam Hải cùng cầm, sau đó nói. Các ngươi nghỉ ngơi một chút đi, chiến tranh có khả năng vừa mới bắt đầu thôi. Tiểu Nam Hải khẽ gật đầu, sau đó xoay người lập tức biến mất. Cầm lại đi tới trước mặt Tiểu Thiên, sau đó khẽ nói. Những người này đều rất lợi hại. Tiểu Thiên khẽ gật đầu. Ta biết. Cầm lại nói. Tiểu Thiên, ngươi mau chóng nhớ xem đánh như thế nào đi. Tiểu Thiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, im lặng rất lâu, sau đó nói. Trước đây ta cảm thấy lực lượng của ta quá mạnh mẽ, nếu như đánh nhau sẽ phá hủy hàng trăm triệu sinh linh, cho nên lúc ta đang ngủ say đã phong ấn năng lực của mình. Mà hiện tại xem ra, ta thật sự có chút ấu trĩ. Ngươi biết là được. Lúc này, Dương Diệp đi tới trước mặt Tiểu Thiên, sau đó nói. Tiểu Thiên, ngươi trời sinh có tính lương thiện, điều này không sai, nhưng, ngươi phải hiểu được ở thế giới này chỉ có lương thiện thì không có ích lợi gì. Ngươi không thích đánh nhau, nhưng không có nghĩa là người ta không đến đánh ngươi. Lương thiện là có thể, nhưng đừng lương thiện quá mức. Tiểu Thiên khẽ gật đầu. Đột nhiên nàng quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp. Lần sau nếu như những nữ nhân U Minh thập điện kia tới, người phải làm sao? Dương Diệp sửng sốt, hắn còn chưa từng thật sự nghĩ tới, nếu như U Minh điện phái huyết nữ các nàng tới, khi đó mình nên làm như thế nào? Im lặng rất lâu, Dương Diệp nói. Ta sẽ khuyên nhủ các nàng. U Minh điện rất mạnh mẽ, nhưng đội hình Tiểu Thiên bên này cũng không kém. Có thể nói. Nếu như U Minh Điện còn muốn khăng khăng làm theo ý mình tới chiếm hơi thế giới này, không cần phải nói, kết quả cuối cùng nhất định là cả hai cùng bị tổn thương nặng nề. Huyết nữ các nàng có khả năng cũng sẽ hy sinh. Đó không phải là điều hắn muốn nhìn thấy. Tiểu Thiên đi tới bên cạnh Dương Diệp, sau đó vỗ nhẹ vài cái vào vai của Dương Diệp. Ta cũng không muốn tổn thương bằng hữu của ngươi, nhưng nếu như các nàng muốn tới cướp đoạt thế giới này, ta chắc chắn sẽ không nương tay. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Dương Diệp im lặng, hắn vẫn hiểu được một chút tính cách của Tiểu Thiên, cho dù bình thường nàng tùy tiện, nhưng lại là một người đặc biệt có nguyên tắc. Hắn không biết Tiểu Thiên có phải là kẻ đứng đầu thiên đạo, nhưng nàng rất để ý thế giới này. Có thể nói, hệ thiên tuyền này chính là vảy ngược của nàng. Lúc này, cầm đột nhiên đi tới trước mặt Dương Diệp, nhìn thấy cầm đi tới, sắc mặt Dương Diệp thoáng biến đổi. Bởi vì lúc này hắn cảm giác toàn thân có chút không thoải mái,
cảm giác này lại giống như hắn thực sự có chút kiêng kỵ tiểu nữ hài này. Cầm liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Ngươi rất sợ sao? Dương Diệp do dự một lát, sau đó lắc đầu. Ngươi sẽ không làm tổn thương ta, không phải sao? Cầm nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó nói. Sát khí trên người ngươi thật là nặng, không chỉ sát khí, khí thế tàn ác cũng rất nặng. Dương Diệp khẽ gật đầu. Là có hơi nặng. Cầm im lặng một hồi lâu, sau đó nói. Tiểu Thiên là người tốt. Dương Diệp liếc mắt nhìn Cầm. Ngươi muốn nói gì? Cầm đạo. Không nên tổn thương nàng. Dương Diệp cười gượng. Ngươi thấy ta có ý muốn tổn thương nàng sao? Cầm nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó nói. Tiểu Thiên bằng lòng làm bằng hữu của ngươi, nhất định là đặc biệt tín nhiệm ngươi. Nhưng ngươi thoạt nhìn không giống như người tốt. Dương Diệp. Chấm. Lúc này, Cầm lại nói. Xin lỗi, ta nói chuyện có hơi thẳng, ngươi quả thật không giống một người tốt. Trên gương mặt Dương Diệp đầy vạch đen, hắn có chút kích động muốn đánh người. Cầm khẽ nói. Ta muốn nói, ngươi vẫn nên nói chuyện với những bằng hữu kia của ngươi. Là bảo các nàng đừng tới gây sự với Tiểu Thiên. Bởi vì Tiểu Thiên rất hiền lành, không nên đi bắt nạt nàng. Hơn nữa, Tiểu Thiên đánh nhau cũng rất lợi hại, nếu như nàng nhớ ra đánh như thế nào, những bằng hữu kia của ngươi có thể phải xong đời. Nàng lợi hại tới mức nào? Dương Diệp liền vội vàng hỏi. Cầm suy nghĩ một lát, sau đó nói. Ta cũng không phải đặc biệt hiểu rõ, dù sao cũng rất lợi hại. Khóe miệng Dương Diệp thoáng co giật. Vậy có khác nào chưa nói chứ? Lúc này, Cầm lại nói. Ngươi mặc dù có hơi yếu, nhưng ta cảm giác ngươi không phải là người bình thường, nếu như có thể, đến lúc đó cũng giúp Tiếu Thiên một tay. Dương Diệp nói. Quan hệ giữa người và nàng dường như rất tốt. Đương nhiên, Cầm đạo, Tiểu Thiên là bằng hữu tốt nhất của ta, trước đây nếu như không phải nhờ có nàng, ta đã sớm chết. Không chỉ ta. Nàng vẫn có rất nhiều bằng hữu, tuy nhiên, có một vài người lợi hại đã rời khỏi nơi này. Nếu không, U Minh Điện kia, hừ hừ. Trừ bọn ngươi ra, nàng vẫn có bằng hữu lợi hại hơn sao? Dương Diệp hỏi. Cầm khẽ gật đầu. Chắc chắn rồi, nàng đã sống rất lâu, dĩ nhiên người quen biết cũng rất nhiều. Nếu như những người đó biết nàng có khó khăn, nhất định sẽ trở về giúp nàng. Đáng tiếc, cũng không biết những người kia đã đi đâu. Nói đến đây, nàng lắc đầu, sau đó nói. Không quan tâm thế nào, ai khi dễ nàng thì ta lại đánh chết kẻ đó. Nói xong, nàng xoay người và lập tức biến mất. Dương Diệp im lặng rất lâu, sau đó xoay người rời đi. Chuyện hệ Thiên Tuyền bị kẻ thù bên ngoài xâm nhập đã nhanh chóng truyền đi khắp tất cả đại lục Thiên Thiên, tất cả đại lục Thiên Thiên đều bàng hoàng. Mà những thế lực đại lục Thiên Thiên kia nghĩ đến đầu tiên không phải là liên kết với nhau chống đỡ kẻ thù bên ngoài. Mà bắt đầu triệu tập nà trong tộc mình trở về, sau đó nghiêm cấm ra ngoài. Chống đỡ kẻ thù bên ngoài sao? Không, đối với các tộc mà nói, hiện tại lúc này bảo tồn thực lực mới là quan trọng nhất, dù sao bây giờ có người cao hơn chống đỡ. Tiểu Thiên cũng không có ý đi tìm những thế lực kia tới giúp mình chống đỡ, thật ra nàng cũng hiểu rõ, cho dù nàng đi kêu gọi, người ta cũng sẽ không tới. Hơn nữa, cho dù tới thì có khả năng sẽ lục đục với nhau. Ngươi tính kế ta, ta tính kế ngươi. Nói tóm lại, Tiểu Thiên không dựa vào những chủng tộc cùng thế lực đại lục kia. Linh Cung. Trong đại điện, Tiểu Thiên ngồi ở chủ vị, ở trên vai nàng là Tiểu Bạch. Mà ở đại điện phía dưới là những linh vương. Tiểu Thiên nhìn lướt qua những linh vương phía dưới, sau đó nói. Ngày hôm nay không để cho mọi người đánh nhau, có phải mọi người cảm thấy có chút mất hứng đúng không? Lúc này... Tiểu Bạch trên vai Tiểu Thiên đột nhiên nắm chặt móng vuốt, sau đó ra sức gật đầu. Trước đó nàng sớm đã muốn đánh nhau, nhưng không nhận được mệnh lệnh của Dương Diệp cùng Tiểu Thiên, cho nên nàng vẫn không đi ra. Ngay từ lúc đầu Tiểu Thiên cùng Dương Diệp đã cố ý thông báo với nàng, không chỉ thị của bọn họ thì tuyệt đối đừng đi ra. Đối với Dương Diệp cùng Tiểu Thiên, Tiểu Bạch vẫn vô cùng nghe lời. Thật ra cũng chỉ có Tiểu Thiên cùng Dương Diệp có thể làm cho nàng nghe lời. Những linh vương phía dưới cũng học Tiểu Bạch nắm chặt nắm đấm, sau đó bộ dạng ta rất không vui. Dương Diệp nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, khóe mắt giật mạnh. Những linh vương vốn không thích đánh nhau, nhưng bây giờ có Tiểu Thiên kích động, mỗi kẻ đều không nhịn được muốn lập tức đi đánh một trận. Tiểu Thiên khẽ xoa đầu Tiểu Bạch, sau đó nói.
Đừng nóng vội, các ngươi đừng nóng vội, không bao lâu nữa, các ngươi đều có thể đánh. Tiểu Bạch liền vội vàng gật đầu, trong đôi mắt to đầy vẻ hưng phấn. Phía dưới, Dương Diệp nhìn thấy mà lắc đầu, Tiểu Bạch bị Tiểu Thiên dạy hỏng rồi. Trong thời gian mấy ngày kế tiếp, tất cả đều rất bình yên. Nhưng Dương Diệp biết, U Minh Điện nhất định sẽ không từ bỏ ý định như thế. Với loại thế lực này, bình thường đều chưa từng gặp khó khăn. Trước đó, bọn họ khinh thường Tiểu Thiên, mà bây giờ, bọn họ đã biết một chút về thực lực của bên phía Tiểu Thiên, bởi vậy, nếu như bọn họ trở lại, không hề nghi ngờ, không quan tâm số lượng hay là chất lượng đều chắc chắn sẽ vượt quá đội hình trước kia. Thậm chí, ngay cả điện chủ U Minh Điện này cũng có thể tới. Trong khoảng thời gian này, Dương Diệp tất nhiên cũng không nhàn rỗi. Tu luyện. Trước đó, sau khi đánh với nam tử cầm thương một trận, đã cho hắn hiểu sâu sắc rất nhiều điểm thiếu sót của mình. Cho dù hắn có rất nhiều bảo vật, còn có hai tầng ý cảnh, nhưng ở trước mặt một ít cường giả chân chính, vẫn chẳng là gì cả. Lần này, Dương Diệp tìm An Nam Tĩnh để luyện cùng, cho dù hắn cùng An Nam Tĩnh sẽ không liều mạng, nhưng bọn họ sẽ không giữ lại mà trao đổi tâm đắc cho nhau. Bởi vậy, hai người so tài cũng có lợi ích cho cả hai bên. Ba ngày sau, Dương Diệp rời đi Hồng Mông Tháp. Sau khi rời khỏi Hồng Mông Tháp, hắn đi thẳng tới bên ngoài Linh Cung, đứng cách hắn không xa là một nữ tử toàn thân tản ra mùi máu tươi nồng đậm. Nữ tử này chính là Huyết Nữ. U Minh Điện bỏ qua không? Dương Diệp hỏi. Huyết Nữ lắc đầu. Sao có thể như vậy được? Dương Diệp nhíu mày. Ta chỉ có thể nói, Tiểu Thiên không đơn giản như các ngươi tưởng tượng đâu. Huyết Nữ khẽ gật đầu, sau đó nói. Chúng ta đã điều tra qua nàng. Lần này ta tới là muốn nói cho ngươi biết, nên mau chóng rời khỏi thế giới này, thật sự không nên dính dáng với kẻ xấu. Có ý gì? Dương Diệp hỏi. Huyết Nữ im lặng rất lâu, sau đó nói. Nàng có thể là người đứng đầu thiên đạo. Dương Diệp nói. Ta biết, ta là muốn biết vì sao các ngươi không buông tha. Thật sự muốn liều mạng tới khi cả hai đều phải chịu thua thiệt sao? Huyết Nữ nhìn về phía Dương Diệp. Nếu như nàng không phải là kẻ đứng đầu thiên đạo, có khả năng U Minh Điện thật sự sẽ buông tha. Nhưng bây giờ tuyệt đối sẽ khác. Hơn nữa, không chỉ U Minh Điện chúng ta, còn có một ít khác thế lực cường đại đều đã chuẩn bị tới hệ thiên tuyền. Vì sao? Dương Diệp không hiểu. Huyết Nữ nhìn thẳng Dương Diệp. Ngươi biết trên cấp bậc bảo vật là cái gì không? Dương Diệp lắc đầu. Huyết Nữ nói. Chính là đứng đầu thiên đạo. Dương Diệp. Chấm. Đứng đầu thiên đạo là bảo vật. Dương Diệp hỏi. Huyết Nữ lắc đầu. Không xác định được nàng cuối cùng là gì, nhưng nàng có thể trở thành một món bảo vật. Một ít luyện khí sự mạnh mẽ chế luyện một món bảo vật, nếu như chế luyện nàng thành khí linh của món bảo vật này, vậy món bảo vật này. Nói đến đây, nàng dừng lại một lát mới nói tiếp. Không những có thể chế luyện thành khí linh, nàng còn có rất nhiều tác dụng khác. Ví dụ như nắm giữ nàng lại tương đương với nắm giữ tất cả hệ thiên tuyền, thậm chí còn có thể chế luyện. Nàng thành bảo vật giống như thế giới tự hình thành bên trong cơ thể ngươi. Có thể chế luyện thành bảo vật giống như trong cơ thể ta sao? Dương Diệp kinh ngạc nói. Huyết Nữ khẽ gật đầu. Dương Diệp im lặng một lát, sau đó nói. Thế giới khác không có kẻ đứng đầu thiên đạo sao? Huyết Nữ nói. Không phải mỗi một thế giới đều có đứng đầu thiên đạo. Cái gọi là đứng đầu thiên đạo là gì? Chính là nhất định phải nhận được vạn vật của thế giới này ủng hộ, có những vạn vật này ủng hộ, nàng mới xem như là đứng đầu thiên đạo. Tiểu Thiên này, người cũng thấy đấy. Bây giờ, U Minh Điện ta còn có một ít thế lực khác đã xem nàng là kẻ đứng đầu thiên đạo. Dương Diệp im lặng, thật ra hắn cũng cảm thấy Tiểu Thiên là đứng đầu thiên đạo, không chỉ hắn, chắc tất cả mọi người đều cảm thấy Tiểu Thiên là đứng đầu thiên đạo. Mà bây giờ, Tiểu Thiên trở thành bánh trái thơm ngon, ai cũng muốn. Huyết Nữ liếc nhìn Dương Diệp, khẽ nói. Người có tài năng hơn người, sau này nhất định sẽ không tầm thường. Nghe nhị tỷ một câu khuyên, rời khỏi thế giới này, không nên dính vào nàng. Bây giờ ngươi cũng không thể dính vào nàng được. Dương Diệp nhìn về phía Huyết Nữ. Nhị tỷ, nếu như ta không quen biết Tiểu Thiên, không là bằng hữu của nàng, ta nhất định sẽ là người đầu tiên chạy ra. Nhưng ta và nàng là bằng hữu. Nếu như bây giờ ta dẫn theo người của ta rời khỏi hệ thiên tuyền, cả đời này lương tâm của Dương Diệp ta đều sẽ bất an. Cả đời người,
ta lại chỉ muốn sống không thẹn với lương tâm. Trong mắt huyết nữ lóe lên một tia phức tạp. Tiểu tử nhà ngươi, Dương Diệp nói, nhị tỷ, các ngươi cũng tới ra tay với tiểu thiên sao? Huyết nữ im lặng rất lâu, sau đó nói, nếu là trước đây, chúng ta nhất định sẽ đứng ở bên phía U Minh Điện, nhưng bây giờ, điện chủ không phải là điện chủ của chúng ta trước đây, thành thật mà nói, 10 tỷ muội chúng ta cũng không muốn ở lại U Minh Điện bây giờ. Hơn nữa, chúng ta cũng không muốn tới đối đầu với tiểu thiên, đương nhiên cũng không muốn tới gây khó dễ cho ngươi. Nghe vậy, trong lòng Dương Diệp thả lỏng, hắn sợ nhất chính là tiểu thiên cùng huyết nữ các nàng chống lại nhau. Thật may, huyết nữ các nàng tuyệt đối không có ý đối đầu với tiểu thiên. Lúc này, huyết nữ lại nói. Nhưng rất nhiều chuyện, bình thường đều không thể làm theo ý mình. Nói đến đây, nàng dừng lại một lát mới nói tiếp. Lần này ta tới là muốn nói cho ngươi biết, bây giờ, vũng nước hệ thiên tuyền lần này đã càng lúc càng đục. Nếu ngươi muốn dính vào, vậy thì phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Dương Diệp khẽ gật đầu. Ta biết. Huyết nữ điện gật đầu. Bảo trọng. Nói xong nàng trực tiếp hóa thành một ánh sáng máu biến mất ở chân trời. Sau khi huyết nữ đi rồi, tiểu thiên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Ngươi là đứng đầu thiên đạo sao? Dương Diệp nhìn về phía tiểu thiên, hỏi. Tiểu thiên im lặng rất lâu, sau đó lắc đầu. Không biết, thật sự không biết. Dương Diệp nói. Những bằng hữu kia của ngươi, bọn họ cũng không biết ngươi là ai à? Tiểu thiên nhìn về phía Dương Diệp. Bọn họ cũng giống như các ngươi vậy, cũng cảm thấy ta là đứng đầu thiên đạo, có lúc ta cũng cảm thấy mình hình như đúng là đứng đầu thiên đạo, nhưng lại cảm thấy hình như không đúng. Dương Diệp lắc đầu. Bản thân ngươi là ai cũng không nhớ rõ, giấc ngủ này của ngươi thật sự quá tệ. Tiểu thiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Sau này có khả năng cũng không có cơ hội ngủ nữa. Dương Diệp đi tới trước mặt tiểu thiên, sau đó nhẹ nhàng khẽ xoa đầu tiểu thiên. Đừng quá lo lắng, sẽ không có chuyện gì đâu. Tiểu thiên nhìn về phía Dương Diệp, rất lâu, sau đó nói. Ta không lo lắng, ta cũng không sợ, thật đấy. Dương Diệp cười nói. Như vậy cũng tốt. Tiểu thiên khẽ gật đầu, sau đó nói. Còn nhớ rõ trước đây ta đã nói với ngươi về một môn quyền kỹ không? Trong mắt Dương Diệp hiện lên một tia hưng phấn. Ngươi bằng lòng cho ta à? Tiểu thiên nói. Mấy ngày này, ta đã suy nghĩ rất nhiều chuyện cũng đã suy nghĩ cẩn thận. Ta không thích hủy diệt, nhưng thế giới này có tồn tại sống sót, lại có hủy diệt. Giống như người tốt cùng người xấu, có người tốt, dĩ nhiên sẽ có người xấu. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Dương Diệp. Trước đây ta không cho ngươi là sợ ngươi phá hủy thế giới này, nhưng bây giờ, ngươi sẽ không phá hỏng thế giới này, đúng không? Đương nhiên, Dương Diệp nghiêm túc nói. Trước đây cho dù hắn đã từng có ý nghĩ chống lại trời, nhưng vậy phải xem trời là ai, bây giờ, trời này có khả năng chính là tiểu thiên và hắn lại là bằng hữu, bây giờ là ai chống lại trời, hắn sẽ giúp đỡ tiểu thiên giải quyết người đó. Trên mặt tiểu thiên lộ ra một nụ cười nhạt. Đi, chúng ta vào bên trong đi. Rất nhanh, Dương Diệp cùng tiểu thiên đi tới tầng thứ hai của Hồng Mông Tháp. Trong tầng thứ hai, tiểu thiên nói. Quyền này tên là Tịch Diệt Băng Thiên là do một người trước đây sáng tạo ra chuyên môn đối phó với con mắt thiên đạo. Sáng tạo ra để chuyên môn đối phó với con mắt thiên đạo à? Dương Diệp có chút bất ngờ, đây không phải là giống như chỉ thiên nhất kiếm của hắn sao? Tuy nhiên, chỉ thiên nhất kiếm của hắn chỉ có thể có tác dụng với con mắt thiên đạo bình thường, đối với mắt thiên đạo của thế giới trung bình đã hoàn toàn không uy hiếp được nữa. Tiểu thiên khẽ gật đầu. Người kia trước đây cũng kêu gào đòi chống lại trời, cuối cùng bị ta trừng trị hết. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Dương Diệp, sau đó nói. Nếu như thiên đạo bất công, vậy nên chống lại. Nhưng có vài người không có việc gì cũng muốn chống lại trời, người như thế thì chết chưa hết tội. Dương Diệp cười gượng. Ngươi nhìn ta làm gì, ta lại không chống lại trời. Nói cho ta một chút về Tịch Diệt Băng Thiên Quyền này đi. Tiểu thiên khẽ gật đầu, sau đó nói. Tiểu tử kia cho dù không được tốt lắm, nhưng thực lực vẫn thật sự không tệ. Cho nên trước đây ta mới ép hỏi ra môn quyền kỹ này là vì muốn biết nhược điểm của đám người tiểu thiên, sau đó ta nghiên cứu mới thấy phát hiện quyền kỹ này quả thật còn dùng được. Dương Diệp do dự một lúc, sau đó hỏi.
đối phương chế tạo ra môn quyền kỹ này được gọi là băng thiên, ngươi không có dùng sao? Hừ hừ, Tiểu Thiên cười lạnh, trước đây ta rất lợi hại. Dương Diệp liền vội vàng gật đầu. Đúng đúng, ngươi đặc biệt lợi hại. Nào nào, chúng ta nói về môn quyền kỹ tịch diệt băng thiên quyền này. Tiểu Thiên nói, thật ra, tịch diệt băng thiên quyền này cũng rất đơn giản, đối với ngươi chắc là rất đơn giản. Bản thân ngươi tự xem đi. Nói xong, nàng bấm tay điểm vào giữa chân mày của Dương Diệp. Trong phút chốc, một tin tức truyền vào trong đầu của Dương Diệp. Qua khoảng gần một khắc, Dương Diệp đã tiếp nhận hoàn tất. Tịch diệt băng thiên quyền. Không thể không nói, tịch diệt băng thiên quyền này quả thật lợi hại hơn ngũ hành phá giáp quyền. Cho dù là ngũ hành phá giáp quyền cộng thêm lực lượng hồi chấn cũng kém hơn tịch diệt băng thiên quyền này. Tịch diệt băng thiên quyền, quan trọng nhất là hai chữ tịch diệt, đây là tinh túy của quyền kỹ này. Đơn giản mà nói, tịch diệt băng thiên quyền không chỉ cần có là lực lượng thân thể của bản thân, mà còn cần tử khí. Một người bình thường, trong cơ thể hắn chỉ có sinh khí không có tử khí, nhưng thật may, tịch diệt băng thiên quyền này có phương pháp có thể thay đổi những sinh khí này, cũng chính là chuyển đổi sinh khí của bản thân trở thành tử khí, sau đó ở trong lực lượng hỗn hợp của thân thể mình mà phát nó ra. Khi hai loại kết hợp, lực lượng này phát ra là đặc biệt khủng khiếp. Lúc này, Tiểu Thiên nói, quyền này thật sự khiến trời đất oán giận, ta vốn không muốn cho ngươi, nhưng thực lực của ngươi bây giờ quá yếu, đối mặt với một ít cường giả chân chính vẫn chưa đủ, có quyền kỹ này, sau này cho dù gặp phải giống như nam tử cầm thương trước kia, ngươi cũng có sức đánh một trận, không đến mức bị đối phương đánh ép. Dương Diệp liếc nhìn Tiểu Thiên, trong lòng thấy ấm áp. Cảm ơn. Tiểu Thiên lắc đầu, sau đó nói, bây giờ ngươi dẫn theo những người của ngươi rời khỏi nơi này. Có ý gì? Dương Diệp hỏi. Tiểu Thiên nói, vừa rồi, nữ nhân kia nói rất đúng, ngươi vẫn đừng nên dính vào chuyện của ta. Lấy thiên phú cùng tiềm lực của ngươi, sau này. Tiểu Thiên. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên ngắt lời Tiểu Thiên nói. Ngươi nói như vậy, ta có chút mất hứng. Có phải ngươi chê ta có thực lực quá kém đúng không? Tiểu Thiên lắc đầu. Ngươi thật ra cũng rất lợi hại, bất kể là tinh hà kiếm đồ hay ngọn lửa kia đều vậy, chỉ là, những kẻ địch kia của ta, bọn họ còn lợi hại hơn, bây giờ ngươi vẫn quá trẻ tuổi, căn bản không có cách nào chống lại bọn họ, hiểu chưa? Dương Diệp cười nói. Ta biết, nhưng ta vẫn ở lại, bởi vì chúng ta là bằng hữu. Chỉ cần ta không phải là gánh nặng của ngươi, ta sẽ ở lại cùng ngươi đối mặt với bọn họ. Dương Diệp hắn làm người chính là như vậy, người không phụ hắn, hắn không phụ người. Có thể nói, nếu như không có Tiểu Thiên, hắn có khả năng đã chết sớm rồi. Mặc dù Tiểu Thiên không có đánh nhau giúp hắn, nhưng Tiểu Thiên giúp đỡ hắn thật sự rất nhiều. Mà bây giờ Tiểu Thiên có nguy hiểm, hắn làm sao có thể bỏ nàng lại được. Tiểu Thiên nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó nói. Thật là một kẻ ngu ngốc. Dương Diệp mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Thiên. Không quan tâm thế nào, lần này ta đi cùng với ngươi đối mặt với những kẻ xâm lược. Sau khi ở bên trong Hồng Mông Tháp hàn huyên cùng Tiểu Thiên, Dương Diệp bắt đầu tu luyện tịch diệt băng thiên quyền. Hắn nhất định phải học được huyền kỹ này trước khi những cường giả kia tới hệ thiên tuyền, chỉ có như vậy, đến lúc đó hắn mới có khả năng giúp đỡ được Tiểu Thiên. Ở dưới sự chỉ đạo của Tiểu Thiên, hắn đã dần dần nắm giữ được tịch diệt băng thiên quyền, tuy nhiên vẫn không có cách nào thi triển. Bởi vì hắn còn chưa quen chuyển sinh khí của bản thân thành tử khí còn không phải là quá quen luyện. Cứ như vậy, thời gian trôi qua từng chút một tháng sau. Trong thế giới tầng thứ nhất, Dương Diệp đứng lặng trên một tảng đá lớn. Hai mắt Dương Diệp khép hờ, cả người giống như lão tăng nhập định vậy, tới giây phút nào đó, hắn đột nhiên mở mắt, sau đó tay phải nắm chặt thành quyền, trong phút chốc nắm chặt. Rắc rắc, vào giây phút đó Dương Diệp nắm chặt nắm đấm. Không gian xung quanh hắn trực tiếp rạn nứt ra. Mà vào lúc này, sắc mặt Dương Diệp đột nhiên biến đổi, ngay sau đó, một lực lượng trực tiếp kéo tới từ phía sau hắn, khi hắn còn chưa kịp phản ứng lực lượng này lại trực tiếp đánh vào trên người hắn. Cả người Dương Diệp trực tiếp bay ra ngoài. Đánh lén. Có người đánh lén hắn. Chấm. Không thể không nói, lúc này Dương Diệp có chút sững sờ, bởi vì hắn đang ở bên trong Hồng Mông Tháp. Bên trong Hồng Mông Tháp làm sao có thể có người đánh lén hắn? Rất nhanh, Dương Diệp phát hiện ra đánh lén không phải là người, mà là Hồng Mông Tháp.
vừa rồi là Hồng Mông Tháp ra tay với hắn. Dương Diệp ngẩng đầu liếc nhìn qua, sau đó nói. Lão huynh, người làm gì vậy? Lúc này, Tiểu Thiên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, sau đó nàng nhón chân lên gõ một cái vào đầu của Dương Diệp. Ngu ngốc, người thật là một kẻ ngu ngốc. Có ý gì? Dương Diệp vẫn còn có chút mộng. Tiểu Thiên lại gõ một cái đầu của Dương Diệp, sau đó nói. Ngu ngốc, uy lực quyền kỹ của ngươi quá lớn, nếu như thi triển ở đây sẽ phá hỏng bản nguyên nơi đây, nó đương nhiên sẽ không để cho ngươi thi triển huyền kỹ mạnh mẽ ở nơi này, hiểu chưa? Dương Diệp ngây người và lập tức hiểu được, thế giới tầng thứ nhất của Hồng Mông Tháp vừa hình thành, cũng lại tương đương với một thế giới trung bình, huyền kỹ bình thường còn chịu đựng nổi, nhưng loại huyền kỹ giống như Tịch Diệt Băng Thiên Quyền này đúng là có chút chịu không nổi. Dường như nghĩ tới điều gì, Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Thiên, hỏi. Tiểu Thiên, thế giới này của chúng ta có con mắt thiên đạo sao? Tiểu Thiên chớp chớp mắt. Hình như không có, có muốn ta bồi dưỡng một cái cho ngươi không? Có thể bồi dưỡng à? Dương Diệp kinh ngạc nói. Tiểu Thiên khẽ gật đầu. Đương nhiên, ta có thể vì ngươi bồi dưỡng một con mắt thiên đạo nghe lời. Hơn nữa, ta cũng cảm thấy thế giới này cần phải có người tới quản lý. Nếu không thế giới này của ngươi sẽ hoang phế mất. Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó nói. Chuyện này chờ sau này lại nói. Tiểu Thiên khẽ gật đầu và đang muốn nói gì, đột nhiên nàng nhíu mày, im lặng trong chớp mắt, sau đó nói. Lại có người đến. Nói xong, nàng trực tiếp biến mất. Trong tinh không hệ thiên tuyền, một lão già đột nhiên xuất hiện ở trong một mảnh tinh không này. Lão già nhìn về phía đại lục thiên thiên rất lâu, rồi khẽ gật đầu. Quả nhiên, đúng lúc này, Tiểu Thiên đột nhiên xuất hiện cách lão già không xa. Tiểu Thiên nhìn lão già. U Minh Điện, U Minh Điện. Lão già hơi ngẩn người ra, lập tức lắc đầu. Không phải. Nói, hắn liếc mắt nhìn Tiểu Thiên, sau đó nói. Ta tên Khô Nha, đến từ hệ Hoàn Vũ cách nơi này hơn 10 vạn năm ánh sáng, hôm nay ta đến đây là đại biểu cho hệ Hoàn Vũ. Làm gì? Tiểu Thiên khẽ nói. Lão già nói, bây giờ tình cảnh của các hạ thế nào, các hạ chắc hẳn đã biết rất rõ. Hệ Hoàn Vũ ta có thể giúp các hạ chống lại U Minh Điện, nhưng có một điều kiện, chính là hệ thiên tuyền phải phụ thuộc vào hệ Hoàn Vũ ta. Tiểu Thiên lắc đầu, hệ thiên tuyền sẽ không lệ thuộc vào hệ khác. Lão già im lặng một lát, sau đó nói, các hạ, hệ Hoàn Vũ ta đặc biệt có thành ý, chúng ta sẽ không giam cầm các hạ vẫn là chủ của thế giới này. Chúng ta cũng sẽ không tùy ý cướp đoạt thế giới này, chỉ có điều ở vài thời điểm mong các hạ cùng hệ thiên tuyền xuất lực. Tiểu Thiên lại lắc đầu. Hệ thiên tuyền sẽ không lệ thuộc vào người khác, ngươi trở lại chuyển lời với chủ hệ Hoàn Vũ của ngươi, nói lại hệ thiên tuyền ta không muốn đối địch với các ngươi, nhưng hệ thiên tuyền ta cũng không sợ người khác. Lão già nhìn Tiểu Thiên rất lâu, sau đó nói. Các hạ hình như rất có lòng tin vào chính mình, tuy nhiên ta tin tưởng. Nếu như các hạ thật sự hiểu rõ tình cảnh của hệ thiên tuyền ngươi, chỉ sợ cũng sẽ không từ chối nhanh như vậy. Tiểu Thiên ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài tinh không, im lặng sau một hồi, nàng đột nhiên nói. Ta cũng chưa từng sợ qua ai. Lão già liếc nhìn Tiểu Thiên, sau đó nói. Hiểu rõ, từ biệt. Nói xong, thân hình hắn run lên, trực tiếp biến mất. Dương Diệp xuất hiện ở bên cạnh Tiểu Thiên, nói. Đó là cường giả thế giới khác. Tiểu Thiên khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Người biết vì sao những người đó đều muốn tới bắt nạt chúng ta không? Vì sao? Dương Diệp không hiểu. Tiểu Thiên cười lạnh, nói. Bởi vì thế giới này của chúng ta chỉ theo tự nhiên, đơn giản mà nói chính là đứng đầu thiên đạo tuyệt đối không mạnh mẽ thống trị thế giới này, đứng đầu thiên đạo tùy ý cho sinh linh của thế giới này tự do sinh trưởng. Chỗ tốt như vậy chính là những sinh linh cùng chủng tộc của hệ thiên tuyền này đều tự do, chỗ tệ chính là thế giới này của chúng ta là năm bè bảy mảng. Người xem, bất kể là nhân tộc hay yêu tộc, thậm chí là tộc gì khác, bọn họ đều không có ý muốn tới giúp. Nói đến đây, nàng lắc đầu, lại nói. Mà ở thế giới khác, dù sao một ít thế giới ta biết thì không phải như vậy, giống như hệ Hoàn Vũ kia, nếu như ta không đoán sai, nơi đó có một chính quyền mạnh mẽ, có lẽ là con người thành lập. Có lẽ là đứng đầu thiên đạo nào đó thành lập, ở chỗ của bọn họ, nếu có kẻ thù bên ngoài xâm nhập, bọn họ có thể ra lệnh cho vạn tộc. Dương Diệp nói, vậy sau này ngươi cũng thành lập một chính quyền tới thống trị những sinh linh này cùng vạn tộc ở đây sao?
Tiểu Thiên lắc đầu. Ta cảm thấy vạn vật đều là bình đẳng, ai cũng không trả lời nên đi nô dịch người khác, người cảm thấy thế nào? Dương Diệp lắc đầu. Ta cảm thấy, người suy nghĩ mọi chuyện quá tốt đẹp. Tiểu Thiên cười hì hì và đang muốn nói, đột nhiên nàng ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, dần dần nụ cười trên mặt nàng biến mất. Lúc này, Tiểu Nam Hải cùng cầm và cả phần Thiên Đế Viêm đã xuất hiện ở bên cạnh Tiểu Thiên. Tiểu Thiên liếc nhìn đám người Tiểu Nam Hải. Xin lỗi, đã liên lụy tới các ngươi. Tiểu Thiên mỉm cười. Khách sáo rồi. Cầm kéo tay Tiểu Thiên khẽ nói. Chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta. Phần Thiên Đế Viêm cũng nói. Bảo vệ thế giới này không chỉ là chuyện của ngươi, cũng là chuyện của chúng ta. Tiểu Thiên liếc mắt nhìn ba người Tiểu Nam Hải, sau đó khẽ nói. Cảm ơn. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không. Những vì sao ở đó đột nhiên bắt đầu chấn động. Rất nhanh, một nữ tử trên người mặc áo giáp màu tím từ trong tinh không này chậm rãi đi ra. Dáng người nàng cao gầy uyển chuyển, gương mặt tuyệt mỹ, chỉ là kèm theo một chút sát khí như có như không khiến người ta không dám nhìn thẳng. Nữ tử đột nhiên nhìn về phía Tiểu Thiên, trong phút chốc, nàng đột nhiên cách bầu trời sao điểm một cái về phía Tiểu Thiên. Ở sâu bên trong tinh không xa xôi này đột nhiên xuất hiện một lưu tinh. Lưu tinh kia rơi về phía vị trí của đám người Tiểu Thiên, ngay từ lúc đầu, viên lưu tinh kia rất nhỏ, nhưng dần dần lưu tinh càng lúc càng lớn, đến cuối cùng Dương Diệp cũng biến sắc. Ở đó là lưu tinh sao? Đó căn bản là một tinh cầu. Khi viên lưu tinh kia đi tới trên không trung của hệ thiên tuyền, nó đã hoàn toàn che phủ ở tất cả bầu trời sao của hệ thiên tuyền. Trong đó còn ẩn chứa một lực lượng khủng khiếp bá đạo không gì sánh được. Vẻ mặt Dương Diệp rất nghiêm trọng. Thực lực của nữ tử mặc giáp này, không phải chỉ mạnh mẽ bình thường thôi. Đúng lúc này, Tiểu Nam Hải này đột nhiên bước về phía trước một bước, trong phút chốc, hắn vươn tay phải ra, tiếp theo chính là chợt vỗ lên phía trên một cái. Một bàn tay khổng lồ giơ lên trời đột nhiên xuất hiện ở trên mảnh tinh không này, tiếp theo, ở trong mắt đám người Dương Diệp, bàn tay khổng lồ kia cùng viên lưu tinh kia lấy phương thức trực tiếp nhất hung hăng va chạm vào nhau. Tất cả bầu trời sao phía chân trời đột nhiên phát ra một tiếng nổ lớn rung trời, ngay sau đó, rất nhiều năng lượng cùng sóng khí bạo phát ra trong tinh không, không chỉ có vậy, lúc này đại lục thiên thiên phía dưới đều đang chấn động kịch liệt, dường như muốn đổ nát vậy, vô cùng kinh người. Lúc này, cầm đột nhiên đi lên trước hai bước, sau đó hai tay mở rộng ra. Hư vô! Vừa dứt lời, một luồng lực thần bí xuất hiện ở trong tinh không, thoáng cái. Những năng lượng cùng sóng khí cuồng bạo bắt đầu tiêu tan, rất nhanh, tất cả năng lượng cùng sóng khí đều biến mất không còn thấy, tất cả bầu trời sao khôi phục lại sự yên tĩnh. Dương Diệp lại phát hiện, lúc này bất kể là Tiểu Nam Hải hay Cầm đều lộ ra vẻ mặt đều nghiêm trọng. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời sao, lúc này, ở bên cạnh nữ tử kia xuất hiện thêm một nữ tử cùng một nam tử. Nữ tử kia chính là Phạm Âm Vũ, lúc này nàng đã khôi phục lại gương mặt ban đầu của mình. Trong phút chốc, nữ tử mặc áo giáp màu tím trên người kia trực tiếp xuất hiện ở trước mặt đám người Tiểu Thiên. Tiểu Thiên liếc nhìn nữ tử, sau đó nói. Điện chủ U Minh Điện. Nữ tử cong khóe miệng đầy vẻ châm chọc. Chỉ với các ngươi cũng cần điện chủ tự mình ra tay sao? Ta là một trong khống tinh tư của U Minh Tam Tư. Trước khi tới, điện chủ có căn dặn, nếu ngươi bằng lòng đầu hàng, U Minh Điện ta có thể cho ngươi một con đường sống, nếu không bằng lòng, hừ. Nói xong lời cuối cùng, khóe miệng nàng cong lên với vẻ dữ tợn. Tiểu Thiên không trả lời nữ tử, mà quay đầu lại nhìn về phía Tiểu Nam Hải. Cẩn thận! Tiểu Nam Hải khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía nữ tử kia. Tới đi, để cho ta lĩnh giáo khống tinh tư của ngươi. Vừa dứt lời, thân hình hắn run lên và trực tiếp biến mất. Nữ tử kia cười lạnh, chân phải nhẹ nhàng giẫm một cái, cả người cũng lập tức biến mất. Lúc này, Phạm Âm Vũ đột nhiên nhìn về phía Cầm. Ngươi còn có Hoa Bỉ Ngạn không? Cầm khẽ nói. Không còn cũng có thể đánh bại ngươi. Đi thử một chút. Phạm Âm Vũ vừa dứt lời, cả người run lên và trực tiếp biến mất. Tiểu Thiên nhìn về phía nam tử trung niên còn lại của U Minh Điện. Nam tử trung niên mặc áo bào xa hoa, nhìn từ ngoài thì cũng không có gì đặc biệt xuất chúng. Nam tử trung niên nhìn về phía phần Thiên Đế Viêm bên cạnh Tiểu Thiên. Đến đây đi. Dứt lời, hắn trực tiếp biến mất.
Tiểu Thiên nhìn về phía Phần Thiên Đế Viêm bên cạnh. Không thể sơ suất. Ta hiểu. Phần Thiên Đế Viêm nói xong, cả người trực tiếp hóa thành một cột lửa phóng lên cao. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, sau đó nhíu mày. Tiểu Thiên, người có cảm thấy có gì đó không đúng hay không? Tiểu Thiên nhíu mày và đang muốn nói, đúng lúc này ở xung quanh nàng đột nhiên xuất hiện 5 người bóng đen. Tù! 5 âm thanh đột nhiên vang lên, trong phút chốc, 5 dây xích màu vàng trực tiếp cố định ở trên thân Tiểu Thiên. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt Dương Diệp lập tức đại biến. 5 người bóng đen đột nhiên xuất hiện không chỉ làm cho Dương Diệp có chút không kịp đề phòng, ngay cả Tiểu Thiên lúc này sửng sốt, rõ ràng nàng không ngờ được có người có thể lặng lẽ đi tới bên cạnh nàng. Dương Diệp lấy lại tinh thần trước, lập tức rút kiếm chém vào một người bóng đen trong đó. Ong! Theo một tiếng kiếm ngân vang vọng, một đường kiếm khí chợt lóe lên ở nơi đây. Người bóng đen kia lại không tránh không né, mặc cho đường kiếm khí kia của Dương Diệp xuyên qua thân thể hắn. Kiếm khí đi qua, cơ thể của bóng đen kia khẽ run lên, sau đó hoàn toàn không có việc gì. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đồng tử của Dương Diệp hơi co lại, trong mắt xuất hiện một tia khó tin. Một kiếm vừa rồi của hắn cũng không có nương tay, nhưng đối phương lại hoàn toàn không có việc gì. Đúng lúc này, trên thân Tiểu Thiên đột nhiên tản ra một năng lượng thổ màu vàng, sau khi năng lượng này xuất hiện, 5 dây xích màu vàng giam cầm Tiểu Thiên lập tức ầm ầm vỡ nát, ngay sau đó, thân hình Tiểu Thiên run lên và lập tức biến mất, lúc xuất hiện lần nữa thì đã ở bên cạnh của Dương Diệp. Ngươi không sao chứ? Dương Diệp liền vội vàng hỏi. Tiểu Thiên khẽ lắc đầu. Trên người ta có Tiểu Nê Ba bảo vệ, cũng chính là lực lượng mặt đất, người bình thường khó có thể tổn thương đến ta. Nghe vậy, Dương Diệp liếc nhìn Tiểu Thiên, quả nhiên lúc này ở trên thân Tiểu Thiên tản ra một năng lượng thổ màu vàng. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn quay đầu lại nhìn về phía xa, đã không có một bóng người nào. Chuyện gì xảy ra? Dương Diệp nhíu mày hỏi. Tiểu Thiên khẽ nói. 5 người kia có thân pháp hơi đặc biệt. Bọn họ còn chưa rời đi, đúng không? Dương Diệp hỏi. Tiểu Thiên khẽ gật đầu, tiếp theo, nàng nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi có thể phát hiện ra bọn họ. Dương Diệp hơi ngẩn người ra, lập tức hiểu rõ ý của Tiểu Thiên. Kiếm vực. Bên trong kiếm vực, tất cả thân pháp cũng chỉ là mây bay. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, trong phút chốc, kiếm vực được thi triển, mà trong chớp mắt này, mấy đường ánh sáng lạnh đột nhiên xuất hiện ở xung quanh hắn. Dương Diệp còn chưa kịp phản ứng nhưng ánh sáng sắc bén đã trực tiếp nhấn chìm hắn. Ầm 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 ầm. Ở đó vang lên từng tiếng nổ vang. Qua vài hơi thở, ở đó dần dần khôi phục sự yên tĩnh, lúc này, Dương Diệp còn đang ở tại chỗ, nhưng trên trán hắn lại xuất hiện mồ hôi lạnh. Vừa rồi, hắn thiếu chút nữa đã chết, nếu như không phải ở thời điểm quan trọng Tiểu Thiên đúng lúc lợi dụng lực lượng mặt đất gia tăng ở trên người hắn, hắn lại thật sự chết. Cơ thể của hắn căn bản không thể chống đỡ được lực lượng của 5 người kia. Tiểu Thiên thè lưỡi. Thật ngại quá, ta thiếu chút nữa quên lực lượng của bọn họ. Vẻ mặt Dương Diệp nghiêm trọng nói. Bọn họ thật mạnh. Tiểu Thiên khẽ gật đầu. Trong U Minh Điện quả thật có rất nhiều cường giả. Nói xong, nàng vỗ nhẹ vài cái vào lồng ngực của mình. Tiểu Nê Ba, người đi đối phó với 5 người này. Tiểu Thiên vừa dứt lời, một quả cầu nhỏ màu vàng đất lập tức xuất hiện ở trước mặt nàng. Tiếp theo, không gian trong phạm vi gần vạn trượng đều bị một tầng năng lượng thổ màu vàng bao trùm. Cùng lúc đó, 5 bóng đen trước này xuất hiện ở cách Dương Diệp cùng Tiểu Thiên không xa. Đây là bị linh của đại địa ép đi ra. Dương Diệp liếc mắt nhìn 5 bóng đen này, nếu như hắn không đoán sai, 5 người này hẳn là U Minh ngũ quỷ mà huyết nữ đã nói trước đó. Mà vào lúc này, 5 người kia đột nhiên biến mất, lúc xuất hiện lần nữa đã ở xung quanh Dương Diệp cùng Tiểu Thiên. Tiếp theo, 5 đường ánh sáng lạnh lập tức nhấn chìm Dương Diệp cùng Tiểu Thiên. Mà lúc này, một cột ánh sáng màu vàng đất đột nhiên từ trong cơ thể Tiểu Thiên giống như gió bão cuốn ra. Ầm, 5 bóng đen này trực tiếp bị chấn động đến hơn mấy trăm trượng. Mà vào lúc này, phía chân trời không trung đột nhiên bắt đầu chấn động, ngay sau đó, nữ tử mặc áo giáp màu tím cùng tiểu nam hài từ trong không trung đi ra. Giờ phút này, ánh mắt mọi người đều tập trung vào bọn họ. Nữ tử mặc áo giáp liếc nhìn tiểu nam hài. Quả thật không tệ. Tuy nhiên vẫn còn xa mới đủ. Tiểu Nam Hải khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Tiểu Thiên, nói. Ta thua.
Nghe thấy Tiểu Nam Hải nói vậy, trong lòng Dương Diệp thầm dùng mình, hắn không ngờ được Tiểu Nam Hải này tự nhiên thua. Tiểu Thiên khẽ lắc đầu. Ngươi đã cố gắng hết sức. Tiểu Nam Hải khẽ cười, sau đó cổ tay hắn thoáng động, một miếng tảng đá xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Nhìn hòn đá này, trong mắt Tiểu Nam Hải lộ vẻ dịu dàng. Đây là nàng, đúng không? Tiểu Thiên khẽ nói. Tiểu Nam Hải khẽ gật đầu. Trước đây khi các ngươi nhìn thấy ta cùng nàng, thời gian của nàng thật ra đã hết. Nói, hắn đưa hòn đá tới trước mặt Tiểu Thiên. Tiểu Thiên nhận lấy hòn đá, sau đó nói. Ngươi! Tiểu Nam Hải mỉm cười. Nàng đi, ta sống ở trên thế gian này cũng có ý nghĩa gì? Nói xong, hắn quay đầu lại nhìn về phía nữ tử mặc áo giáp kia. Tiểu Thiên, xin lỗi, ta không cách nào giúp người giải quyết vấn đề U Minh Điện này, tuy nhiên ta vẫn có thể giúp người một lần cuối cùng. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hòn đá trong tay Tiểu Thiên. Ta tu hành 9 kiếp, vốn nên hiểu hết tất cả, vượt ra ngoài rào cản của bản thân, nhưng không làm bạn của ngươi, cho dù sống mãi lại có ý nghĩa gì. Dứt lời, trên người hắn đột nhiên xuất hiện một ngọn lửa. Đốt hồn. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, không chỉ sắc mặt Dương Diệp chợt biến đổi, dù là nữ tử U Minh Điện cũng biến sắc, rõ ràng, nàng cũng không ngờ được Tiểu Nam Hải này tự nhiên lựa chọn đốt hồn. Đốt hồn đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho thật sự biến mất khỏi thế gian này, ngay cả si cơ hội luân hồi cũng không có. Nhìn thấy Tiểu Nam Hải đốt hồn, Tiểu Thiên cũng biến sắc, sau đó nói. Đừng! Tiểu Nam Hải đột nhiên ngắt lời Tiểu Thiên nói. Tiểu Thiên, đây là sự lựa chọn của ta, với ta mà nói, đây mới là kết cục tốt nhất của ta. Chờ sau khi ta chết, đặt ta với nàng ở nơi có biển, khi nàng còn sống rất thích biển rộng. Dứt lời. Một khí tức khủng khiếp đột nhiên từ trong cơ thể của Tiểu Nam Hải cuồn cuộn trào ra, tiếp theo, Tiểu Nam Hải nhìn về phía nữ tử mặc áo giáp, không nói gì, hắn đột nhiên vươn hai tay lôi kéo, chớp mắt, chính chỗ không gian hắn đứng cùng không gian nữ tử mặc áo giáp đứng trực tiếp nứt ra, ngay sau đó, hai người đồng thời biến mất. Dương Diệp nhìn về phía bên cạnh Tiểu Thiên. Bọn họ đi đâu? Tiểu Thiên im lặng rất lâu, sau đó nói. Hố đen không gian. Hố đen không gian. Dương Diệp nhíu mày và đang muốn nói, mà vào lúc này, không gian phía xa đột nhiên bắt đầu chấn động, tiếp theo có một nữ tử từ trong đó đi ra. Nữ tử này chính là nữ tử mặc áo giáp trước đó. Dương Diệp phát hiện, ở khóe miệng của nữ tử mặc áo giáp có một tia máu tươi, không chỉ có vậy, lúc này hai tay cánh tay nàng tự nhiên biến mất, chỗ tay bị cụt còn có máu tươi không ngừng tuôn ra, không chỉ vậy, ở trên người nàng còn có hơn 10 vết thương. Lúc này chúng đều đang chảy máu, nàng không ngờ đã trở thành một người máu. Mà lúc này, một hòn đá lớn bằng ngón cái đột nhiên vọt ra từ không gian trước mặt Tiểu Thiên, hòn đá này chậm rãi bay xuống, cuối cùng rơi vào trước mặt Tiểu Thiên. Nhìn thấy hòn đá này, Tiểu Thiên lập tức ngây người. Dương Diệp im lặng, không cần phải nói, hòn đá này chắc chắn chính là Tiểu Nam Hải này. Tiểu Nam Hải này đã thật sự biến mất khỏi thế giới này. Lúc này, nữ tử mặc áo giáp phía xa đột nhiên nhìn về phía Tiểu Thiên. Đúng là khiến ta bất ngờ. Không ngờ được một loại cường giả này tự nhiên sẽ lựa chọn đốt hồn tới giúp ngươi, không thể không nói, thật sự rất bất ngờ. Tiểu Thiên không nói gì, nàng nhìn hai hòn đá trong tay rất lâu, sau đó khẽ nói. Ngươi yên tâm, ta sẽ tìm cho các ngươi một địa phương yên tĩnh, cho các ngươi vĩnh viễn pet cùng một chỗ, cũng không tách rời nữa. Đúng lúc này. Bầu trời sao trên đỉnh đầu mọi người lại chấn động mạnh, ngay sau đó, Cầm cùng Phạm Âm Vũ xuất hiện. Lúc này, vẻ mặt hai nàng đều có phần tái nhợt. Tiểu Thiên đi tới bên cạnh Cầm, khẽ nói. Không sao chứ. Cầm lắc đầu. Cũng không phải quá đau. Tiểu Thiên nhẹ nhàng khẽ xoa đầu Cầm, sau đó quay đầu lại nhìn về phía đám người nữ tử mặc áo giáp. U Minh Điện các ngươi thích như vậy đúng không? Vậy hệ thiên tuyển ta sẽ cố gắng vui đùa cùng các ngươi một chút. Vừa dứt lời, nàng vung tay phải lên, trong phút chốc, trong tinh không hệ thiên tuyển xuất hiện một con mắt thiên đạo, sau con mắt đầu tiên xuất hiện, con mắt thứ hai lập tức xuất hiện, không đến mấy hơi thở, tất cả tinh không lại xuất hiện chừng 50 con mắt thiên đạo rất lớn. Nữ tử mặc áo giáp ngẩng đầu liếc nhìn qua những con mắt thiên đạo này, nàng tự nhiên hiểu rõ, thực lực của những con mắt thiên đạo vượt xa cường giả cảnh giới luân hồi bình thường. Nữ tử mặc áo giáp nhìn rất lâu,
sau đó thu hồi ánh mắt nhìn về phía Tiểu Thiên. U Minh Điện ta bằng lòng cho ngươi một cơ hội cuối cùng, chỉ cần ngươi không phản kháng, ngoan ngoãn đi theo chúng ta, đồng thời làm cho những con mắt thiên đạo trợ giúp U Minh Điện ta quản lý cái hệ thiên tuyển này. U Minh Điện ta có thể không giết chóc, nếu không, hôm nay những kẻ theo ngươi đối đầu U Minh Điện ta đều phải chết. Tiểu Thiên cười lạnh. Tất cả đều phải chết, đúng là khẩu khí rất lớn. Ta cho ngươi biết, Tiểu Thiên ta không thích đánh nhau, nhưng không có nghĩa là ta sợ đánh nhau. Bây giờ, Tiểu Thiên ta chính thức tuyên chiến với U Minh Điện ngươi, ta sẽ khiến cho cái điện nát của các ngươi hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn về phía những con mắt thiên đạo, sau đó tay ngọc vung lên. Giật điện, giật chết nàng cho ta. Ầm ầm ầm. Trong phút chốc, rất nhiều thần lôi từ phía chân trời rơi về phía nữ tử mặc áo giáp. Nữ tử mặc áo giáp lạnh lùng nhìn Tiểu Thiên. Nếu ngươi muốn chết, vậy U Minh Điện ta giúp ngươi được toại nguyện. Vừa dứt lời, nàng vung tay phải lên. Trong chớp mắt yên lặng, đột nhiên, một cái miệng cực lớn xuất hiện ở trên đỉnh đầu của mọi người. Ngay sau đó, ở trong ánh mắt mọi người, cái miệng này mở to trực tiếp nuốt sạch tất cả những lôi điện kia. Cùng lúc đó, một con mắt thiên đạo trực tiếp bị cái miệng to này nuốt vào. Đứng đầu U Minh thập điện, thiên nữ xuất hiện. Phía chân trời, một nữ tử xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Nữ tử này chính là thiên nữ. Nhìn thấy con mắt thiên đạo này bị cái miệng to kia nuốt trọn, vẻ mặt Tiểu Thiên lập tức lạnh xuống. Tiếp theo, tay ngọc của nàng lại muốn vung, mà lúc này, Dương Diệp đột nhiên giữ tay nàng lại, sau đó lắc đầu. Tiểu Thiên liếc nhìn Dương Diệp, không nói gì. Dương Diệp nhìn nàng khẽ gật đầu, sau đó cơ thể thoáng động xuất hiện ở trước mặt thiên nữ. Thiên nữ liếc nhìn Dương Diệp, mặt không đổi sắc. Dương Diệp nhìn Tiểu Thiên. Ngươi là nhân nhân đúng không? Hắn dĩ nhiên là không xa lạ gì với cái miệng to này, năm đó nhân nhân cắn nuốt chính là từ cái miệng to này. Thiên nữ nói. Đúng hay không có ý nghĩa gì sao? Dương Diệp im lặng một lát, sau đó nói. Trước đây ngươi còn chưa thức tỉnh, đúng không? Đúng. Thiên nữ nhìn thẳng Dương Diệp. Dương Diệp khẽ gật đầu. Ta hiểu được, ngươi không phải là nhân nhân ta quen trước đây. Thiên nữ quay đầu lại liếc nhìn xuống phía dưới, sau đó nói. Ngươi có ơn với thập muội của chúng ta nói thêm một câu, rời khỏi nơi này. Dương Diệp lắc đầu, sau đó nói. Có thể không ra tay với Tiểu Thiên sao? Thiên nữ nhìn Dương Diệp rất lâu. Sau đó nói, không thể. Cổ tay của Dương Diệp thoáng động, kiếm tổ xuất hiện ở trong tay hắn, cùng lúc đó, hắn lập tức phát động kiếm thần ấn cùng yêu thần lực, kiếm ý của hắn lập tức đạt tới cảnh giới quy nguyên, toàn thân hắn cũng lập tức xuất hiện một tầng mỏng ánh sáng màu vàng. Thiên nữ nhìn Dương Diệp, ngươi không phải là đối thủ của ta, ít nhất bây giờ là như vậy. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, sau đó ánh mắt rơi vào trên thân nữ tử mặc áo giáp. U Minh Điện các ngươi coi trọng hệ thiên tuyền, sau đó lại muốn hệ thiên tuyền thuần phục các ngươi, không thể không nói, các ngươi thật sự rất bá đạo. Cá lớn nuốt cá bé, đây là quy tắc của thế giới này. Nữ tử mặc áo giáp lạnh lùng nói. Dương Diệp khẽ gật đầu. Ta đương nhiên hiểu rõ quy tắc này. Nói xong, hắn nhìn về phía thiên nữ. Ta cũng xem 10 tỷ muội các ngươi là bạn rất thân, nhưng lần này ta lựa chọn đứng ở bên Tiểu Thiên. Đúng lúc này, nữ tử mặc áo giáp đột nhiên nhìn về phía thiên nữ, sau đó nói. Giết chết hắn. Thiên nữ liếc nhìn nữ tử mặc áo giáp, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Một cơ hội cuối cùng, nếu như ngươi bằng lòng rời đi, ta có thể cam đoan với ngươi, U Minh Điện sẽ không đối phó với ngươi, cũng sẽ không đối phó với người thân của ngươi. Dương Diệp đang muốn nói, lúc này, Tiểu Thiên ở phía dưới đột nhiên nói. Ngươi đi đi. Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Thiên. Tiểu Thiên khẽ nói. Ngu ngốc, bảo vệ thế giới này là trách nhiệm của ta, không liên quan đến ngươi. Ngươi đi đi, thật đấy, ta sẽ không trách ngươi, ta vẫn sẽ xem ngươi là bằng hữu tốt. Dương Diệp khẽ cười. Dương Diệp ta chưa bao giờ là một người vô tư, bảo vệ thế giới à? Thật ra, từ trước đến nay ta chưa từng có suy nghĩ này. Tiểu Thiên, ngươi là bằng hữu của ta, bây giờ ngươi gặp nạn, nếu như ta bỏ đi. Bản thân ta cũng sẽ khinh thường mình. Đánh không nổi còn muốn đánh, đây là ngu xuẩn, nhưng có nhiều lúc, đừng nói ngu xuẩn, cho dù sẽ chết cũng phải đánh. Vừa dứt lời, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, trong phút chốc, toàn thân hắn trực tiếp biến mất.
nhất kiếm luân hồi. Gia tăng hai loại cảnh giới quy nguyên nhất kiếm luân hồi. Khi Dương Diệp thi triển ra nhất kiếm luân hồi, vẻ mặt nữ tử mặc áo giáp phía dưới này lập tức trở nên thâm trầm, bởi vì mục tiêu một kiếm này của Dương Diệp cũng không phải là thiên nữ, mà là nàng. Đúng lúc này, năm người bóng đen này đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nữ tử áo giáp, tiếp theo, năm chùm ánh sáng màu vàng tạo thành một mặt tấm lá chắn lớn năng lượng màu vàng chắn ở trước mặt năm người. Tấm lá chắn năng lượng lớn màu vàng mới vừa xuất hiện, một đường kiếm quang lại đánh vào phía trên. Ầm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 117.